chương 1721, đây chính là nhiều người chỗ tốt. Ác ma ở bảy số 77 trong khu vực từng đạo phòng tuyến đều là do đích thân hắn bố trí, thậm chí ở phòng tuyến bên ngoài ngăn trở long quấy dày kế hoạch, cũng là từ đích thân hắn định chế. Hắn dự đoán trước nhân tộc có thể biết tiến hành hành động, Cất chí bao gồm nhân tộc có thể sẽ đối với bảy số 77 khu vực tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đối với lần này, hắn cũng đồng dạng chế định sách lực, hắn mang đến nhất kiện đặc thù bảo vật, chỉ cần có thể tìm được quân sự tinh đồ, hắn át có niềm tin, đen quân sự tinh đồ mang về coi như nhân tộc sử dụng hủy diệt tính thủ đoạn cũng không dùng hắn có lòng tin thắng lợi là thuộc về áp ma nhưng mang là bây giờ kế hoạch dường như xuất hiện một vài vấn đề còn không có tìm được quân sự tinh đồ sao ngữ khí trầm thấp thập phần không vui kỳ thực cũng biết hắn không nên hỏi vấn đề này nếu như tìm được quân sự tinh đồ đã sớm đến trên tay hắn nếu chưa có trở về vậy đã nói rõ không tìm được khi hắn hỏi ra vấn đề này lúc liền chứng minh hắn có chút lúng cuống từ vừa rồi đạt được chiến báo bắt đầu bất an cảm ứng mà bắt đầu quanh quẩn trong lòng đặc biệt khi biết được nhân tộc tới chỉ là một cái người lúc cái loại cảm giác này trở nên không gì sánh được cường liệt Phải tâm ma thuộc về ác ma tộc bên trong địa ngục nhất hệ bọn họ am hiểu một loại đặc biệt pháp tắc tâm linh pháp tắc tâm linh pháp tắc có một loại thần kỳ công năng sẽ đối với chuyện tương lai sản sinh một ít sự cảm dự cảm rất mơ hồ không có so với không rõ hình ảnh sẽ không nói cho ngươi cụ thể chuyện phát sinh dự cảm chỉ sẽ nói cho ngươi biết tương lai anh gặp phải sự tình tốt hay xấu chỉ là cái này dạ cũng đủ rồi Qua qua hình vùng lớn đồng lớn đen cái loại này cảm giác bất an bỏ rơi dự cảm dù sao chỉ là dự cảm cũng không nhất định là chính xác trong lịch sử không chính xác dự cảm có nhiều đi một cãi người dê phá chiến thiền kết giới chỉ dùng 5 phút đồng hồ phá vỡ đạo thứ hai phòng tuyến các ma chiến trận bị hắn phá giải dùng là linh hồn công kích hắn có một chi khổng lồ khô lâu quân đoàn yếu nhất đều là chân thần cửu dai mạnh nhất là nhất tôn người ngàn thước lớn khô lâu có thần vương lục giai chiến lực bản thân hắn chiến lực dường như đạt tới thần vương thất giai tiêu chuẩn căn cứ bảy số 77 khu vực quy tắc nói cách khác hắn sở hữu vượt cấp mà chiến năng lực những thứ này khô lâu đều là khôi lỗi sao sở hữu linh hồn công kích năng lực khôi lỗi nhân tộc không có khả năng sở hữu như thế cường đại khôi lỗi ta đoán hắn là thu được một cái thượng cổ di tồn thượng cổ thời kỳ đúng là xuất hiện qua cường đại khô lâu khôi lỗi hắn vinh hồn công kích lực nằm ở chân thân tầng thứ trừ cái đó ra khâu lâu cũng không có hợp thành chiến trận năng lực nói cách khác tuy là số lượng nhiều nhưng thật ra là năm đầy bảy mảng chỉ cần có thể hạn chế lại hắn linh hồn công kích năng lực kỳ thực không đủ gây sợ thần vương thất giai chiến lực chúng ta cũng không phải là không có không ngừng suy tư về cấp tốc chế định ra nhằm vào lâm mặc ngữ sách lược đồng thời từng đạo mệnh lệnh truyền xuống tiếp ác ma tộc nhất thời hành động đứng ở thuộc về hắn chiến thiền đầu cầu ánh mắt nhìn chăm chú vào nước sơn hắc tinh không vốn chỉ muốn chiến thuyền kết giới có thể ngăn hơn nửa giờ đồng hồ đạo thứ hai phòng tuyến có thể ngăn bên trên 3 giờ hiện tại kế hoạch bị đánh rối loạn thực sự là đau đầu a cái gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì nhân tộc lúc nào xuất hiện ngươi như vậy chẳng lẽ là từ bên trong tòa thần thành đi ra thiên tài trên chiến trường quả thật có không ít thần thành đến rèn luyện thiên tài nhưng dường như cũng không có đi như vậy làm sao cũng nghĩ không thông đầu lớn có chút đau trong tầm mắt vài tòa ác ma chiến trận bằng tốc độ kinh người tới gần hàng tinh quang chiếu xuống chiến trận bên trên chiếu chiếu ra quang huy trong mắt lóe lên chẳng đắng đồng thời dâng lên sát ý những người này chính là đào binh lấy hắn suy nghĩ cho dù chết những người này cũng có thể chết ở nơi đó chỉ ít còn có thể kéo dài mấy phút còn đem lâm mặc ngữ này tới nơi này ngay sau đó hắn nhìn ở chiến trận sau đó theo sắc mà đến lâm mặc ngữ cùng với hạo hạo đãng đãng vong linh quân đoàn lâm mặc ngữ chấn động vong linh chi dực nhìn qua không nhanh không chậm mang theo cười nhạt ngươi đã tới vậy thì bồi ngươi tốt nhất vui đùa một chút tại hắn phía trước ra bệnh lệnh đám ác ma đã tập kết hoàn tất số lượng cũng không nhiều vành vẹn tập kết bốn chục ngàn ác ma hợp thành bốn tòa chiến trận mỗi tòa chiến trận đều chỉ có một vạn ác ma số lượng mặc dù ít nhưng khi thế lại càng thêm kinh người hợp thành chiến trận ác ma đều là thần vương cảnh ác ma so với 10 vạn chân thần cảnh ác ma tạo thành chiến trận chắc chắn mạnh hơn hơn nữa lâm mặc ngữ linh hồn công kích đối với bọn nó cũng không tạo được uy hiếp trải qua mới vừa phân tích đã có đối phó lâm mặc ngữ phương pháp xử lý làm ánh mắt nhìn kỹ mà lúc tới lâm mặc ngữ cũng phát hiện sự hiện hữu của hắn hiện người đồng thời trong lòng dùng mình lúc này hai người cách xa nhau chỉ ít năm trong ngàn cực cho dù lấy người tu luyện nhãn lực cũng chỉ có thể chứng kiến một cái bé nhỏ không đáng kể điểm nhỏ có thể hết lần này tới lần khác hai người đều cảm nhận được ánh mắt của đối phương trong lòng lần thứ hai dâng lên cái loại này cảm giác bất an nhưng rất nhanh lại bị ép xuống lâm mặc ngữ trong lòng giống như vậy cảm giác người này sẽ cho mình tạo thành một chút phiền toái. Ác ma tộc tất nhiên đã đem tin tức truyền trở về, đối phương nếu ở chỗ này chờ cùng với chính mình, cũng nhất định là có thủ đoạn đối phó với chính mình. Ác ma tộc mặc dù không thông minh, nhưng số lượng nhiều, luôn sẽ có người thông minh xuất hiện. Sự tình đến tận đây, Lâm Mặc Ngữ không có đường lui, hắn là bị động một phương, chỉ có thể đi tới, khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Tôi chỉ còn lại có 200 ngàn cơ lúc, hai người rốt cuộc thấy rõ đối phương, Lâm Mặc Ngữ thấy được, phệ tâm ma, lâm mặc ngữ liếc mắt nhận ra thân phận của đối phương không cần biết cụ thể tên biết thân phận của đối phương là được ngược lại hai người không có khả năng sản sinh cái gì đồng thời xuất hiện gặp mặt chính là một cái dứt chữ không chết không ngớt phệ tâm ma được xưng là ác ma trí giả lâm mặc ngữ tự nhiên biết sở dĩ xuất hiện ở đây cũng không hỏi ý nhìn xa xa lâm mặc ngữ nhẹ nhàng phất phất tay hàng tinh quang mang bao phủ xuống bỗng nhiên sáng lên càng ngọn lửa sáng ngời thâm uyên chi hỏa cháy hừng hực một tòa chiến đao hình chiến trận đột nhiên xuất hiện ở đao hình chiến trận phía trước còn có khiên hình chiến trận đao thuẫn lưỡng chủng chiến trận phối hợp với nhau uy lực đem tăng lên trên diện rộng lâm mặc ngữ ánh mắt vi ngưng lần này hợp thành chiến trận ác ma rõ ràng thiếu mỗi tọa chiến trận chỉ có một vạn ác ma số lượng thiếu 10 lần thế nhưng uy lực so với phía trước càng lớn trong chiến trận mỗi cái ác ma đều là thần vương cảnh cái này ý tứ hàm xúc cùng với chính mình linh hồn công kích làm mất đi tác dụng Tuy là như trước có thể tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng muốn làm được hủy diệt chiến trận cũng là khó khăn rất nhiều. Một vạn thần vương cảnh ác ma tạo thành chiến trận, uy hiếp hơn xa phía trước, chiến trận khởi động, hướng phía Lâm Mặc Ngữ vồ giết tới. Đối mặt thần vương cảnh chiến trận, trên thần cảnh khô lâu không có nổi chút tác dụng nào, bị giết sạch chỉ là trên thời gian vấn đề. Biết điểm này, hắn muốn nhìn Lâm Mặc Ngữ đến cùng biết ứng đối ra sao. Hắn dường như nắm chắc phần thắng vậy, lẩm bẩm, đôi khi, số lượng cũng không phải là tính quyết định hắn nói còn chưa dứt lời liền im bặt mà ngừng ở trong tầm mắt của hắn bọn khô lâu trở tổ hợp đến cùng nhau số lượng giảm mạnh gấp ba từ nghìn vạn quân đoàn biến thành trăm vạn quân đoàn cai ba trăm vạn khô lâu thần tướng năm trăm ngàn tử vong long kỵ sĩ trăm vạn vu yêu tướng quân sau đó tất cả tử vong long kỵ sĩ cùng với hai phần ba khô lâu thần tướng không thấy phi pháp mà đến ác ma chiến trận một phân thành hai trực tiếp đánh về phía hai khỏa hàng tinh sắc mặt trở nên rất khó coi đây là hắn trong kế hoạch khuyết điểm duy nhất Lâm Mặc Ngữ liếc mắt nhìn thấu, Lâm Mặc Ngữ dùng hành động nói cho hắn biết, nhiều người chỗ tốt. Chương 1722, trước hết giết Lâm Mặc Ngữ. Vong Linh Quân Đoàn chiếm cứ số lượng cùng chất lượng song trọng ưu thế, nếu như phân tán ra, Vong Linh Quân Đoàn số lượng vượt lên trước nghìn vạn, là ác ma đại quân gấp đôi ở trên. Nếu như sử dụng dung hợp thuật pháp, đem bọn khô lâu toàn bộ tổ hợp đến cùng nhau, cũng có thể hình thành 3 triệu khô lâu thần tướng, 50 vạn tử vong long kỵ sĩ, 50 vạn tử vong kỵ sĩ, cộng thêm 100 vạn vu yêu tướng quân. Về số lượng như trước muốn vượt lên trước ác ma đại quân. Đồng thời về chất lượng càng là hoàn toàn nghiền ép. Khô lâu thần tướng là đến gần vô hạn thần vương tam giai chiến lực, tử vong long kỵ sĩ thì cùng thần vương nhị giai tương đương, tử vong kỵ sĩ miễn cưỡng đi vào thần vương cảnh, vũ yêu tướng quân sức chiến đấu hơi yếu, nhưng bọn hắn nguyên vốn cũng không phải là thuộc về chiến đấu nhất hệ. Loại chiến lực này đã đủ nghiền ép ác ma đại quân, khuyết điểm duy nhất chính là không có chiến trận, cho quân đội chiến trận tăng lên trên diện rộng ác ma đại quân chiến lực cái này mới có cơ hội cùng vong linh quân đoàn phân cao thấp lâm mặc ngữ không thừa nhận cũng không được ác ma đại quân chiến trận rất mạnh đặc biệt là thuần túy từ thần vương tạo thành chiến trận hắn có ở đây không sử dụng con bài chưa lật dưới tình huống trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp tốt đối phó bọn họ nhưng không quan hệ dù sao như vậy chiến trận chỉ có hai đôi lâm mặc ngữ dùng 100 vạn khô lâu thần tướng ngăn chặn bọn họ khác 200 vạn khô lâu thần tướng mang cho 50 vạn tử vong long kỵ sĩ cùng với 50 vạn tử vong kỵ sĩ, trực tiếp xót tiến hàng tinh. Hắn mục tiêu là quân sự tinh đồ 287, mà không phải muốn chân tránh cùng những thứ này ác ma liều mạng. Đang ở hàng tinh bên trong tìm kiếm quân sự tinh đồ ác ma, trên cơ bản đều là chân thần bát giai hoặc cửu giai tầng thứ, đối mặt vong linh quân đoàn, đem không hề sức chống cự. Nếu như bọn họ hợp thành chiến trận, như vậy khô lâu linh hồn xạ thủ sẽ để cho bọn họ thể nghiệm đến linh hồn công kích khủng bố, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm, đồng thời cũng mang theo tức giận, mới bị đè xuống dự cảm không tốt không bị khống chế bốc lên hắn ngắt gao nhìn chằm chằm lâm mặc ngữ sau đó cấp tốc hạ đạt mệnh lệnh mới hắn chỗ ở trên chiến truyền xuất hiện một chỉ đầu độc chi ma đồng thời chiến thuyền chiếu lấp lánh giống như một khỏa tiểu hình tinh thần ở thiểm quang chiến thuyền trung truyền ra bàng bạc năng lượng hòa thành kết giới đem đầu độc chi ma che phủ ở trong đó đầu độc chi ma đứng ở trong kết giới phát sinh một tiếng đinh tai nhức óc cao vút thét chói tai tiếng thét chói tai qua đi chính là dõng dạt trương nhạc Tiết giới thành hắn máy phóng đại thanh âm trương nhạc đi qua kết giới sau đó hiệu quả bị phóng đại mấy lần vang vọng tinh không ác ma khủng bố trương nhạc ở trong tinh không quanh quần sau đó lại có đầu độc chi ma thanh âm ở trong tinh không quanh quần gia nhập hắn diễn tấu mặt khác hai con đầu độc chi ma huy động trong tay trình diễn nhạc đạn tấu thần kỳ lạ âm phủ hợp thành một bài khí thế rộng lớn long trọng trương nhạc đám ác ma ở trương nhạc trung khí thế đại thịnh lực lượng dồn dập đề thăng những thứ kia chân thần cửu dai ác ma dồn dập tăng lên tới thần vương cảnh tạm thời đạt được thần vương cảnh ác ma tại chỗ hợp thành chiến trận lấy vạn người làm một tổ trong tinh không nhất thời xuất hiện đại lượng chiến trận chiến trận hóa thành đao cùng khiên trên đao mạo hiểm màu xanh biếc thông uyên hỏa diễm hỏa diễm như máu ở trong tinh không rơi xuống chiến khiên khẩn thù ở chiến đao bên người đối với hắn tiến hành bảo hộ từ xa nhìn lại giống như là trong tinh không đứng rất nhiều vô hình chiến sĩ cầm trong tay đao thuẫn chém về phía vong linh đại quân hỏa quang bắn ra bốn phía tham uyên chi hỏa tịch quyền lấy tinh không đại lượng khô lâu thần tướng bị chết cháy mạnh mẽ đề thăng cảnh giới đầu độc chi ma lại vẫn có loại này năng lực hơi rắc rối rồi lâm mặc ngữ ánh mắt đảo qua trong tinh không cùng sở hữu ba cái đầu độc chi ma dẫn đội chính là đứng ở trên thiền thân ở trong kết giới cái vị kia cái này đầu độc chi ma khí hơi thở khổng lồ cảnh giới sợ là đã đạt đến thần vương ngũ giai muốn đánh giết hắn cũng không dễ dàng hơn nữa lâm mặc ngữ tin tưởng nếu hắn dám ra đây tất nhiên sẽ không sợ người khác công kích. Bên người hắn kết giới, không chỉ có mở rộng nhạc khúc hiệu quả tác dụng, tất nhiên cũng có thể đối với hắn tiến hành bảo hộ. khô lâu thần tướng lúc này hoàn toàn tản ra, cầm chiến đao không có biện pháp, vậy kéo dài thời gian. Thừa dịp đem những thứ kia còn không có hợp thành chiến đao giải rác ác ma toàn bộ chảm sát, lâm mặc ngữ trong lòng cũng không sốt ruột. Hắn chỉ cần kéo dài một hồi, đợi đến nhân tộc đại quân tới, toàn bộ liền giải quyết dễ dàng, kéo dài đối với hắn mà nói. Cũng không chắc chở khô lâu thần tướng nhìn như bị giết chết nhưng một giây kế tiếp sẽ vô thanh vô tức phục sinh chỉ cần hắn không chế tốt bị giết chết thuận lợi cùng thời gian có thể vô hạn trì hoãn nữa bất tử vong linh có thể ở 150 giây phục sinh 5 lần như vậy chỉ cần tử vong bình quân khoảng cách không muốn vượt lên trước 30 giây là được rồi đồng thời dưới tình huống như vậy đám ác ma cũng vô pháp thăm dò quân sự tinh đổ. mục đích tự nhiên cũng liền đạt thành khô lâu thần tướng kiếm khí lít nhít hạ xuống toàn bộ bị ác ma chiến khiên ngăn trở. Các ma chiến khiên phòng ngự hết sức kinh người trừ phi có thể tập sở hữu khô lâu thần tướng lực lượng tiến hành toàn lực công kích bằng không rất khó đánh vỡ hắn Nhưng lâm mặc ngữ căn bản chưa từng nghĩ đánh vỡ đối phương chiến khiên hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị vẻ ngạnh một phút đồng hồ sau hắn liền ý thức được không đúng trong vòng một phút bị giết chết khô lâu thần tướng ít nói cũng có hơn 10 vạn thế nhưng khô lâu thần tướng số lượng không giảm chút nào thiếu tại ý thức đến không đúng hắn tỉ mỉ quan sát rốt cuộc nhìn ra đầu mối chiến đao chỗ đi qua vạn vật thành cho khô lâu thần tướng cũng bị thiêu thành cho tàn như là lấy chiến đao bay xa phía sau ở trong trò bụi mới tinh khô lâu thần tướng tại chỗ trọng sinh dĩ nhiên có thể phục sinh đây là cái gì khôi lỗi trong lòng đại chịu chấn động đồng thời minh bạch rồi lâm mặc ngữ muốn làm cái gì lâm mặc ngữ chính là đang kéo dài thời gian thời gian đối với lẫn nhau đều rất quý giá đám nhân tộc đại quân đến phía sau cái kia cố gắng trước đó liền đều ủ phí ý thức khẽ động tại chỗ hạ lệnh không nên đi khoản khô lâu toàn lực kích sát nhân tộc hắn không biết tên lâm mặc ngữ nhưng nơi đây chỉ có một nhân tộc không phải hắn còn có thể là ai đáng ác ma ở thu được mệnh lệnh phía sau lập tức không thấy khô lâu thần tướng hướng phía lâm mặc ngữ vào thét mà đi lâm mặc ngữ miệng hơi cười trải qua hai phút nghỉ ngơi trong linh hồn phồng lên cảm giác hơi có biến mất hiện tại ác ma chiến trận hướng cùng với chính mình nhào tới lâm mặc ngữ cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ lấy thần vương thất giai chiến lực không có cách nào đối phó những thứ này ác ma chiến trận ác ma chiến trận là ác ma nhất tộc tung hoành đại thế giới tư bản một trong một vạn danh thần vương cảnh ác ma trong đó thần vương tam giai đều không phải số ít tất cả mọi người lực lượng hội tụ vào một chỗ dù cho lâm mặc ngữ có thần vương thất giai chiến lực cùng với chính diện va chạm cũng là không sáng suốt trừ phi hắn đem lực lượng lần nữa đẩy cao đẩy tới thần vương bát giai thậm chí cửu giai như vậy mới có cơ hội cùng ác ma chiến trận đối kháng khẽ nhưng nói vậy linh hồn chống đỡ không được bao lâu thì sẽ tan vỡ vong linh chi rực chấn động lâm mặc ngữ thân hóa lưu tinh tách ra ác ma chiến đao ngược lại hướng phía lỗ đen bay đi ác ma chiến đao cũng điên cuồng lạc hướng tiếp tục đuổi giết lâm mặc ngữ ngươi trốn không thoát môi chúc mừng cũng cấp tốc chuyển hoán phương hướng đuổi theo tình huống hôm nay dưới không giải quyết rơi vong linh quân đoàn căn bản không khả năng thăm dò quân sự tinh đầu thế nhưng muốn giải quyết hết vong linh quân đoàn nhất định phải giải quyết hết lâm mặc ngữ người giật dây này lâm mặc ngữ tốc độ rất nhanh thần vương thất giai lực lượng thôi động làm cho vòng linh chi dược tốc độ tăng lên trên diện rộng tốc độ ánh sáng pháp tác hào quang tác dụng đã không minh bạch lâm mặc ngữ tốc độ đã vượt qua mỗi giây ba chục ngàn sau lưng ác ma chiến đao không ngừng truy đuổi trong nháy mắt lâm mặc ngữ đã lướt qua hai khỏa hàng tinh bắt đầu tới gần lỗ đen bỗng nhiên tầm lên giận dữ từ hắc động bên trong truyền ra chương 1723, trong truyền thuyết đáng sợ cự thú giống lên một tiếng mang theo phẫn nộ vang vọng tất cả mọi người thế giới linh hồn lâm mặc ngữ thế giới linh hồn bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen chi xà hướng cùng với chính mình linh hồn giống giận không ngừng toàn bộ thế giới linh hồn đều kịch liệt chấn động thủy tinh bích lũi ông ông tác hưởng tiếng giống giận dữ xuyên thấu qua thủy tinh bích lũi hóa thành vô hình sóng âm đánh vào trên linh hồn lâm mặc ngữ linh hồn hiện ra tử quang hồi y cũng toát ra hào quang óng ánh bằng vào tứ phẩm tục cùng linh hồn phẩm chất thức kim tinh hoa lại tăng cường thật nhiều lên hồn lực phòng ngự trừ cái đó ra còn có hồn y chút tác dụng lâm mặc ngữ hoàn toàn tốt không hao tổn đỡ được cái này sóng linh hồn công kích cái này vầm lên giận dữ linh hồn công kích rất mạnh đã đủ đối với thần vương cảnh linh hồn tạo thành thương tổn nhưng mà này còn là lần không khác biệt công kích mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng vong linh quân đoàn hầu như tập thể tan vỡ bọn khô lâu tuy là chiến lược cường đại nhưng chân thật đẳng cấp bởi vì lâm mặc ngữ có hạn vẫn còn chân thần cảnh linh hồn của bọn họ cũng không cường đại lần này công kích đối với bọn nó mà nói cũng là chí mạng may mắn bất tử vong linh tồn tại một giây kế tiếp sở hữu khô lâu lần thứ hai phục sinh một lần công kích làm cho vong linh quân đoàn tập thể tan vỡ lâm mặc ngữ biết ác ma đại quân sợ là thảm hại hơn quay đầu nhìn lại lộ ra quả thế dáng dấp truy sát chính mình ác ma chiến trận từng cái đứng thẳng bất động ở trong tinh không chiến trận ở trong tiếng giống giận dữ triệt để tan vỡ trong đó ác ma từ thương hồng như không còn coi như không chết cũng là người bị trọng thương rơi vào hôn mê người chết nửa sống đối phó ác ma chiến trận biện pháp tốt nhất chính là mạnh mẽ mà có lực linh hồn công kích lần này linh hồn công kích có ít nhất trên một triệu ác ma bị giết càng nhiều hơn ác ma bị đánh trọng thương liền những thứ kia thần vương cảnh ác ma mỗi một người đều bị thương tổn không nhỏ chiến trận tan vỡ không cách nào tiếp tục đuổi giết lâm mặc ngữ đầu độc chi ma trương nhạc im bặt mà ngừng một dây kế tiếp lập tức đổi thành im ái làn điệu vuốt lên ác ma đại quân thương tích thân sắc đại biến phát sinh trước mắt sự tình triệt để vượt qua dự liệu của hắn cảm giác bất an trong lòng đưa lên đến cực hạ vượt qua xa lâm mặc ngữ mang cho hắn bất an chạy mau một dây kế tiếp tiếng thét chói tai từ đằng xa truyền đến nhận ra chủ nhân của thanh âm đó là hàn phái qua đi trong hắc động tìm kiếm quân sự tinh đầu mấy vị ác ma lần này xuất động trong đội ngũ có 10 vị đạt được thần vương lục giai ác ma là trong đại quân mạnh nhất tồn tại đến sau này hắn liền phái 10 người đi trước lỗ đen tìm kiếm chúc mừng nhiệm hành vô cùng có khả năng đem quân sự tinh đồ ẩn giấu ở hắc động bên trong muốn tiến vào lỗ đen coi như là thần vương lục giai cũng có nhất định nguy hiểm thế nhưng không có biện pháp không thể không đi trong thanh âm có ba vị ác ma từ trong hắc động bay ra hướng phía tất cả chiến thuyền bay đi không thấy nửa đường lâm mặc ngữ bọn họ thần sắc bối rối phảng phất gặp được chuyện kinh khủng gì lâm mặc ngữ hơi biến sắc mặt mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng phía trước linh hồn công kích lại tăng thêm hiện tại ba cái ác ma thần tình không khó phân tích ra thực sự đã xảy ra chuyện lâm mặc ngữ không chút nghĩ ngợi chấn động vong linh chi rực tránh ra thật xa lúc này lại là gầm lên giận dữ vang lên đột thứ hai linh hồn công kích đến ba vị đạt được thần vương lục giai ác ma từng cái phát sinh tiếng kêu thống khổ tốc độ nhanh hơn đầu cũng không dám trở về lâm mặc ngữ linh hồn lần nữa chịu đến trùng kích vong linh quân đoàn lần thứ hai tập thể tan vỡ sau đó ở thập pháp dưới tác dụng tập thể phục sinh ác ma đại quân xong lâm mặc ngữ trong lòng nghiệm một tiếng khoảng cách bất quá hơn 10 giây hợp với hai lần linh hồn công kích đã đủ đem ác ma đại quân triệt để hủy diệt phòng trường ngoại trừ một ít thần vương không có cái gì người sống sót ánh mắt quét qua quả thấy tinh không là bay đầy thi thể chỉ có một ít thần vương cảnh còn sống nhưng là sống được không dễ chịu thậm chí một ít linh hồn nhỏ yếu thần vương cảnh đều đã chết linh hồn tan vỡ từ trạng thê chẳng trên chiến thuyền kết giới chiếu lấp lánh miễn cưỡng đỡ được linh hồn công kích thành tựu phệ tâm ma linh hồn bản thân liền cường đại lại tăng thêm hắn sở hữu thần vương tứ giai tu vi sở dĩ bị trùng kích cũng không lớn nhưng là hắn cả người đã bị mồ hôi thấm ướt hắn nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết Truyền thuyết ở bài số 77 khu vực trong Hắc động, đang ngủ say một đầu cực kỳ khủng bố tinh không cự thú, nó là sở hữu lỗ đanh chi rắn tổ tiên, nó quanh năm ngủ say, cực nhỏ thức tỉnh, một ngày thức tỉnh, sẽ hủy diệt cả phiến trong khu vực toàn bộ sinh linh. Cái này chỉ là một truyền thuyết, từ không có được quá chứng thực, bởi vì gặp qua nó người đều chết hết. Hiện tại có thể phụ trách nhiệm nói, truyền thuyết là có thật, thật sự có như thế một loại kinh khủng cự thú, hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, chỉ là hai tiếng gầm rú ác ma đại quân đã chết bảy tám phần đồng thời bay trở về ba vị thần vương lục giai ác ma đều cực kỳ hoảng sợ đi thời điểm là 10 vị trở về chỉ có ba vị mặt khác bảy vị không cần nói cũng biết ba vị thần vương lục giai ác ma lấy nhanh nhất tốc bộ bay trở về đến trên chiến thuyền gấp giọng kêu lên chạy mau chạy mau nhanh a à, không trốn nữa liền không còn kịp rồi đừng phát sững sờ chạy mau a à. nó muốn theo đuổi tới rồi ba người gấp giọng ngầm lên căn bản không có lo lắng người khác cảm thụ liên tại phía xa mấy trăm ngàn cứ bên ngoài lâm mặc ngữ đều nghe nhất thanh nhị sở ý thức được chuyện nghiêm trọng lập tức khởi động chiến thuyền quay đầu bay ra ngoài lâm mặc ngữ cũng là hơi biến sắc mặt hắn nghĩ tới rồi gần đến nhân tộc đại quân ác ma quân đội trải qua vẫn còn ở trước mắt nhân tộc đại quân nếu như tới sợ cũng không tốt gì linh hồn công kích từ trước đến nay là khó khăn nhất phòng ngự công kích hầu như tuyệt đại bộ phận chủng tộc ở thần tôn cảnh trước linh hồn đều cực kỳ yếu đuối liền linh hồn của hắn đều muốn chịu đến trùng kích nếu như đổi thành những người khác kết quả có thể tưởng tự được lâm mặc ngữ trong lòng hơi động đại lượng khô lâu cấp tốc bay ra ngoài chính mình đồng thời lấy ra chiến vương tháp mặt khác cũng đem chu kỳ vũ cho ngọc bài cầm trong tay nếu có nguy hiểm tùy thời lách người chiến thuyền tốc độ rất nhanh so với chiến vương tháp còn nhanh hơn mỗi giây tốc độ vượt lên trước 15 vạn như là nó mới chỉ có bay ra vài giây không đến trăm vạn bỗng nhiên dừng ở trong tinh không chiến thuyền đang cố gắng dùng ràng run dù không ngừng nhưng trong tinh không phảng phất có một cổ vô hình lực lượng bắt được nó khiến nó khó có thể nước nhích chiến thuyền run run được càng phát ra kịch liệt phát sinh ông ông âm thanh ở chiến thuyền bên trên tên kia đầu độc chi ma kết giới phát sinh vặn vẹo biến hình đầu độc chi ma sợ đến lập tức rút về bên trong truyền kết giới phịch một tiếng miền nát tiếp lấy chiến thuyền phát sinh kết âm thanh lâm mặc ngữ nhìn tận mắt chiến thuyền một chút xíu biến hình vô hình lực lượng từ bối phương tám hướng vào xuống đen chiến thuyền như là bánh quay trào xoay thành một đoàn chiến đoàn nổ một tiếng nổ tung nổ thanh một vành lửa từ trên chiến thuyền bay ra mấy người ảnh theo thứ tự là vừa rồi trốn về bang gã thần vương lục dài ác ma cùng với chiến thuyền bao quát đầu độc chi ma ở bên trong đã trong một tung hủy diệt nhờ ánh lửa lâm mặc ngữ rút cuộc thấy rõ là ai động thủ đại lượng hỏa quang bị nó hấp thu mơ hồ chiếu ra một ít đường nét đây là điều không gì sánh được cự đại lỗ đen chi xà con rắn này cắn nốt sở hữu quang mang sở dĩ không cách nào thấy hình thể của nó vượt lên trước người vạn cực là lâm mặc ngữ hiện nay gặp qua hình thể lớn nhất tinh không cự thú thân thể chi tráng kiện lâm mặc ngữ đã không cách nào phán đoán nó nếu như chiếm cứ so với phổ thông hàng tinh còn lớn hơn lấy dưới thân thể của nó dường như chiều dài xúc tua chính là những thứ này xúc tua đem chiến thuyền tạo thành mảnh vỡ lỗ đen chi rắn đôi mắt nhìn về phía đám người miệng khổng lồ mở ra phun ra đồng dạng đen nhánh lưỡi lần nữa phát sinh gầm lên giận giữ người chương 1724, cũng không cự tuyệt lỗ đen chi xả linh hồn công kích trùng trùng điệp điệp gần trong mang tức linh hồn công kích cùng cách xa nhau trong vạn linh hồn công kích kém đến cũng không phải là nhào tí tạo ba vị thần vương lục giai ác ma từng cái phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thống khổ lần này liền đều cảm nhận được khó có thể tưởng tượng thống khổ da tay của hắn rõ ràng là tái nhợt sắc so với lúc lại biến đến màu xanh trắng lỗ đen chi xả giống giận sau đó cũng không có dừng lại trực tiếp mở ra miệng khổng lồ khổng lồ hô hấp này sinh đi ra lỗ đen chi rắn miệng khổng lồ dường như chân chính lỗ đen trực tiếp đem bốn người hút vào tắc ma trên mặt mang theo tuyệt vọng giờ này khác này chống lại biến đến phi công sống chết trước mắt xuất ra một thanh tiểu đao nó dùng sức đem tiểu đao đâm vào thân thể của chính mình hắn đâm vào rất dùng sức toàn bộ thân đao đều không vào trong cơ thể tết thương nổ tung máu tươi đen thuy nổ ra tới nhiễm thấu tiểu đao tiểu đao trên chuôi đao một viên bảo thạch chợt sáng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biết bao phủ sau đó hỏa diễm biến mất liền mang cũng cùng nhau tiêu thất hắn chạy trốn lâm mặc ngữ đem đây hết thảy để ở trong mắt dĩ nhiên chạy trốn hắn đã hoàn toàn không cảm ứng được khí tức nói rõ khoảng cách nơi này đã phi thường xa xôi thậm chí có khả năng thực đã ly khai bảy số 77 khu vực lâm mặc ngữ bỗng nhiên trong lòng cả kinh hắn ý thức đến nếu là bị hắn tìm được rồi quân sự tinh đổ kỳ thực nhân tộc chuẩn bị rồi sao cũng sẽ không có tác dụng gì tờ bảy số 77 khu vực bị hủy diệt trước hoàn toàn có thể rời đi đồng thời đem quân sự tinh đồ mang về đối với ác ma có bảo vật như vậy lâm mặc ngữ tuyệt không ngoài ý muốn lỗ đen chi xả một ngụm đem ba vị thần vương lục giai ác ma thôn phệ cự đại trong đôi mắt xuyên thấu qua một tiêu huyết tinh sau đó lỗ đen chi xả trong ngọn lửa trượt quay người lại thân thể khổng lồ quét qua hóa thành hỏa diễn chiến thuyền chiến thuyền nhất thời giống như rác rưởi giống nhau bị quét bay lỗ đen chi xả đi tới đầy ác ma thi thể tinh không nơi này ác ma trên cơ bản đều chết hết chỉ có số ít một ít thần vương còn sống có thể những thần vương này hợp với thừa nhận ba lần linh hồn công kích đã mất đi sức chống cự lỗ đen chi xà tuyệt không khách khí bất kể là chết vẫn còn sống cũng không cự tuyệt nó mở ra đã đủ ngứt vệ tinh thần miệng khổng lồ hấp lực xảy ra vô luận là sống chết toàn bộ đều bị hút vào trong miệng lâm mặc ngữ thấy mí mắt trực nhảy trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu ta chữ vật pháp bảo a à. mấy triệu thi thể mấy triệu cái chữ vật pháp bảo ở trong đó nên có bao nhiêu thứ coi như không bao nhiêu tiền a à. cũng có thể đổi đại lượng tích phân nhưng là bây giờ cũng bị mất trong lúc suy tư lâm mặc ngữ khởi động chiến vương tháp cũng không quay đầu lại bay ra ngoài hắn cũng không muốn cùng ngươi như vậy đọ sức cái gia hỏa này quá kinh khủng lâm mặc ngữ cảm giác cái gia hỏa này coi như không phải thần tôn cũng đã đến gần vô hạn thần tôn mình không phải là không thể đánh mà là đánh không có ý nghĩa mục đích của hắn không phải tới giết tinh không cự thú mà là tìm đến quân sự tinh đồ hiện tại ác ma đại quân chết hết chỉ cần chờ nó trở về chính mình có nhiều thời gian chậm rãi tìm tâm tư gian Lâm Mặc Ngữ quay đầu nhìn thoáng qua trong nháy mắt võ thuật chiến vương tháp đã bay ra trong vạn th... vừa vạn đạt tới ác ma bài đạo thứ hai phòng tuyến chỗ nơi đây như trước có không ít ác ma chi thể nổi lơ lửng chiến vương tháp mới vừa lướt qua khu vực này Lâm Mặc Ngữ trực phát hiện những thứ kia không thấy thi thể chính xác ra những thi thể này đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía một cái địa phương nào đó bay đi lỗ đen chi xa Lâm Mặc Ngữ thất kinh không nghĩ tới lỗ đen chi xa vẫn còn ở nó có lỗ đen đặc tính cắn nuốt tất cả quang mang dùng mắt thường không cách nào thấy rõ lâm mặc ngữ lúc này liên tiếp khô lâu tiến nhập phong linh phạm vi nhìn vong linh trong tầm mắt hắn thấy được một đoàn lộng lẫy không gì sánh được như hàng tinh vậy trói mắt linh hồn hỏa diễm linh hồn càng mạnh sinh linh lực lượng cũng liền càng mạnh trước mắt đoá này linh hồn hỏa diễm là lâm mặc ngữ cuộc đời ít thấy lỗ đen chi xà xác thực vẫn còn ở cách mình mấy trăm ngàn thực nó đứng ở tại chỗ cắn nuốt trong tinh không thi thể vài giây sau nó thôn phệ xong thi thể lần nữa động lên rồi lâm mặc ngữ kinh hãi lỗ đen chi rắn tốc độ quá nhanh viễn siêu chiến vương tháp trong nháy mắt liền đuổi theo xem ra thật tránh không được đánh một trận lâm mặc ngữ trong lòng thở dài hắn có bài tẩy mặc dù không biết có thể hay không giết chết lỗ đen chi già nhưng kỳ thật hắn cũng không sợ hãi lỗ đen chi xà đến gần rồi chiến vương tháp giữa lúc lâm mặc ngữ chuẩn bị lúc động thủ lỗ đen chi xà lần nữa ngừng lại nơi này là ác ma bố trí đạo thứ nhất phòng tuyến bị lâm mặc ngữ công pha phía sau nơi đây khắp nơi đều là chiến thuyền hai cốt mảnh vỡ cùng với đại lượng ác ma thi thể lỗ đen chi xà ở chỗ này bắt đầu thôn phệ ác ma thi thể Tất cả chiến truyền mảnh vỡ cũng cùng nhau thôn phệ lâm mặc ngữ cảm thấy kỳ khoái cái gia hỏa này dường như cũng không có phải đối phó ý của mình nó theo đuôi chính mình dường như chỉ là bởi vì mình cùng nó cùng đường đi suy nghĩ một chút cũng phải ở lỗ đen chi xà nhãn bên trong mình tựa như là một hạt bụi như vậy bé nhỏ không đáng kể vô luận hình thể vẫn là lực lượng đều là như vậy chính mình lại không đắc tội hắn hiển nhiên không cần thiết đối phó chính mình lâm mặc ngữ suy đoán mấy cái ác ma chắc là quấy rối đến hắn ngủ say lâm mặc ngữ lặng lẽ đổi phương hướng hướng phía khác một cái phương hướng bay đi đang bay ra 500 ngàn phía sau ngừng lại đồng thời dùng vong linh phạm vi nhìn nhìn chăm chú vào lỗ đen chi xà lỗ đen chi xà vẫn là cũng không cự tuyệt vô luận là ác ma chi thể vẫn là chiến thuyền hài cốt hắn đều một ngụm nuốt tổng tính được nó căn nuốt mấy nghìn chiến thuyền chiến thuyền vượt lên trước 400 vạn ác ma vị này miệng nên bao lớn a ở thôn phệ hết sở hữu ác ma cùng chiến thuyền phía sau tinh không nhất thời biến đến chống trải ra lâm mặc ngữ như trước không nháy mắt nhìn lấy nếu như lỗ đen chi xà tiếp tục bùi giết chính mình vậy hắn liền động thủ nếu như lỗ đen chi xà bay về phía những phương hướng khác hắn liền án binh bất động có thể kết quả là lỗ đen chi xà dường như ăn no dừng lại ở trong tinh không vẫn không lúc nhích đen nhánh thân thể cắn nuốt quang mang dù cho gần trong gang tức cũng vô pháp phát hiện sự hiện hữu của hắn coi như dùng linh hồn cảm ứng cũng không dùng đồng dạng sẽ bị vô thanh vô tức thôi phệ không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn chỉ có vong linh phạm vi nhìn mới có thể thấy được nó ở vong linh trong tầm nhìn lỗ đen chi xài chậm rãi chiếm giữ đứng lên thể đem mình biến thành hình cầu thân hình của hắn quá lớn giống như là sẽ không sáng lên hàng tinh nếu có người đụng vào tuyệt đối sẽ bị đụng phải thân thể nhìn nát cái gia hỏa này là ăn nao chưa chiếm giữ ở chỗ này là muốn làm cái gì lâm mặc ngữ trong lòng năm hai nghĩ lấy bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại phía trước tung ra ngoài khô lâu các thần tướng ngọc nhân tộc đại quân hơn một nghìn chiến thiên nhân tộc chiến hạng hợp thành tiêm đao trận liệt đang ở trong tinh không cấp tốc đi lâm mặc ngữ lập tức ngồi chiến vương tháp bay qua đồng thời mệnh lệnh khô lâu thần tướng đối với nhân tộc chiến hạng tiến hành ngăn cản hoa vũ hàng tam giai giáo Úi, số bảy pháo đài quân đoàn địa nhất đại đội trưởng tu vi đạt được thần vương lục giai lần này nhân tộc đại quân từ hắn chỉ huy đi trước bảy số bảy mươi bảy trung tâm tìm kiếm quân sự tinh đầu hắn biết tình huống chung ác ma đại quân so với hắn sớm một bước xuất phát hơn nữa giữa đường bên trên bọn họ cũng nhận được ác ma quân đội quấy rầy chỉ hoãn một chút thời gian coi như bọn họ đã lạc hậu ác ma quân đoàn 40 phút 40 phút ở trên chiến trường đã đủ hoàn thành rất nhiều chuyện hoa vũ hằng trong lòng có chút gấp đại đội trưởng phía trước xuất hiện tình huống chương 1725, tiền bối ngươi cho tư liệu không được đầy đủ a à đội ngũ phía trước nhất thám báo bỗng nhiên chuyển quay lại tin tức có người ngăn ở trước đội ngũ vào trên đường hoa vũ hàng cho rằng lại là ác ma lúc này hỏi ác ma số lượng nhiều thiếu thân ra một chi tiểu đội tiêu diệt bọn họ chủ lực tiếp tục đi tới không nên dừng lại đội trưởng không phải ác ma tiếp lấy hoa vũ hàng xuất hiện trước mặt một bức tranh trong hình một đám khô lâu cần trong tay kiếm thuẫn cản ở trên đường những thứ này khô lâu đều tản ra mãnh liệt khí tức mỗi một cái cũng không yếu khôi lỗi hoa vũ hàng hơi sững sờ nhưng là bây giờ tình huống khẩn cấp hắn cần giành giật từng dây không cho phép ở chỗ này dây dưa cân nhắc sau đó hắn quyết định không nhỉ khô lâu tiếp tục đi tới thấy bọn họ không có muốn ý dừng lại vẫn đang đếm trăm vạn của bên ngoài lâm mặc ngữ chân mày không khỏi nhăn lại bọn họ hướng bay mặc dù sẽ không chính diện đánh lên chiếm cứ lỗ đen chi xà nhưng làm không cẩn thận cũng sẽ quấy nhiễu đến nó đến lúc đó phỏng chừng muốn chết hết sạch ác ma đại quân thảm trạng còn rõ một một chiếc mắt lâm mặc ngữ ý thức ra lệnh trên trăm khô lâu thần tướng không nói hai lời trực tiếp đánh kiếm liền chém trên trăm đạo kiếm khí cất tinh không nhân tộc trong chiến hạm cảnh thanh đại tác chiến hạng dồn dập sáng lên hào quang sáng tỏ trận pháp vận chuyển chống lên phòng ngự kiếm khí oanh ở trên trận pháp đánh trận pháp vặn vẹo biến hình khô lâu thần tướng đến gần vô hạn thần vương tam giai lực công kích kiếm khí lực công kích không kém chút nào nhân tộc quân đội hợp thành cùng ác ma giống nhau y hịch lấy thần vương vì đội trưởng chân thần tám giá cả cửu giai là binh sĩ phân biệt chỉ là số lượng bất đồng nhân tộc mỗi tàu chiến hạm đều có trên vạn người mà ác ma chiến thuyền chỉ có ngàn người Khô lâu thần tướng đột nhiên động thủ hơn nữa lực công kích đạt tới thần vương cảnh làm cho cả nhánh đội ngũ không phải không dừng lại trên trăm khô lâu thần tướng đại biểu cho trên trăm thần vương cảnh cư già đây cũng không phải là số lượng nhỏ nhân tộc đại quân mặc dù không sợ nhưng là cần cẩn thận ứng đối làm không cẩn thận sẽ có tổn thương nhìn thấy chiến hạm dừng lại bọn khô lâu không tiếp tục động thủ hoa vũ hàng chiếu khởi mi những thứ này khô lâu dường như không phải là vì cùng bọn họ chiến đấu chỉ là ngăn cản bọn họ đi tới lúc này viễn phương quang điểm sáng lên lại có khô lâu thần tướng chạy tới lâm mặc ngữ phía trước tràn đi hơn vạn khô lâu thần tướng bởi vì hắn không biết nhân tộc biết từ phương hướng nào qua đây bây giờ tìm đến nhân tộc đội ngũ khô lâu thần tướng cấp tốc bắt đầu tập kết nhìn lấy càng ngày càng nhiều khô lâu thần tướng hoa vũ hàng càng phát ra cảnh giác trên chiến hạng phòng ngự trận pháp duy trì liên tục vận chuyển quân đội rời chiến hạng hợp thành chiến trận tùy thời chuẩn bị mở chiến bất quá khô lâu thần tướng vẫn không nhúc nhích hoa vũ hàng cũng không có dẫn đầu động thủ hiện tại đã có gần nghỉ khô lâu thần tướng nếu như đánh nhau bên mình cho dù có thể thắng cũng sẽ có điều tổn thương hắn cũng không có thể lưu lại bộ phận đội ngũ tiến hành chiến đấu như vậy tuy là tranh thủ thời gian nhưng sẽ để cho tổn thương khuếch trương lớn hơn nhiều lần hoa vũ hàng nỗ lực cùng khô lâu thần tướng tiến hành câu thông nhưng không làm nên chuyện gì những thứ này khô lâu tự hồ là khô lỗi hơn nữa bọn họ dường như không có ác ý chỉ là không muốn để cho mình tiếp tục đi tới vì sao cái này dạ bọn họ sau lưng chủ nhân là ai chỉ cần là khôi lỗi phía sau tất nhiên có một vị người thao túng hoa vũ hàng nghĩ lấy bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện ở trước khi đi quân đoàn trưởng nói cho hắn biết đã phái một người đi vào đi thử hình ảnh ngăn cản ác ma vì hắn tranh thủ thời gian lúc đó hoa vũ hàng cũng không hề để ý ác ma chỉ ít xuất động mấy triệu đại quân ngươi phái một cái người đi qua có ích lợi gì coi như người phái đi ra ngoài là thần vương lục giai cũng vô dụng thôi dù cho có thể vượt cấp mà chiến thiên tài có thần vương thất giai thậm chí bát giai chiến lược giống nhau không đáng chú ý hắn chính là thần vương lục giai đồng thời cũng trông coi đại quân tự nhiên rất rõ ràng trong đó trên lệch đối mặt quân đội chiến trận trừ phi là thần tôn động thủ bằng không căn bản không đủ xem bây giờ nghĩ lại quân đoàn trưởng không giống đang nói đùa chẳng lẽ những con rối này là người kia lúc này dư quang chứng kiến một điểm kim quang từ phương xa sáng lên kim quang cấp tốc tới vần vài giây sau dừng ở trước mặt của hắn nhìn thấy chiến vương tháp hoa vũ hàng thở phào nhẹ nhõm hắn liếc mắt nhận ra đây là nhân tộc pháp bảo lâm mặc ngữ đồng dạng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là đuổi kịp nơi này cách cách lỗ đen chi xà bàn cứ khu vực chỉ còn lại không tới 2 triệu cực đè súng nhân tộc đại quân tốc độ tiến tới cũng chính là nửa phút hoa vũ hàng rời chiến hạng. hắn từ trên người lâm mặc ngữ cảm thụ uy hiếp nói rõ lâm mặc ngữ thực lực rất mạnh ngươi như thế hắn muốn đích thân đứng ra mới được Hoa Vũ Hàng hướng phía Lâm Mặc Ngữ chào kiểu quân đội một cái, "Hoa Vũ Hằng số 7 pháo đài đại đội trưởng, tam giai giáo úy." Lâm Mặc Ngữ đồng dạng cúi chào đáp lại, "Lâm Mặc Ngữ, vinh quang nhị giai thổ quan." Hoa Vũ Hằng túc nhiên khởi kính, nhị giai sĩ quan không coi vào đâu, nhưng vinh quang nhị giai sĩ quan liền hoàn toàn bất đồng. Vinh quang danh xưng có thể không phải tùy tiện ai cũng có thể thu được. Hắn biết thân phận của Lâm Mặc Ngữ, gần trăm năm nay, chu tốc chiến trường quân đội đều không có cho ra quá vinh quang danh xưng. Chỉ có đoạn thời gian trước, đem vinh quang danh xưng cho một cái người có thể thu được vinh quang danh xưng không có chỗ nào mà không phải là thiên tài hiện tại xem ra quả thực như vậy hoa vũ hàng hỏi lâm huynh đệ ngươi trước có phải hay không đã tiến nhập khu vực trung tâm lâm mặc ngữ gật đầu khu vực trung tâm ác ma đã chết hết quan chỉ huy của bọn họ cũng trốn và hoa vũ hàng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ hắn không tự chủ nhì khô lâu thần tướng liếc mắt lại nhìn lâm mặc ngữ một bộ không dám tin dáng dấp ở trong sự nhận thức của hắn Ác ma đại quân không phải chính là mấy trăm khô lâu có thể làm được." Lâm Mặc Ngữ cũng không trả lời, mà là hỏi, "Hoa đội trưởng, ngươi có thể không thể liên lạc với bên ngoài?" Hoa Vũ Điểm đến bằng máy bay gật đầu, "Nhân hoàng internet tạm thời bao trùm nơi đây. Chúng ta có thể cùng ngoại giới tiến hành đơn giản liên lạc, nhưng chỉ có thể ngữ âm, không cách nào truyền hình ảnh, giúp ta liên lạc một chút, ta muốn tìm Chu Trấn Thủ." Lâm Mặc Ngữ không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hoa Vũ Hàng vừa nghe đến Chu Trấn Thủ tên, không dám do dự mời đi theo ta. Hắn nghe quân 720 đoàn trưởng nói qua. Lâm Mặc Ngữ chính là Chu Trấn Thủ tự mình phái đi ra ngoài. Lâm Mặc Ngữ muốn liên lạc với Chu Trấn Thủ, hắn nào dám cự tuyệt. Hoa Vũ Hàng chiến hạm là cả những hạng đội kỳ hạng. mọi hình muốn so những chiến hạm khác lớn hơn một vòng. Đồng thời bên trong bố trí cũng có sở phân biệt. Hoa Vũ Hàng mang theo Lâm Mặc Ngữ vào chiến hạm, sau đó đang chỉ huy trước đài kích hoạt rồi một tòa liền pháp, trận pháp loài ánh sáng nhạt, truyền ra một cái uy nghiêm thanh âm già nua. Du hành vũ trụ, các ngươi đã tới chưa? tình huống thế nào hoa vũ hàng lập tức nói quân đoàn trưởng ta đụng phải lâm mặc Ngữ, hắn muốn liên lạc với trấn thủ đại nhân ồ, đối phương đồng dạng không trần chờ trực tiếp đáp ứng xuống tới vài giây sau trong trận pháp quang mang lần thứ hai sáng lên chu kỳ vũ thanh âm từ trong trận pháp truyền tới su tiểu tử ngươi đến đó hiện như thế nào rồi hả lâm mặc ngữ nhẹ giọng nói rằng tắc mà chết sạch bọn họ không có bắt được quân sự tinh đầu. ồ chu kỳ vũ thanh âm hơi có chút vô cùng kinh ngạc ngươi giết lâm mặc ngữ lắc đầu không hoàn toàn là ta giết một bộ phận đại khái một phần năm a à, còn lại không phải ta giết chu kỳ vũ hừ một tiếng đưa thừa nước đục thả câu nói thẳng lâm mặc ngữ cũng không có như ước nguyện của hắn ngược lại nói nói tiền bối ngươi cho tư liệu của ta không được đầy đủ a à? ta kém chút bị ngươi hại chết chu kỳ vũ tức giận nói cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung phần tài liệu kia là toàn bộ chiến trường nhất toàn bộ vậy ngươi nói một chút xem trong hắc động cái kia cự xà là chuyện gì xảy ra? Chương 1726, nói cho cùng, còn là muốn ta đi. Một bên Hoa Vũ Hàng đã nghe được Mục Trường Khẩu ngốc, Lâm Mặc Ngữ nói hắn giết rứt một phần năm ác ma, do hắn biết, lần này ác ma chỉ ít xuất động 500 vạn đại quân, một phần năm chính là 100 vạn, Lâm Mặc Ngữ đan thương thất mã giết chết trăm vạn ác ma quân, điều này có thể sao? Ác ma chiến trận cũng không phải là bài biện, đao thân chiến trận tổ hợp, thâm uyên chi hỏa sát thương kinh người, coi như từ quân đội cấp độ mà nói, cũng thập phần đau đầu lâm mặc ngữ hắn làm sao làm được dựa vào cái này mấy trăm khô lâu khôi lỗ sao lúc này trong trận pháp truyền ra chu kỳ vũ thanh âm trầm thấp ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy hơn nữa ở bên cạnh hắn có thể nghe được rõ ràng thô trọng tiếng hít thở đó là quân đoàn trưởng thanh âm hiển nhiên lâm mặc ngữ trong miệng này lỗ đen chi xà không thể tầm thường so sánh lỗ đen chi xà rất thông thường chỉ cần thường xuyên đến bảy số 77 khu vực người đều sẽ gặp mặt hoặc là giết hoặc là bị giết, nhìn nhiều thấy quen, có thể Lâm Mặc Ngữ nói lỗ đen chi xà, dường như cũng không phải là có chuyện như vậy, Lâm Mặc Ngữ nói lần nữa, ta là nói, trung tâm trong hắc động có điều 10 vạn cây số chiều dài lỗ đen chi xà, hồ sơ cá nhân của ngươi bên trong không có, 10 vạn cây số chiều dài lỗ đen chi xà, Hoa Vũ Hàng chỉ là nghe một chút thì có trùng cảm giác rợn cả tóc giấy. hắn lọt qua lỗ đen chi xà. Cái loại này mấy vạn mét dáng dấp lỗ đen chi xà đã khá cường đại, 10 vạn cây số chiều dài lỗ đen chi xà vậy còn có thể ăn lỗ đen chi xả sao trận pháp bên kia chu kỳ vũ trầm mặc vài giây sau mới một lần nữa nói rằng thanh âm cũng biến thành càng thêm trầm thấp không nghĩ tới thật sự có cái này dạng một đầu tinh không cự thú lỗ đen xà tổ thật tồn tại hắc thạch cùng lỗ đen chi rắn khởi nguồn cuối cùng là xác nhận lâm mạc ngữ nghe xong lời này thầm nghĩ trong lòng nguyên lai like ngươi cũng không biết a à. chu kỳ vũ hỏi nó sau khi xuất hiện chuyện gì xảy ra ngươi đem cận kẽ quá trình nói một chút Lâm Mặc Ngữ liền đem nỗ đen xà tổ sau khi xuất hiện sự tình nói một lần, Hoa Vũ Hàng ở một bên nghe được hết hồn, một lần phạm vi cực lớn, linh hồn công kích, trực tiếp đem ác ma quân đội đánh tan, tiếp lấy đem ác ma quân đội làm thức ăn giống nhau, ăn hết sạch. Chỉ có quan chỉ huy lợi dụng bảo vật đào tẩu. Lâm Mặc Ngữ nhìn Hoa Vũ Hàng liếc mắt, sở dĩ ta làm cho khô lâu qua đây, không cho các ngươi tiếp tục đi tới. Nếu như quấy rối đến nó, phòng trường các ngươi cũng sẽ trở thành thức ăn của nó, Hoa Vũ điểm đến bằng máy bay gật đầu ác ma quân đội không hề sức chống cự, hiển nhiên bọn họ cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Hắn tuy là tự tin, nhưng không phải tự đại, hết sức rõ ràng nhà mình quân đội thực lực. Hoa Vũ Hằng không khỏi đối với Lâm Mặc Ngữ phát lên lòng cảm kích, nếu không phải hắn qua đây ngăn cản, chính mình chi đội ngũ này thật có khả năng xong đời. Chu Kỳ Vũ thanh âm từ trong trận pháp truyền đến, ngươi là nói, hiện tại nó chiếm giữ ở trong tinh không, ngươi có thể chứng kiến nó. Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng, có thể chứng kiến, vậy ngươi định làm như thế nào? Lâm Mặc Ngữ đã sớm nghĩ tới vấn đề này, lưỡng chủng biện pháp, loại thứ nhất, chúng ta đều lui ra bảy số 77 khu vực, ngươi đem bảy số 77 khu vực hủy diệt, đen lỗ đen xà tổ kể cả quân sự tinh đầu cùng nhau hủy diệt đi. Loại thứ hai, tự ta đi tìm. Làm cho quân đội trở về, bọn họ nhỉ không thấy lỗ đen chi già. Nhưng người không có ý nghĩa, Hoa Vũ Hàng nhìn lấy Lâm Mặc Ngữ, đối với Lâm Mặc Ngữ tiền trạch có chút khó hiểu. Loại thứ hai, rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, Lâm Mặc Ngữ tại sao phải chọn lựa như vậy, hoàn toàn không để ý an toàn tánh mạng của mình sao? Hắn không minh bạch, bất quá hắn đối với Lâm Mặc Ngữ hào cảm kịch liệt đề thăng, hắn cảm thấy Lâm Mặc Ngữ là một đáng giá tôn kính người. Ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa, Lâm Mặc Ngữ cảm thấy loại biến hóa này có chút quái dị, không biết Hoa Vũ Hàng suy nghĩ cái gì. Trong trận pháp lại truyền tới chu kỳ vũ thanh âm, loại phương pháp thứ nhất không thích hợp, chúng ta không xác định, hủy diệt vùng hư không này, có thể không thể giết chết lỗ đen xà tổ, hơn nữa hủy diệt phùng hư không này muốn trả giá cao quá lớn nếu như quân sự tinh đồ bị lỗ đen xà tổ nuốt hơn nữa ở hủy diệt tinh không phía sau nó không chết như vậy ác ma tộc bên trong cường giả không có hạn chế sẽ động thủ kích sát lỗ đen xà tổ đen trong cơ thể đồ đạc toàn bộ tìm ra lâm mặc ngữ bất đắc dĩ nói ra tể một ngàn nói một vạn thật ra thì vẫn là muốn ta đi ta chỉ muốn hỏi một chút nếu như quân sự tinh đồ thật là bị lỗ đen xà tổ nuốt làm sao bây giờ hơn nữa ta làm sao kết luận quân sự tinh đồ có phải hay không bị lỗ đen xà tổ ăn bên kia lần thứ hai rơi vào trầm mặc hoa vũ hàng rốt cục nắm lấy cơ hội hỏi lâm huynh đệ thật sự có lớn như vậy lỗ đen chi xả sao lâm mặc ngữ mỉm cười có muốn hay không ta dẫn ngươi đi xem xem hoa vũ hàng nụ cười cứng ở trên mặt tính toán một chút những thứ kia thấy qua ác ma đều treo chính mình đi xem có thể hay không cũng treo lâm mặc ngữ lắc đầu bất quá ngươi đi cũng không nhìn thấy nó có lỗ đen đặc tính thôn phệ quang mang mắt thường khó gặp, coi như dùng linh hồn lực cảm ứng cũng sẽ bị hấp thu hết. Đồng dạng không cảm ứng được, Hoa Vũ Hàng ồ một tiếng, bất quá hắn ý thức đến không đúng, rất muốn hỏi một tiếng, nếu nhỉ không thấy, vậy ngươi lại là làm sao thấy được? Lúc này trận pháp lại chấp động quang mang. Chu Kỳ Vũ thanh âm lần thứ hai truyền ra, ta cho ngươi một kiện đồ vật, món đồ này có thể ngắn ngủi điều động nhân hoàng internet lực lượng, có thể đối với quân sự tinh đồ tiến hành định vị, bất quá nơi đây nhân hoàng internet lực lượng bạc nhược, định vị khoảng cách cực kỳ hữu hạn đại khai chỉ có một vạn cực lâm mặc ngữ suy đoán chắc là tương tự với tìm người trận bàn như vậy pháp bảo lúc này đáp hẳn ngươi đem đồ đạc cho ta ta đi tìm thế nhưng ta cũng có một vấn đề nếu quả thật xác định quân sự tinh đồ là bị lỗ đen xả tổ an cái kia phải nên làm như thế nào chu kỳ vũ hiển nhiên đã cân nhắc qua vấn đề này vậy ngươi liền dừng tay a à. nghĩ biện pháp khác nữa trận pháp quang mang chớp thức được càng thêm lợi hại quang mang càng ngày càng ngương thật dường như có chất liệu gì ở bên trong sinh thành truyền tống vật chất không có nghĩ tới cái này trận pháp còn có truyền tống vật chất tác dụng mắt nhìn hoa vũ hàng liền hắn đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn màu sắc lâm mặc ngữ kỳ quái nói cái này không phải của ngươi chiến hạm sao ngươi chính mình cũng không biết có cái này công năng hoa vũ hàng lắc đầu biểu thị hắn thật vẫn không biết lâm mặc ngữ cười ha ha vậy ngươi không đủ xứng chức a thành tựu chiến hạm chủ nhân làm sao có thể liên chiến trên hạng công năng đều không biết một trận đại chiến trong sinh tử đi một chuyến khó được trầm tĩnh lại lâm mặc ngữ lời nói cũng không khỏi nhiều một địa ngẫu nhiên mở câu vui đùa trong trận pháp truyền đến số 7 pháo đài quân đoàn trường thanh âm không phải hắn không biết mà là trận pháp này nguyên vốn cũng không phải là dùng để truyền tống vật phẩm lần này truyền tống sau đó trận pháp sẽ phá hủy cần trở về một lần nữa bày binh bố trận thì ra là thấy lâm mặc ngữ hướng phía hoa vũ hàng cười nói không có ý tứ a à, chết oan người hoa vũ hàng liền vội vàng lắc đầu lâm huynh đệ nói không sai ta mới thăng nhiệm đại đội trưởng không lâu đối với trên chiến hạm rất nhiều công năng xác thực còn không hiểu rõ lắm run rẩy đó là một ngươi thành thật a à. lâm mặc ngữ thầm nghĩ trong lòng một tiếng trong trận pháp đồ vật rốt cuộc hoàn toàn ngưng mắt nhìn quả nhiên là khối trận bàn lớn chừng bàn tay cùng tìm người liền bàn không kém nhiều nồng nặc quân đội phong cách không có bất kỳ trang sức tô điểm xa còn lâu mới xương được tinh mỹ nhưng khẳng định thực dụng trận pháp cũng ở truyền tống mô khác kia tan vỡ trận pháp tan vỡ trước lâm mặc ngữ nghe được chu kỳ vũ thanh âm ngươi đừng chết lâm mặc ngữ cười ha ha thu hồi trận màn linh hồn lực cuồn cuộn mà phát động đem luyện hóa đồng thời hướng về phía hoa vũ tiến đường an toàn các ngươi đi về trước đi chương 1727, tiến nhập lỗ đen tìm kiếm tinh đầu hoa vũ hàng mang nhân tộc đại quân đi nhưng bọn hắn sẽ không trực tiếp ly khai sẽ mang bảy số 77 trong khu vực nhân tộc cùng rời đi lâm mặc ngữ cũng không xác định lỗ đen xà tổ bao lâu biết thức tỉnh sau khi tỉnh dậy vẫn sẽ hay không tiếp tục ăn đồ đạc một phần vạn nó nghĩ lại tới lần bữa tiệc lớn khu vực này bên trong toàn bộ sinh linh đều khó chạy chối chết lâm mặc ngữ là bởi vì tay cầm chu kỳ vũ cho bảo mệnh ngọc bài lúc này mới dám đi tìm xem hơn nữa hắn nhiệm vụ cũng phải đi hoàn thành nếu như cứ thế từ bỏ trời mới biết có ảnh hưởng hay không chính mình nhiệm vụ cho điệp cuối cùng ảnh hưởng vào thần thành luyện hóa ngọc bàn biết khối này ngọc bàn gọi định tinh bàn cùng quân sự tinh đồ là một bộ vật phẩm đi qua ngọc bàn lại dựa vào nhân hoàng internet xác thực có thể định vị quân sự tinh đồ vị trí Lâm Mặc Ngữ bây giờ xác định hai chuyện. Kiện thứ nhất, quân sự tinh đồ tuyệt không chỉ là di chép tinh không pháo đài, đội quân tiền tiêu căn cứ cụ thể vị trí đơn giản như vậy, tất nhiên còn có tác dụng nào khác, bằng không ác ma cùng nhân tộc sẽ không coi trọng như vậy. Còn như là cái gì tác dụng, cũng không rõ ràng. Nhưng khẳng định cùng an toàn có quan hệ. Kiện thứ hai, Lâm Mặc Ngữ phát hiện nhân hoàng internet can thiệp thực tế năng lực so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Ở chỗ này nhân hoàng internet chỉ là lâm thời bao trùng, lực lượng yếu ớt không gì sánh được nhưng như trước có thể can thiệp hiện thực tính như vậy đứng lên ở nhân tộc trong lãnh địa nhân hoàng internet can thiệp thực tế năng lực biết càng cường đại hơn chỉ 660 bất quá hắn vẫn không có biểu hiện ra ngoài có lẽ cũng chỉ có như vậy cử đại lực lượng tài năng mới có thể giam không cả nhân tộc thế giới thu hồi tâm tư lâm mặc ngữ đã quay trở về khu vực trung tâm đi qua vòng linh phạm vi nhìn chứng kiến lỗ đen xà tổ như trước chiếm giữ ở trong tinh không không biết nó là lần thứ hai ngủ say vẫn chỉ là ở tiêu hóa không lâu mới ăn hết đồ đạc càng không biết cái gì đối với hồi tỉnh tới lâm mặc ngữ thiên hướng về người sau nếu như nó phải ngủ say sẽ phải trở lại hắc động bên trong bất kỳ động vật gì dã thú đều có loại này bản năng lâm mặc ngữ tin tưởng lỗ đen xà tổ cũng không ngoại lệ chờ nó tiêu hóa xong phòng trừng sẽ thức tỉnh lâm mặc ngữ biết muốn dành thời gian giữ lại mấy con khô lâu thần tướng đứng ở bất đồng vị trí phân biệt cách xa nhau vượt lên trước 500.000 ngàn cực xa xa nhìn chăm chú vào lỗ đen xà tổ nếu như nó có hành động gì lâm mặc ngữ trước tiên thì có thể được biết mình thì là trực tiếp chạy tới lỗ đen nếu như lỗ đen xà tổ muốn trở về cũng tất nhiên là trở về lỗ đen sở dĩ lỗ đen muốn đệ một cái thăm dò nếu như trong hắc động không có quân sự tinh đổ cái kia lại đi hàng tinh cùng trên hành tinh tìm kiếm nhưng lâm mặc ngữ cũng không ôm hy vọng quá lớn quân sự tinh đồ nếu như ở hàng tinh cùng trên hành tinh phòng trường đã bị ác ma tộc tìm được rồi càng nghĩ quân sự tinh đồ không phải ẩn ở trong hắc động chính là bị lỗ đen xà tổ ăn Lâm Mặc Ngữ cũng không biết chúc mừng nhiệm hành là thế nào đem quân sự tinh đầu dấu tới nơi này. Thực sự làm sao cũng nghĩ không thông. Liên Thu Kỳ Vũ đều khó làm được sự tình, lại bị hắn làm xong rồi, cho nên nói. Có thể trở thành là thần tôn, đều không phải phàm nhân. Lâm Mặc Ngữ lúc này đã triệt hồi hai đại bản nguyên thuật pháp, khi tức không ngừng rơi xuống. Từ thần vương thất giai, trong nháy mắt về tới thần vương nhất giai, sau đó biến thành chân thần. Mãi cho đến chân thần thất giai lúc ổn định lại, một trận đại chiến, cắn nốt đại lượng linh hồn đen lâm mặc ngữ dáng hượng đẩy tới chân thần thất giai cảnh giới đề thăng chiến lược lần thứ hai mạnh mẽ ba loại trụ cột nhất khô lâu cũng có chân thần tột cùng chiến lực từ vong kỵ sĩ chiến lực đạt tới thần vương cảnh hai cốt cự long lại là thần vương nhất giai đỉnh phong từ vong long kỵ sĩ đã đạt đến thần vương nhị giai đỉnh phong khô lâu thần tướng lại là chính thức đạt được thần vương tam giai dựa theo lâm mặc ngữ phòng trừng khô lâu vương chiến lược hẳn là đạt tới thần vương thất giai nếu như hợp với toàn bộ trạng thái hai đại bản nguyên thuật pháp gia trì khô lâu vương sợ là có thể cùng thần vương bắt giai cường giả tranh phong mỗi tăng lên một giai chiến lực là có thể tăng lên trên diện rộng tựa như không có bình cảnh giống nhau điểm này cùng những thiên tài khác biết hoàn toàn bất đồng bình thường mà nói cảnh giới càng cao mỗi một giai sự tranh lệch lại càng lớn sư thần cảnh lúc có thể càng tan giai tứ giai khiêu chiến đến rồi chân thần cảnh khả năng chỉ còn hai ba giai đến rồi thần vương khả năng chỉ còn cấp một hai đến rồi thần tôn cảnh càng Cả thêm chỉ có thể nói là đồng cảnh chung vô địch đã mất đi vượt cấp mà chiến năng lực còn như nhảy qua biên giới mà chiến tàng thêm không có khả năng nếu là ở thần tôn cảnh còn có thể càng cấp một hai khiêu chiến đó là thuộc về đứng đầu thiên tài là nhân tộc muốn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng có thể nhìn nữa chính mình lâm mặc ngữ mặt lộ vẻ cổ quái dựa theo này xuống phía dưới lâm mặc ngữ cảm thấy chính mình một ngày đạt được thần vương phòng trừng có thể cùng thần tôn đọ sức một phen dựa theo kinh nghiệm của dĩ vã một ngày đến rồi thần vương cảnh vong linh quân đoàn số lượng còn có thể đại biên độ tăng thêm như vậy sử dụng nữa tụ lực thuật pháp chính mình để thăng sẽ hết sức kinh người. Thanh chốt chính là ở chỗ, linh hồn của chính mình nhục thân có thể hay không chịu đựng được. Nhục thân vấn đề không lớn, khó khăn vẫn là linh hồn, nhưng nhục thân cũng không có thể buông, cũng không biết làm sao rồi mới có thể tiếp tục tăng thêm nhục thân. Chờ đến thần vương cảnh, tái hào hào hỏi một chút, nhất định là có biện pháp, trong khi đang suy nghĩ, đã vượt qua hai khỏa hàng tinh, đâm vào lỗ đen lãnh địa. Lâm mặc ngữ lần thứ hai tiến nhập thuộc về lỗ đen thế giới, nhưng trước một lần không thể tính, khi đó hắn là bị người mang vào, cảm giác gì đều không có. Lần này, hắn ở lướt qua lỗ đen biên giới lúc, cảm thấy lỗ đen uy lực, một cỗ cự đại xé rất lực rơi vào trên thân, tựa như muốn đem thân thể hắn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Mặc Ngữ cảm giác dường như có vô số chỉ tay ở lôi kéo chính mình, sức lôi kéo cũng không phải thuần túy vật lý lực lượng, mà là ẩn chứa pháp tắc, thuộc về lỗ đen lỗ đen pháp tắc. May mắn có bị động thuật pháp, lánh vác đại lượng thương tổn, đối với Lâm Mặc Ngữ mà nói, không tạo được tổn thương gì, không chỉ là nhục thân bị lôi kéo, linh hồn cũng đồng dạng chịu đến cự lực lôi kéo bất quá lâm mặc ngữ linh hồn đủ cường đại cũng không có bị ảnh hưởng sức lôi kéo tác dụng ở thế giới linh hồn thủy tinh bít lưỡi bên trên chỉ là làm cho thế giới linh hồn chấn động một cái thảo nào thần vương ở trong hắc động đều sẽ có nguy hiểm bởi vì nhục thân lực lượng không đủ không thể chịu đựng lỗ đen giờ nào khác nào cũng tại sức lôi kéo ác ma tộc nhục thân phổ biến so với nhân tộc cường đại sở dĩ bọn họ chỉ cần đạt được thần vương ngũ giai có thể tiến đến không có quá lớn nguy hiểm lấy nhân tộc nhục thân ít nhất phải thần vương bát giai ở trên tài năng mới có thể ở chỗ này hành động kho quái nhân tộc đối với nơi này lỗ đen hoàn toàn không biết gì cả thần vương bát giai vào không được thần vương lục giai tiến đến hẳn phải chết thực sự là vô giải lâm mặc ngữ phân tích lỗ đen các loại tin tức đối với chúc mừng nhiệm hành càng hiếu kỳ hơn hắn rốt cuộc là làm sao làm được làm sao có thể đem quân sự tinh đồ thả tới nơi này trước mắt một vùng tam tối lâm mặc ngữ không có thay đổi phương hướng hướng phía dẫn lực mạnh nhất phương hướng không ngừng trụi lạc Bỗng nhiên có một ánh hào quang đập vào mi mắt, tiếp theo là càng ngày càng nhiều quang mang xuất hiện, hắc ám diệt hết. Trước mắt một mảnh huyễn lệ nhiều vẻ đặc biệt thế giới, đại lượng tia sáng ở chỗ này bị bóp ngáo, tia sáng bởi vì lỗ đen cường đại dẫn lực, không cách nào thoát đi, chỉ có thể ở hắc động bên trong bay loạn đi loạn, tia sáng lẫn nhau đan vào, tạo thành một mảnh khó có thể miêu tả đặc biệt thế giới. Nguyên lai hắc động bên trong không phải một vùng tăm tối, hắc ám chỉ là mặt ngoài, nội bộ là sáng ngời, quang mang hỗn loạn căn bản không phân biệt được bất luận cái gì hình ảnh loại cảm giác này giống như là truyền tống múc thấy được hỗn độn hình ảnh lâm mặc ngữ xuất ra định tinh bản đen kích hoạt đồng thời triệu hồi ra một chỉ khô lâu các thành vong linh phạm vi nhìn tờ vong linh trong tầm mắt lộ rộn bừa bãi màu sắc tiêu thất trên đời chỉ còn lại có cho bạch nhị sắc chương 1728, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh định tinh bản phóng xuất ánh sáng yếu ớt ở vong linh phạm vi nhìn dưới quang mang là màu xám cho còn chân thật màu sắc là cái gì hoàn toàn không trọng yếu định tinh bàn sáng lên một cái không có bất kỳ đến tiếp sau nó chỉ có thể định vị một vạn cứ trong vòng quân sự tinh đồ phạm vi cũng không lớn không cảm ứng được cũng thuộc về bình thường lựa chọn một cái phương hướng lâm mặc ngữ cấp tốc bay về phía trước không thể lãng phí thời gian tại chỗ lưu lại một cái khô lâu thần tướng lấy khô lâu tiến hành định vị so với làm tiêu ký càng thêm thuật tiện cách mỗi mấy ngàn thực lâm mặc ngữ liền kích hoạt một lần định tinh bàn đồng thời không ngừng buông khô lâu hắn đo đạc lấy lỗ đen đại địa từ từ mảnh này quang quái lục ly thế giới bên trong đứng đầy khô lâu nguyên lai lỗ đen là một cầu lâm mặc ngữ cảm nhận được lỗ đen hình dạng phát hiện lỗ đen lại là một hình cầu thể cùng thông thường tinh thần không có khác biệt lớn thế nhưng ở hắc động bên trong bởi vì đại lượng vật chất bị hấp dẫn qua đây tôi khổng lồ dẫn lực dưới vật chất bị áp xúc đến cùng nhau đưa tới lỗ đen đại địa không gì sánh được kiên cố lâm mặc ngữ dù cho toàn lực ứng phó cũng khó mà mặt trên lưu lại vết tích đây là cái gì ở mảnh này quang quái lục ly thế giới bên trong lâm mặc ngữ thấy được một cái hố to có đại lượng tia sáng bị hút vào cái này sâu không thấy đáy hố to cái rãnh to này phảng phất đi thông khác một cái thế giới đương nhiên cũng có thể là đi thông lỗ đen hạch tâm ở lâm mặc ngữ nhìn phía hố to thời điểm bỗng nhiên có loại sợ hãi cảm giác hắn ý thức đến mình không thể đi vào nếu như đi vào chắc chắn phải chết tuy là muốn tìm quân sự tinh đồ nhưng hắn cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa hắn vòng qua hố to tiếp tục ở trong hắc động tìm kiếm cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian cuối cùng đem lỗ đen đi một lần vẫn không có phát hiện mang theo vẻ thất vọng lâm mặc ngữ ly khai lỗ đen thế giới cho đến trên người sẽ rách lực tiêu thất ánh mắt từng bước khôi phục thấy được xa xa hàng tinh cùng hành tinh bên trong hắc động bên ngoài giống như hai thế giới nhất là cái kia sâu không thấy đáy hố to làm cho hắn cảm thấy uy hiếp trí mạng ánh mắt từ lỗ đen bên trên thu hồi liên tiếp lên phương xa khô lâu thần tướng thấy được như trước chiếm giữa ở trong tinh không lỗ đen xà tổ lỗ đen xà tổ linh hồn hỏa diễm không gì sánh được thịnh vượng xí liệt thiêu đốt sẽ không thực sự bị cái kia hàng mướt a à. lâm mặc ngữ thì thào nói bỗng nhiên ánh mắt vi ngưng vong lên trong tầm nhìn lỗ đen xà tổ linh hồn chi hỏa bỗng nhiên phát sinh biến hóa tuấn luôn bình ổn nóng rực linh hồn chi hỏa bỗng nhiên biến đến cuồng bạo thân thể của nó cũng không ngừng phồng lên vập phồng trên người nước sơn hắc lân giáp tự động vỗ phát sinh bịch bịch âm thanh lỗ đen xà chớ mở ra miệng khổng lồ phun ra thật dài lưỡi trong ánh mắt toát ra tinh hồng quang mang ở trên người nó này sinh ra khổng lồ hấp lực lâm mặc ngữ cảm giác không gian bốn phía bỗng nhiên biến đến hôn ám Trung quanh quang mang đều bị nó hấp dẫn đi qua vào giờ khắc này nó hấp lực vượt qua lỗ đen bắt đầu trên đoạt hàng tinh quang mang lâm mặc ngữ thiết thân cảm nhận được này cổ khổng lồ hấp lực nếu như hắn không tiến hành đối kháng hắn cũng sẽ bị kéo qua đi lâm mặc ngữ sinh lòng nghi hoặc đây là thế nào ăn nhiều lắm tiêu hóa kém rồi hả Thế thế nào hình dạng của nó tựa hồ có hơi thống khổ lỗ đen xà tổ dáng dấp quả thật có chút thông khổ đỏ thắm xà nhãn chắn phong kinh người quang mang hấp thu đại lượng quang mang như lỗ đen thân thể ở trong tinh không hiển lộ ra đường nét linh hồn chi hỏa càng ngày càng bạo liệt như cột lửa ngất trời một dạng trẻ hừng hực lỗ đen xà tổ bỗng nhiên phát sinh vào thét trói tai tiếng vô cùng cường đại linh hồn công kích tịch quyền tinh không lâm mặc ngữ mắt tối sầm lại quan sát nó mấy cái khô lâu thần tướng trong nháy mắt bỏ mình một giây kế tiếp khô lâu thần tướng phục sinh lâm mặc ngữ cấp tốc một lần nữa kết nối với vong linh phạm vi nhìn vong linh trong tầm nhìn xuất hiện đại lượng linh hồn chi hỏa lâm mặc ngữ trượt cả kinh nó nứt ra mỗi một đoá linh hồn chi hỏa đều đại biểu một cái lỗ đen chi xa đương nhiên chỉ là thông thường lỗ đen chi xa cũng không cường đại như vậy lỗ đen chi xà lâm mặc ngữ giết qua cái này thiếu lỗ đen chi xà nguyên lai là cái này dạng tới thảo nào nó gọi lỗ đen xà tổ đúng là lỗ đen chi rắn tổ tông những thứ kia là hắc thạch ở chia ra lỗ đen chi rắn đồng thời còn có rất nhiều màu đen mảnh vỡ cùng nhau từ trên người nó chia ra tới. Những thứ này mảnh vụn màu đen chính là hắc thạch, giá trị nưởng cao hắc thạch. Lỗ đen xả tổ không chỉ là lỗ đen chi rắn đầu nguồn, đồng thời cũng là hắc thạch đầu nguồn. Một giây kế tiếp, lỗ đen xà tổ lần nữa phát sinh một tiếng tiêm hống. Chia ra tới hơn một nghỉ lỗ đen chi xà, hơn vạn hắc thạch đồng thời hướng phía tinh không bốn phía tán đi, biến mất trong nháy mắt tìm không thấy. Tiếp lấy lỗ đen xả tổ xoay người hướng phía lỗ đen bay tới. Lâm Mặc Ngữ phát hiện tốc độ của nó so trước đó chậm rất nhiều, dường như phân liệt sau đó biến đến hư nhược rồi rất nhiều, có thể ngay cả như vậy, Lâm Mặc Ngữ cũng không muốn đi trêu chọc nó. Cái gia hỏa này yếu hơn nữa, cũng mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Lâm Mặc Ngữ thu liễm khí tức, âm thầm kích hoạt rồi định tinh bàn, hắn đứng ở lỗ đen xà tổ đi qua lộ tuyến bên trên, vẫn duy trì khoảng chừng 3000 khoảng cách, khoảng cách này đối với lỗ đen xà tổ mà nói, hầu như chính là gián thân dù sao bản thân nó thân dài liền vượt lên trước 10 vạn chính là 3.000 km tùy tiện dùng một chút liền vượt qua khoảng cách này lâm mặc ngữ tận lực thu liễm khí tức hắn đem mình làm một hạt bụi vẫn không nhúc nhích ở lỗ đen xa tổ đầu trải qua lúc định tinh bản không có bất cứ động tĩnh gì đợi đến bụng của nó trải qua lúc định tinh bản bỗng nhiên sáng lên quang mang xuất hiện một cái mũi tên có thể lỗ đen xa tổ tốc độ quá nhanh đào mắt đi xa vượt qua định tinh bản có thể cảm ứng phạm vi thực sự ở nó trong bụng lâm mặc ngữ trong lòng dùng mình cảm giác được không gì sánh được đau đầu đây là kết quả xấu nhất đồng thời cũng là kết quả tốt nhất kết quả tốt nhất là bởi vì bị lỗ đen xà tổ an vậy khả năng rơi xuống ác ma tộc trong tay kết quả xấu nhất là bởi vì mình muốn về tới biến đến không gì sánh được chát trở hiện tại đặt ở lâm mặc ngữ trước mặt có hai lựa chọn một là trở về nói cho chu kỳ vũ sau đó làm cho chu kỳ vũ bọn họ đi đau đầu suy nghĩ biện pháp hai là hắn động thủ giết chết lỗ đen xà tổ hắn không có chút tự tin nào lỗ đen xà tổ hiện tại rất suy si yếu nếu như tiền trạch giết chết nó hiện tại chính là thời cơ tốt nhất bỏ lỡ hiện tại cơ hội này sợ là cũng không có cơ hội nữa nếu để cho nó trở lại lỗ đen thậm chí chui vào cái rãnh to kia vấn đề này chỉ suy tính không một giây ở lâm mọc ngữ trong đầu chợt lóe lên liên có đáp án thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh trong mắt nổ bắn ra tinh quang xác ý trong nháy mắt sôi trào đến cực hạn pháp tắc lĩnh vực triển khai Khâu lâu thần tướng tập thể xuất hiện đồng thời hướng phía lỗ đen xà tổ vung ra kiếm khí thần vương tam giai kiếm khí rơi vào lỗ đen xà tổ trên người phát sinh đinh đinh đương đưng âm thanh giống như là đánh vào trên sắt thép ở vong linh phạm vi nhìn dưới lỗ đen xà tổ lân giáp bên trên xuất hiện một ít dấu kiếm khí cũng không có thể đối với nó tạo thành tổn thương gì kết quả này hoàn toàn ở lâm mặc ngữ như đã đoán trước nếu như khô lâu thần tướng có thể dùng đó mới là lập quỷ cửu tinh thuật pháp triệu hoàng khô lâu vương điểm ngón tay một cái khô lâu vương tọa xuất hiện ở trong tinh không Khô lâu vương tử vương tọa trung chậm rãi đứng dậy, khô lâu vương đã đạt được thần vương thất giai, một thân khí tức vô cùng cường đại, tinh áo khoác mài màu đỏ ở trong tinh không tung bay, treo khô lâu vương xuất hiện, lâm mặc ngữ khí tức trên người cũng không ngừng tăng lên, bổn nguyên thuật pháp, tụ lực, bổn nguyên thuật pháp, cường binh, lâm mặc ngữ lực lượng liên tục tăng lên, cấp tốc đạt tới thần vương cảnh, thẳng đến, tinh hồn cảm nhận được phòng lên cảm giác, lâm mặc ngữ như trước không thấy, vượt qua giới hạn này, quảng lỗ đánh pháp tắc đánh thông khoái bọn khô lâu lực lượng liên tục không ngừng tụ vào vào linh hồn lâm mặc ngữ lực lượng cảnh giới tầng thứ không ngừng tăng lên rốt cuộc linh hồn đạt tới cực hạn chân chính cực hạn chỉ cần nhiều hơn nữa một điểm linh hồn sẽ tại chỗ bạo liệt cho dù là hiện tại loại trạng thái này cũng duy trì không được lâu lắm đồng thời mở ra hai đại bản nguyên thuật pháp đang không có ngoại lai like bổ sung dưới tình huống nguyên bản là duy trì liên tục không được lâu lắm lấy lâm mặc ngữ thực lực trước mắt cũng sẽ không đến hai phút hiện tại cảnh giới của hắn đã đạt đến thần vương cảnh đỉnh phong có lẽ ở pháp tắc bên trên so với chân chính thần vương cảnh đỉnh phong phải kém một điểm nhưng sẽ không kém nhiều lắm thời gian không nhiều lắm ở lâm mặc ngữ tăng lên một hai giây bên trong lỗ đen xà tổ đã nhìn về phía khô lâu thần tướng ở trong mắt nó khô lâu thần tướng giống như trần ai chỉ có mười ngàn thước cao khô lâu vương có lẽ còn có thể chuẩn bị nha tế bất quá lỗ đen xà tổ hiển nhiên đối với cả người không có huyết nhục không có có sinh mệnh khí tức khô lâu không có hứng thú đây cũng là phía trước nó không nhìn bọn khô lâu một trong những nguyên nhân ở trong mắt nó không có có sinh mệnh khí tức khô lâu giống như là một đống hủ thực còn không bằng ăn chút tài liệu đến tốt lắm nếu không phải bọn khô lâu chủ động chưa chọc nó nó thật là không thèm để ý nó say quá đầu nhìn lấy những thứ này trần ai một dạng tồn tại há mùng phát sinh một tiếng tiếng kêu chói tai trong tiếng kêu ẩn chứa cường đại linh hồn công kích toàn bộ phạm vi sát thương lâm mặc ngữ trong thế giới linh hồn xuất hiện lần nữa lỗ đen xà tổ hư ảnh linh hồn công kích chấn động thế giới linh hồn khô lâu các thần tướng dồn dập tan vỡ trên một triệu khô lâu thần tướng trực tiếp tử thương quá nở linh hồn công kích là kinh khủng như vậy cũng rõ ràng nói cho lâm mặc ngữ tờ cường giả chân chính trước mặt số lượng cũng không nhất định có thể tạo được tác dụng như lâm mặc ngữ cũng thắm thích cảm nhận được lỗ đen xà tổ suy yếu nếu là ở phân liệt phía trước lỗ đen xà tổ lần này công kích khô lâu thần tướng không có một người sống lỗ đen xà tổ hình như là làm nhất kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống lên một tiếng sau đó mới lần nghiêng đầu qua chỗ khác không lại phản ứng nó muốn phản hồi lỗ đen mù một sức thật ngon mù lấy ngàn tám trăm năm lại nói lúc này lại là một đạo kiếm quang sáng lên khô lâu vương động thủ nó chạm thần một kiếm nhắm ngay lỗ đen xà tổ đầu kiếm quang bên trong lỗ đen xà tổ đầu hơi lệch rồi một cái lại được mới ngắt trở về lâm mặc ngữ từ trong ánh mắt của nó thấy được tức giận khô lâu vương một kiếm này khiến nó bị đau vong linh trong tầng mát ở lỗ đen xa tổ trên đầu có mấy khối lân rắp nứt ra rồi Lỗ ra một ít không biết màu gì dịch thể chắc là máu của nó hữu hiệu khô lau vương ở cường binh thuật pháp ra trì dưới lực công kích chỉ ít đạt được thần vương thất giai đỉnh phong thậm chí còn khả năng đạt được thần vương bát giai cánh cửa lâm mặc ngữ không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác nhưng này cũng không trọng yếu quan trọng là khô lâu vương công kích đả thương lỗ đen xà tổ lỗ đen xà tổ mang theo phẫn nộ mở ra miệng rộng khổng lồ hấp lực sản sinh mới vừa sống lại khô lâu thần tướng tập thể không bị không chế hướng phía lỗ đen xà tổ bay đi lâm mạc ngữ trong lòng hơi động khô lâu thần tướng trong nháy mắt tiêu thất bị hắn thu hồi khô lâu vương cũng không chịu hấp lực ảnh hưởng lâm mạc ngữ triển khai vong linh chi dực từ khô lâu vương trong tay tiếp nhận cự đại cốt kiếm cự đại xương cấp tốc nhỏ ly cầm đến lâm mặc ngữ trong tay lúc đã cùng trường kiếm bình thường không khác khô lâu vương cốt kiếm không có phụ gia công năng nhưng là đầy đủ kiên cố đầy đủ sắc bén có thể so với thần vương cảnh pháp bảo chỉ ít có thể lấy tiếp nhận được lâm mặc ngữ lực lượng cờ pháp trảm thần biến lỗ đen xà tổ trên người kiếm quang lộng lẫy nổ lên lần giáp băng liệt lỗ đen xà tổ bị đau rít gào lên tiếng lần này không có linh hồn công kích mà là bởi vì đau đớn mà phát ra thét chói tai thanh âm đồng dạng lấy linh hồn thanh âm phương thức truyền khắp tinh không hầu như gần phân nửa bảy số 77 khu vực đều có thể nghe được cái này thanh âm lỗ đen xà tổ trong mắt tức giận mãnh liệt hơn cái này tầm thường tiểu ra hỏa dĩ nhiên lần nữa đem đà thương thân thể của nó vặn vẹo cựa đại đuôi quét ngang mà đến tốc độ nhanh đến kinh người lâm mặc ngữ chấn động vong linh chi rực cần muốn chặt đứt linh hồn tập trung lúc này lỗ đen xà tổ trong mắt toát ra tinh hào quang màu đỏ lâm mặc ngữ linh hồn ầm vang cả người nhất thời cứng đờ lỗ đen xà tổ triển lộ ra mới thủ đoạn nó linh hồn công kích không ngừng có thể dùng thanh âm phát sinh cũng có thể ánh mắt phát sinh giống lên một tiếng là toàn phương vị nhưng ánh mắt linh hồn công kích là đối với đơn nhất mục tiêu ánh mắt linh hồn công kích càng mạnh Liên lâm mặc ngữ đều hứng chịu tới ảnh hưởng thế giới linh hồn bên ngoài xuất hiện lần nữa lỗ đen xà tổ hư ảnh đồng dạo là một đạo tinh hồng quang nhưng mũi tên nhọn nện ở thì tinh bích lũi tiếp nước tinh bích lũi chặn đại bộ phận linh hồn trùng kích nhưng vẫn là có tiểu bộ phân công kích xuyên thấu linh hồn bích lũi tấn công về phía linh hồn linh hồn vào ngoài bên trên tử quang hiện lên cùng hồn y cùng nhau thành lập được kiên cố phòng tuyến linh hồn công kích bị đỡ nhưng linh hồn cũng vì vậy dừng lại một chút toàn bộ quá trình đều xảy ra trong nháy mắt trước sau không cao hơn không một giây nhưng không một giây đối với cái cảnh giới này cường giả mà nói đã đầy đủ làm rất nhiều chuyện chờ các loại lâm mặc ngữ sau khi tĩnh hồn lại cù phong gào thét mà đến lỗ đen xà tổ đuôi đã gần trong ngang tức. lâm mặc ngữ đã không có cơ hội tránh né chỉ có thể chọi cứng pháp tắc lĩnh vực cấp tốc lùi về vây quanh toàn thân hai cốt bọc thép thoáng hiện phía sau lại đang trong nháy mắt nhìn nát sau đó lâm mặc ngữ bị cái đuôi lớn quét trúng và bay về phía viễn không lỗ đen xà tổ một kích này đã đủ quất vỡ tinh thần lực lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng, không chỉ là thuần túy vật lý công kích, bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, pháp tắc cấp tốc trong nháy mắt hấp thu lâm mặc ngữ toàn thân lực lượng cùng sinh cơ. Sau đó pháp tắc mổ tung, lợi dụng lâm mặc ngữ tự thân lực lượng cùng sinh cơ, đối với lâm mặc ngữ tiến hành đả kích. Toàn bộ quá trình giống như là lỗ đen hút sáng cùng vật chất, ở trình độ nhất định phía sau, lỗ đen tàn vỡ, những thứ kia nó hấp thu đồ đạc, đem toàn bộ phun ra đến, hút vào thời điểm tốc độ không nhanh thổ lúc đi ra giống như là như đạn pháo thập phần đáng sợ đây chính là lỗ đen pháp tắc đứng hàng thế độ thứ nhất đáng sợ pháp tắc thuật pháp hàng tinh bên trong bọn khô lâu cấp tốc tan vỡ một lần lại một lần liên tiếp tan vỡ bốn lần mới dừng lại một kích này đồng dạng ẩn chứa linh hồn truy lùng năng lực thì phải đem lâm mặc ngữ giết chết Anh ta rất đã từng nói linh hồn truy tung là bên trong đại thế giới thường xài thủ đoạn công kích nhưng lâm mặc ngữ khi tiến vào đại thế giới phía sau phát hiện cũng không phải như vậy đừng nói sư thần cảnh coi như rất nhiều chân thần cảnh cũng không biết sử dụng linh hồn truy tung hiện tại lâm mặc ngữ rốt cuộc thể nghiệm đến cái gì gọi là linh hồn truy tung 2,4 một lần công kích mấy lần thương tổn mục đích đúng là vì đem mục tiêu chảm sát không phải là không có người biết dùng linh hồn truy tung mà là sư thần cùng chân thần không biết dùng ăn ta rất nhãn quang quá cao hắn nói chắc là những thứ kia thần vương cảnh trở lên người lâm mặc ngữ bị quốc gia phi mấy trăm ngàn mới miễn cưỡng một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể lúc này một cỗ lớn vô cùng hấp lực tác dụng trên người mình thân thể không bị khống chế hướng phía lỗ đen xà tổ bay đi lỗ đen chi xà hé miệng phẳng phất trong miệng hàm chứa một cái lỗ đen ngáng gượng đem lâm mặc ngữ kéo lại tốc độ nhanh chóng hầu như muốn vượt lên trước lâm mặc ngữ bản thân tốc độ vong linh chi rực điên cuồng chấn động cùng hấp lực đối kháng vì lâm mặc ngữ tranh thủ một chút thời gian kiếm quang sáng lên lâm mặc ngữ lần nữa chém ra một kiếm mục tiêu là lỗ đen chi rắn miệng đồng thời hắn tay trái điểm ra hồng quang đầy trời một kiếm sau đó lâm mặc ngữ không nhìn kết quả xuất hiện trước mặt một tấm hư huyễn cung chương một nghìn thần tôn một kích tinh không nát rồi hư huyễn cung lấy pháp tác cấu thành linh hồn lực kéo ra dây cung một mũi tên bắn ra mượn khô lâu linh hồn xạ thủ thuật pháp dựa vào thời gian chớ chú đối với linh hồn tiến hành song trọng công kích lỗ đen xà tổ am hiểu linh hồn công kích không có nghĩa là linh hồn của nó phòng ngự liền cường đại đây là hai chuyện khác nhau lâm mặc ngữ không chắc chắn lắm cho nên phải tiến hành miếng thử. Linh hồn công kích phát sao mà đến trước, hầu như cùng chạm thần một kiếm đồng thời bạo phát, lỗ đen xà tổ cả người run rẩy, trong miệng kiếm quang sáng lên, cự đại lưỡi rắn cơ hồ bị chặt đốt. toàn thân càng là run rẩy kịch liệt, phát sinh khàn khàn tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn của nó phòng ngự cũng không cường đại, lâm mạc ngữ linh hồn công kích có thể đối với nó tạo thành tổn thương không nhỏ. Công kích phía dưới, lâm mạc ngữ đã xông đến lỗ đen xà tổ bên người, trong tay cút kiếm như mưa rông gió giật vậy chén xuống, Lần giáp nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ ở cốt kiếm chỗ nổ tung khô lâu vương kiếm đầy đủ sắc bén đầy đủ kiên cố có thể cho lâm mặc ngữ không cố kỵ chút nào công kích không cần lo lắng vỡ vụn vấn đề lỗ đen xà tổ phục hồi tinh thần lại phát sinh giống giận lại là một lớp linh hồn công kích đồng thời thân thể run lẩy bẩy toàn thân lân giáp mở ra nổ bắn ra cường liệt hắc mang hắc mang dao 18 tám đan thành một tấm dày đặc lưới lớn chợt mở ra lâm mặc ngữ hơi biến sắc mặt giơ lên cốt kiếm tre ở trước người cùng hắc mang phát sinh va chạm khổng lồ cự lực từ trên thân kiếm truyền đến trực tiếp đem lâm mặc ngữ đánh bay ở cốt kiếm cùng hắc mang tiếp xúc bộ phận lâm mặc ngữ cảm nhận được thuộc về lỗ đen phát tắc lực lượng trong nháy mắt đó tiếp xúc chính mình liền có đại lượng lực lượng sói mòn thân thể cảm nhận được vô cùng suy yếu lỗ đen pháp tắc có thể thôn phệ lực lượng thôn phệ sinh cơ vừa rồi tiếp xúc trong nháy mắt lỗ đen pháp tắc cắn nuốt hắn bộ phận lực lượng lâm mặc ngữ trong lòng hơi động bọn khô lâu lực lượng lưu chuyển qua đây trong nháy mắt vì hắn bổ sung tiêu hao lỗ đen xà tổ lân giáp dồn dập rời khỏi thân thể từng mãnh bắn bay giống như là động vật lột xa giống nhau lỗ đen xà tổ trên người lại không một khối lân giáp tức vạn khối lân giáp gian từ lỗ đen pháp tắc đan vào tạo thành một cái đại cầu phảng phất một phiên mới tinh lỗ đen lỗ đen pháp tắc bạo phát đại cầu này sinh ra khủng bố hấp lực đen chu vi trăm vạn hết thảy đều hấp thu đi qua đồng thời hắc cầu bắt đầu kịch liệt xoay tròn cầu ở trên hắc mang giống như lợi kiếm toàn bộ hắc cầu đều biến thành một cái thiết cắt khí sở hữu bị hấp đi qua toàn bộ đều sẽ bị hắc mang cắt thành mảnh vỡ lâm mặc ngữ toàn bộ đem hết toàn lực cũng khó mà chống lại cỗ lực hút này bị chậm rãi kéo tới lỗ đen xà tổ đối với lỗ đen pháp tắc trưởng khống hoàn toàn vượt qua lâm mặc ngữ cái này già mờ lâm mặc ngữ vô luận lực lượng bao nhiêu mạnh bản thân hắn tu vi thật sự chính là chân thần thất giai đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng chỉ là chân thần thất giai tiêu chuẩn đơn hợp lại pháp tắc lâm mặc ngữ hoàn bại lỗ đen pháp tắc cũng là thế đội thứ nhất pháp tắc cho dù so với không cái chết thì nhược điểm cũng yếu không đến vậy đi lâm mặc ngữ cảm giác mình hoàn toàn đoán sai lỗ đen sạt tổ chiến lực cho dù nó nằm ở trạng thái suy yếu như trước có sư việt thần vương tột cùng khủng bố chiến lực lâm mặc ngữ cảm giác nó thời kỳ toàn thịnh hoàn toàn có thể cùng thần tôn phân cao thấp cho dù là hiện tại cũng có thể còn ăn hiếp sở hữu thần vương nhìn lấy càng ngày càng gần hắc cầu nếu như bị hút tới mặt trên vậy tất nhiên là thịt nát xương tan coi như giống lại cũng chỉ là dù chết nhiều một lần lâm mặc ngữ ra sức cầm trong tay cốt kiếm ném ra khô lâu vương ứng tiếng mà tới đón ở cốt kiếm cốt kiếm cấp tốc biến lớn vượt lên trước người ngàn thước khô lâu vương hai tay vung cốt kiếm đầu tiên là vung ra một cái chảm thần sau đó ra tốc nhằm phía hắc cầu sớm lâm mặc ngữ một bước đụng vào hắc cầu bên trên chảm thần một kiếm quang mang hắc cầu bên trên bạo phát kịch liệt xoay tròn bên trong hắc cầu chật một trận xuất hiện yếu ớt dừng lại khô lâu vương nhân cơ hội nhào tới hắc cầu bên trên mặc kệ rơi vào trên thân hắc mang trong tay cốt kiếm tự như nổi điên chém vào hắc cầu bên trên lâm mặc ngữ cảm giác trên người mình hấp lực yếu bớt rất nhiều nắm lấy cơ hội vong linh chi dược chấn động cả người lướt qua hát cầu đến lần rồi lỗ đen xà tổ lỗ đen xà tổ trên người không có đen nhánh lân giáp bảo hộ lộ ra bóng loáng xà bì tuy là lực phòng ngự đồng dạng không kém nhưng bắc bắt đầu lân giáp vẫn là kém rất nhiều nó chưa thuật rất mạnh nhưng tương tự có khuyết điểm trí mạng lỗ đen xà tổ nhìn về phía lâm mặc ngữ trong mắt toát ra tinh hồng quang mang lần nữa thi triển linh hồn công kích đồng thời cái đuôi lớn như roi da giống nhau quất tới cùng khi trước công kích giống nhau như đúc, Lâm Mặc Ngữ linh hồn lực toàn diện bạo phát, thiên phú đại thụ vương thế giới linh hồn, ở lỗ đen xà tổ hư ảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, vạn thiên thụ chi đã quật đi lên, cửu thải long hồn tinh cũng theo tiếng mà ra, phối hợp thiên phú đại thụ đối với lỗ đen xà tổ hư ảnh tiến hành công kích. Lỗ đen xà tổ linh hồn công kích còn không có thành hình liền bị tan biến. Linh hồn công kích từ trước đến nay đều có hai mặt, một khi bị phá giải, bị thương chính là chính mình. Lỗ đen chi xà linh hồn chấn động, tạm thời rơi vào trạng thái thất thần. Liên cái đuôi quật đều cực kỳ yếu đuối dừng lại như vậy trạng thái sẽ không quá lâu nhiều lắm nửa giây nửa giây đã là phi thường cơ hội khó được trăm vạn khô lâu thần tướng xuất hiện ở trong tinh không đồng thời hướng phía lỗ đen chi đầu rắn vung ra kiếm khí lâm mặc ngữ trong tay xuất hiện một khối huyết nhục là thâm uyên long ma thứ hai phân thân huyết nhục thâm uyên long ma thứ hai phân thân là thần tôn mặc dù không biết cảnh giới cụ thể nhưng lâm mặc ngữ cảm thấy sẽ không thua thần tôn ngũ giai mà trước mắt lỗ đen chi già đỉnh trời chính là thần tôn nhất giai thậm chí không đến thần tôn bằng không cũng sẽ không bị chính mình đả thương thân phận của tinh không cự thú cho nó sức sống mãnh liệt nếu như ở nó thời kỳ toàn thịnh lâm mặc ngữ trực tiếp sử dụng thâm uy long ma huyết nhục không nhất định có thể nổ trên nó nhưng bây giờ nó nằm ở trạng thái suy yếu lại bị chính mình đả thương lân giáp ly thể lâm mặc ngữ cảm giác cơ hội đã đến cảm giác nguy hiểm hàng lâm lỗ đen sạt tổ phục hồi tinh thần lại chợt phát sinh sợ hãi tiếng kêu như gắn liền với thời gian tối mịt Lâm Mặc Ngữ trong tay thâm uyên long ma huyết nhục mổ tung, hàng tinh cấp thuật pháp, thi thể bạo liệt, một giây kế tiếp, Lâm Mặc Ngữ thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng, tinh không nát rồi, lỗ đen xà tổ chỗ ở mấy vạn cây số tinh không, giống như là thủy tinh giống nhau xuất hiện chi chu hình dáng vết rách tràng trịt, sau đó thình thịch nổ nát vụng, cùng không gian cùng nhau nổ nát vụng. Còn có lỗ đen xà tổ đầu, cùng với mấy vạn cây số thân thể, lỗ đen xà tổ dài đến 10 vạn cơ thân thể 983, có ít nhất phân nửa bị tạc hủy lâm mặc ngữ đều có chút khiếp sợ đây chính là cao giai thần tôn một kích toàn lực bộ dạng sao thi thể bạo liệt làm nổ thâm uy long ma huyết nhục tương đương với thâm uy long ma thứ hai phân thân trạng thái tực cùng lúc một kích toàn lực các loại thêm được phía sau thậm chí so với một kích toàn lực còn cường đại hơn trực tiếp đánh tan tinh không lộ ra tinh không phía sau thế giới thần bí sáng lạng quang mang ở trước mắt chợt lóe lên tiếp lấy chính là bạo loạn dòng năng lượng từ thế giới chỗ hồng lao ra lâm mặc ngữ nhất thời bị lật tung bay ngược ra mấy vạn cây số lỗ đen xà tổ huyết nhục cũng đồng dạng bị lật tung bồng thay thổi khắp nơi bay loạn trăm vạn khô lâu thần tướng cũng là như vậy không bị không chế bay rớt ra ngoài tra diện một lần biến đến hỗn loạn bất kham lâm mặc ngữ trong mắt từ đó thấy được một cái lái hào quang óng ánh dường như họa quyền một dạng vật thể quân sự tinh đồ liếc mắt nhận ra cái này liền quân sự tinh đồ lâm mặc ngữ chấn động vong linh chi dực ở hỗn loạn năng lượng trùng kích trung nghịch hành bay đi dụng hết toàn lực bắt được quân sự tinh đồ bị tạc đi ra tinh không chỗ hồng cấp tốc bị đại thế giới quy tắc sửa lau sạch tiêu thất trong tinh không Mọi trừ không chỗ nào không có mặt huyết nhục lỗ đen xà tổ nửa đoạn chi thể còn có chính là cái kia từ lân giáp tạo thành hắc cầu hắc cầu đã vỡ nát biến thành vô số lân giáp giống như rác rưởi giống nhau phiêu ở trong tinh không ngươi đáng chết còn chưa kịp thở phào đột nhiên gầm lên một tiếng vang vọng tinh không thanh âm tức giận từ trong hắc động truyền ra một đầu cảm giác mát từ lâm mặc ngữ sau lưng dâng lên Chương 1731, nhân vật đáng sợ, chạy thoát. Cảm giác mát lan tràn, cấp tốc từ phía sau lưng khuếch tán đến toàn thân. Trong chớp ngáng này, Lâm Mặc Ngữ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn rất xác định, tiếng này mang theo sát ý gầm lên, đến từ trong hắc động, cái kia sâu không thấy đáy hố to. Lúc đó hắn ở ngóng nhìn hố to thời điểm, liền cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, nếu như lúc đó hắn dám nhảy vào đi, đi thăm dò hố to huyền bí, chắc chắn phải chết. Chiến trường bên trong ngoại trừ kỳ ngộ, còn cất giấu các loại nguy hiểm có chút nguy hiểm coi như là thần tôn đụng phải cũng sẽ vẫn lạc vô số năm qua vẫn lạc trong chiến trường thần tôn không phải số ít lâm mặc ngữ không chút nghĩ ngợi thu hồi quân sự tinh đồ chấn động vong linh chi dực cũng không quay đầu lại thoát đi bỗng nhiên một cỗ hấp lực rơi vào trên người hắn vô luận hắn dùng sức thế nào đều không thể lại hướng trước bay ra một bước trong hắc động hấp lực càng ngày càng mạnh tấp tốc, tốc khuếch tán đến toàn thân làm cho lâm mặc ngữ không thể động đậy nay cổ lực lượng lôi kéo lâm mặc ngữ hướng phía lỗ đen bay đi. Lâm Mặc Ngữ phảo phất thấy được trong hắc động hồ to, đa hướng chính mình lộ ra như giang cười, trong hồ lớn tồn tại, dường như muốn đem mình sẽ thành mảnh nhỏ. Nếu như tiến nhập hắc động bên trong, Lâm Mặc Ngữ biết mình chắc chắn phải chết, ai cũng cứu không được chính mình. Trong linh hồn bỗng nhiên vang lên một thanh âm, giết bản tôn sùng vật, vậy thì do ngươi tới bồi bản tôn a. Thanh âm làm cho Lâm Mặc Ngữ sờn tóc giấy, Lâm Mặc Ngữ cắn răng, bồi cái rắm, hắn nhìn bên người cùng mình cùng nhau bay ngược trở về lỗ đen xa tổ huyết nhục ngón tay khẽ nhúc nhích miễn cưỡng bắn ra một đạo bất tử hỏa diễm hàng tinh cấp thuật pháp ngươi chết phục sinh hỏa diễm cấp tốc bao vây lỗ đen xà tổ huyết nhục lỗ đen xà tổ huyết nhục trọng sinh linh hùng gây dựng lại ngắn ngủi hai giây không đến lỗ đen xà tổ một lần nữa xuất hiện từ trong tinh không như lần này lỗ đen xà tổ biến thành lâm mặc ngữ phục sinh giả ở lỗ đen xà tổ phục sinh trong nháy mắt lâm mặc ngữ cảm nhận được đến từ lỗ đen lực hấp dẫn nhỏ vài phần lỗ đen xà tổ lấy thân thể khổng lồ chắn lâm mặc ngữ trước mặt chặn đại bộ phận lực hấp dẫn thân thể rốt cuộc khôi phục một bộ phận tự do lâm mặc ngữ không chút nghĩ ngợi trực tiếp lấy ra chu kỳ vũ cho hắn ngọc bài dùng sức bóp nát ngọc bài toát ra sáng lạn quang mang bao phủ lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ ở trong ánh sáng biến mất mục tiêu đào tẩu hắc động bên trong lần nữa truyền ra phẫn nộ tiếng hô thanh âm vang vọng toàn bộ bảy số 77 khu vực tờ bảy số 77 trong khu vực toàn bộ sinh linh vào giờ khắc này tập thể linh hồn hủy diệt chết để chết đi 7 số 77 khu vực ở trong khoảnh khắc biến thành một chỗ chân chính tử điện, ngộ địa. 7 số 77 đội quân tiền tiêu trong căn cứ. Chu Kỳ Vũ đám người đang chờ. Ở vài chục phút trước, Hoa Vũ hàng đội ngũ đã phản hồi, hiện tại sẽ chờ Lâm Mặc Ngữ. Chu Kỳ Vũ bỗng nhiên mí mắt nhảy lên mấy cái, hắn thu đến một đoạn đến từ nhân hoàng internet tin tức, cả người mãnh địa run cùng nhau, mặt lộ vẻ kinh hãi. May mắn bên người của hắn không ai, không ai chú ý tới hắn vẻ mặt. Hắn lẩm bẩm nói, hắc động bên trong, đến cùng có cái gì? Du tiểu tử, sẽ không xảy ra chuyện đi, vừa dứt lời, truyền tống trận sáng lên. Chu Kỳ Vũ lập tức nhìn sang, ở tại bọn hắn hành động lúc, đội quân tiền tiêu căn cứ truyền tống trận liền nằm ở đóng cửa trạng thái, có quyền lực sử dụng truyền tống trận, không có mấy người. Lâm Mặc Ngữ truyền tống ngọc bài, liên tiếp đúng là truyền tống trận. Trong ánh sáng, Lâm Mặc Ngữ thân ảnh xuất hiện. Chu Kỳ Vũ thấy thế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Mặc Ngữ đứng ở trong truyền tống trận vẫn không nhúc nhích, chỉ chốc lát trên người toát ra ánh sáng màu tím, linh hồn của hắn trở về phía sau, hỏng mắt. Đây là tụ lực thuật pháp siêu việt cực hạn phía sau đưa tới di chứng. Sau đó linh hồn lại đang toàn diện tân sinh thiên phú giới thu được tân sinh, khôi phục được trạng thái tột cùng, thậm chí so trước đó càng mạnh, đang giết chết lỗ đen xà tổ lúc. Tụ lực thuật pháp hấp thu lỗ đen xà tổ bộ phận linh hồn lực, giống như là đại bổ dược giống nhau, tư dưỡng linh hồn, làm cho Lâm Mặc ngữ cảnh giới lại về phía trước tiến lên một bước, khoảng cách chân thần bát giai cũng không xa xôi. Toàn diện tân sinh phía sau, mang theo chạy thoát may mắn lâm mặc ngữ như trước đứng ở trong truyền tống trận vẫn không nhúc nhích hai mắt khép hờ ý thức của hắn vượt qua vô cùng khoảng cách liên tiếp lên lỗ đen xà tổ ý thức mặc dù không cách nào giống như vong linh trực tiếp liên tiếp tương ứng phạm vi nhìn nhưng đơn giản ý thức liên tiếp vẫn là không có vấn đề đi qua lỗ đen xà tổ ý thức tặng lại hắn cũng có thể được không ít tin tức chi tiết lỗ đen xà tổ trí tuệ cũng không cao phản hồi về gửi tin tới hơi thở đều là lộn xộn lâm mặc ngữ cảm giác lỗ đen xà tổ đi tới khác một cái thế giới thế giới này rất lạnh không có nhiệt độ đây là trong hồ lớn thế giới trong hồ lớn đến cùng là địa phương nào lâm mặc ngữ thầm nghĩ lấy tiếp lấy hắn cảm nhận được một chỉ lớn vô cùng tay đặt ở lỗ đen xà tổ trên người lỗ đen xà tổ thân dài 10 vạn cực chỉ là một cái đầu thì có mấy nghìn thơ trưởng có thể lớn như vậy đầu lại có thể bị bàn tay khổng lồ kia cầm bàn tay khổng lồ kia chủ nhân nên bao lớn khó có thể tưởng tượng bàn tay khổng lồ kia vuốt ve lỗ đen xà tổ đầu dường như rất ôn nhu nhưng một giây kế tiếp hắn đột nhiên nắm được lỗ đen xà tổ đầu sau đó lỗ đen xà tổ đầu bị bóp nát ý thức liên tiếp ngăn ra lỗ đen xà tổ chết rồi trở thành phục sinh giả phía sau lỗ đen xà tổ thực lực đen khôi phục lại trạng thái tột cùng chỉ có thể so với thần tô lỗ đen xà tổ lại chết như vậy cái rãnh to kia bên trong nhân vật mạnh mẽ lỗ đen xà tổ chủ nhân dễ dàng như vậy giết chết lỗ đen xà tổ hắn lại nhân mạnh đến mức nào lâm mặc ngữ ngăn ra ý thức liên tiếp hai mắt chậm rãi mờ thấy được cách đó không xa chu kỳ vũ chu kỳ vũ đang xem cùng với chính mình nhãn thần mang theo hỏi trẻ qua mới vừa thở dốc lâm mặc ngữ đã hoàn toàn tỉnh táo lại hai ba bước đi tới lấy ra quân sự tinh đồ giao cho chu kỳ vũ tiền bối tinh đồ lấy về lại chu kỳ vũ tiếp nhận quân sự tinh đồ cũng không gấp mở ra mà là nhìn về phía lâm mặc ngữ gặp phải nguy nhiệm rồi hả lâm mặc ngữ gật đầu kén chút không về được chu kỳ vũ trầm giọng nói nói tưởng tận phía trước hắn nhận được nhân hoàng internet truyền tới tin tức biết bảy số 77 trong khu vực cất giấu một cái nhân vật đáng sợ càng nhiều tin tức hơn sẽ không có nếu như muốn cận kẽ biết còn là muốn hỏi lâm mặc ngữ người trong cuộc này chu kỳ vũ ngón tay khẽ búng một cái vô hình pháp tắc chi lực bao phủ hai người lâm mặc ngữ nói chỉ có hắn một cái người có thể nghe được lâm mặc ngữ đen phía trước trải qua toàn bộ nói một lần bao quát hắn như thế nào giết chết lỗ đen xà tổ điểm ấy không cần giấu giếm bao quát hai đại bản nguyên thuật pháp. Chu Kỳ Vũ đều biết, nghe xong Lâm Mặc Ngữ lời nói, Chu Kỳ Vũ trầm giọng không nói. Trầm ngâm chốc lát mới vừa rồi lên tiếng, Đại ngươi miêu tả, lỗ đen xà tổ Hàn có nửa bước thần tôn thực lực." Lâm Mặc Ngữ ừ một tiếng, "Ra không sai biệt lắm là như thế này, nửa bước thần tôn, không như thần tôn, lại viễn siêu phổ thông thần vương, có người đem nửa bước thần tôn xưng là thần vương đỉnh phong, kỳ thực đều là cùng là một cái ý tứ." Thần vương cảnh cùng thần tôn cảnh trong lúc đó chênh lệch rất lớn thần vương cảnh đi tới cực hạn nhưng lại không đến thần tôn cảnh đó chính là thần vương đỉnh phong lại xương ngửa bước thần tôn lâm mặc ngữ phía trước lực lượng đã đạt đến thần vương đỉnh phong chỉ là bởi vì pháp tắc phương diện không đủ sở dĩ so với lỗ đen xà tổ có chỗ không bằng nếu như pháp tắc của hắn cùng lỗ đen xà tổ giống nhau mạnh mẽ cái kia căn bản không cần sợ lỗ đen xà tổ lỗ đen xà tổ chỉ là sùng vật ngươi cảm thấy hắn là cái gì tầng thứ cường giả chương 1732, quân sự tinh đầu bên trong chúc mừng nhiệm hành đối mặt chu kỳ vũ vấn đề lâm mặc ngữ trầm ngâm mấy giây lộ ra một nụ cười khổ ngài có chút hơi khó ta cho ta cái này kiến thức nơi nào có thể nhìn ra đối phương tầng thứ lần này có thể bảo trụ mệnh trốn về đã không tệ nếu như không phải tiền bối ngài cho ngọc bài lần này vẫn bối khẳng định chết ở bên trong chu kỳ vũ cười cười hắn biết lâm mặc ngữ là nói thật xác thực không nghĩ tới ở lỗ đen xà tổ bên trên vẫn còn có người chu kỳ vũ hai mắt lóe ra tinh quang lâm mặc ngữ phảng phất thấy được ý chí chiến đấu dày đặc xem bộ dáng của hắn Dường như đối với trong hồ lớn chính là cái kia tồn tại, hết sức cảm thấy hứng thú, Lâm Mặc Ngữ cảm giác, Chu Kỳ Vũ cũng sẽ không so với kia cái nhân vật đáng sợ mạnh mẽ, tối đa cũng chính là tám lạng ngửa cân, tương xứng, không có lý do gì, thuần túy chính là một loại cảm giác, một lát sau. Chu Kỳ Vũ trong mắt triển ý tiêu thất, đáng tiếc a, à. quy tắc đã đề ra. Lão phu không có biện pháp đi vào, hắn cũng ra không được, nghe nói như thế, Lâm Mặc Ngữ trong lòng hơi lộc bục một cái, xem ra Chu Kỳ Vũ có chút biết thân phận đối phương tự như, cho dù không biết thân phận của đối phương, cũng nên biết lai lịch của đối phương, bằng không sẽ không nói ra lời như vậy. Nhưng Lâm Mặc Ngữ cũng biết, coi như hắn hỏi, Chu Kỳ Vũ cũng sẽ không nói cho chính mình, thực lực của chính mình quá kém, không cần biết nhiều như vậy. Chu 487 kỳ võ rời đi trọng tâm câu chuyện, lần này có thể thành công tìm về quân sự tinh đồ, một cái công lớn, thường cho không thể thiếu ngươi, Lâm Mặc Ngữ nói rằng, đây đều là vãn bối nên làm, Lâm Mặc Ngữ nói xong rất thành khẩn, sự thực cũng xác thực như vậy quân sự tinh đồ đối với nhân tộc mà nói trọng yếu phi thường chỉ cần có khả năng hắn sẽ tận lực tìm về hơn nữa lần này sở dĩ hắn dám mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi chủ yếu vẫn là có chu kỳ vũ cho truyền tống ngọc bài còn có thâm uyên long ma thứ hai phân thân huyết nhục đây là hắn bảo toàn tánh mạng sức mạnh dù sao nơi đó chỉ là bài số 77 khu vực lỗ đen giả tổ cường thịnh trở lại cũng không khả năng cường đại đến thai quá còn trong hắc động tồn tại đó là ngoài ý muốn ai cũng không nghĩ đến ngoài ý muốn Chu Kỳ Vũ nhìn lấy Lâm Mặc Ngữ, ngươi có phải hay không nối với quân sự tinh đồ cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy nó còn có khác tác dụng, quả nhiên bị nhìn đi ra. Lâm Mặc Ngữ biết mình một ít tâm tư, lừa vạt bắt quá trước mắt vị này, dù sao sống rồi mấy nghìn năm, ngươi dày dạn kinh nghiệm, sở dĩ Lâm Mặc Ngữ căn bản không có làm quá nhiều dấu diếm quả thật có chút hứng thú. Nếu như chỉ là bản đồ, tắc ma tộc không đến mức như thế đại động ngàn qua, Chu Kỳ Vũ cười, đến đây đi, để cho ngươi nhìn, thuận tiện hỏi một chút hắn là làm sao làm được đây là trong lời nói có chuyện, có thâm ý khác. Lông Mặc Ngữ cũng không có hỏi nhiều, theo Chu Kỳ Vũ rời đi, hai người tới trong tinh không, Chu Kỳ Vũ gọi ra thuộc về mình tọa giá, một con thiền thần tôn cấp chiến hạng, có thể so với chiến thần pháo đài chiến hạng, tiến nhập chiến hạng phía sau, chiến hạng nhất thời phong bế. Cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, Chu Kỳ Vũ cầm quân sự tinh đầu, từ từ mở ra, sau đó kích hoạt. Quân sự tinh đầu tắt ra hào quang óng ánh, phóng ra một bước toàn bộ tin tức tinh không đổ đây là chu tước chiến trường tinh không đồ lâm mặc ngữ từng tại nhất hào trong pháo đài vạp qua nhưng mặt trên nhiều một chút đồ đạc Cà thêm cận kẽ lúc này chu kỳ vũ nói rằng chúc mừng nhiệm hành đi ra a à. lâm mặc ngữ hơi sững sờ chu kỳ vũ dĩ nhiên tại gọi chúc mừng nhiệm hành chúc mừng nhiệm được không là đã bị hắn đã giết sao chính mình tận mắt nhìn thấy không có sai chu kỳ vũ thoại âm rơi xuống phía sau qua mấy giây toàn bộ tin tức tinh đồ chung cũng không có bất kỳ phản ứng chu kỳ vũ khẽ nhíu mày ngữ khí biến đến bất thiện Chúc mừng nhiệm hành, muốn lão phu tự mình động thủ sao? Ti ti lũ lũ sát khí tràn lập ra, toàn bộ tin tức tinh đồ trung rốt cuộc có phản ứng. Tinh đầu bên trong, một bóng người chậm rãi hiện lên, sau đó từ đó bay ra, cuối cùng ly khai quân sự tinh đồ, xuất hiện ở trong chiến hạng Chúc mừng nhiệm hành ly khai quân sự tinh đồ, hướng phía chu kỳ vũ cung kính hành lễ, gặp qua chấn thủ đại nhân. Lâm Mặc ngữ thấy giật mình, người trước mắt thật là chúc mừng nhiệm hành, chỉ bất quá hơi thở của hắn chỉ có thần vương lục giai chúc mừng nhiệm hành rõ ràng là thần tôn rõ ràng bị chu kỳ vũ giết vì sao nơi đây sẽ có một thần vương lục giai chúc mừng nhiệm hành phân thân lông mặc ngữ trong lòng cả kinh nghĩ tới điều gì chu kỳ vũ phất tay một cái nói đi đừng nghĩ giấu giếm ngươi biết không thể vạt được chúc mừng nhiệm hành gật đầu chấn thủ trước mặt hạ mẫu không dám có dấu giếm hạ mẫu ở chân thần cảnh lúc với một trận đại chiến chung bị đầu độc chi ma khống chế trở thành khối lỗi lúc đó cùng lão phu cùng nhau bị cái kia tôn đầu độc chim ma khống chế người ước chừng ngàn người sau so lại lão phu một đường tu luyện đề thăng cuối cùng đạt được thần tôn trở thành số bảy pháo đài trưởng lão đầu độc chim ma khống chế thì trung tồn tại ngươi cũng biết cho dù lão phu thành thần tôn cũng khó mà thoát khỏi loại này khống chế biết ăn mòn linh hồn không cách nào phản bội nói đến đây chúc mừng nhiệm hành dừng một chút chu kỳ vũ không có cắt biết hắn ý bảo hắn nói tiếp chúc mừng nhiệm hành tiếp tục nói nhưng ngài cũng biết thần tôn linh hồn đủ cường đại ta cũng có chính mình ý nghĩ đôi khi ta sẽ đem linh hồn chìm vào pháp tắc tinh hà mô rửa linh hồn ta là loài người thần tôn từ tâm tận đáy ta là không có khả năng phản bội nhân tộc chết cũng sẽ không phản bội nhưng ở đầu độc chi ma dưới sự không chế ta muốn chết cũng làm không được hơn nữa phiền toái nhất là ta không có biện pháp đem việc này nói ra chỉ cần ta nói ra đầu độc chi ma biết có cảm ứng hắn biết triệt để khống chế tâm trí của ta lấy sức chiến đấu của ta bất ngờ không kịp đề phòng đã đủ đối với số 7 trong pháo đài quân đội, tạo thành hủy diệt tính đà kích, sở dĩ ta không thể nói. Sau lại ta tìm rất nhiều tư liệu, rốt cuộc để cho ta tìm ra thoát khỏi đầu độc chi ma phương pháp, ta tốn mấy trăm năm thời gian, tìm được rồi các loại hiếm quý tài liệu, rốt cuộc luyện chế được một cụ phân thân, sau đó ta ở pháp tắc trong tinh hà. Ở pháp tắc hột rửa dưới, đen linh hồn của chính mình phân ra một phần ba, rót vào phân thân, có pháp tắc tinh hà bảo hộ, phân ra tới một phần ba linh hồn là tinh khiết, cũng không có bị đầu độc chi ma ô nhiễm hơn nữa ta ở pháp tắc trong tinh hà làm sự tình đầu độc chi ma không cách nào rõ thám biết vừa lúc ta được phân phối tới quản lý quân sự tinh đồ đầu độc chi ma tự nhiên sẽ biết hắn ra lệnh ta đen quân sự tinh đồ trộm ra quân sự tinh đồ nhất định phải trộm ta không có biện pháp cử tuyệt cũng không biện pháp nói cho người khác biết nhưng ta trộm ra phía sau có thể đem nó giấu đi không cho bất luận kẻ nào biết đầu độc chi ma khoảng cách quá mức xa xôi nó không có biện pháp thời thời khắc khắc giám thị ta vì vậy ta liền đem quân sự tinh đồ ra cho phân thân dẫn tới bảy số 77 khu vực tiến nhập lỗ đen phân thân tiến nhập lỗ đen phía sau vừa lúc đụng phải lỗ đen ra tổ không cẩn thận đã bị nó nuốt ta liền trốn quân sự tinh đầu bên trong kỳ thực từ một khác kia trở đi thân thân mới là bản thể của ta phía trước bản thể tất nhiên sẽ chết ta đoán sẽ phải chết ở ngài trên tay thế nhưng ngài hạ thủ quá nhanh không có thể nghe ta nói hết lời ta vừa chết đầu độc trì ma năng liền thao túng linh hồn của ta biết được tin tức may mắn vị tiểu huynh đệ này cũng có thể thao túng linh hồn bằng không thể phiền toái nghe xong toàn bộ quá trình lâm mặc ngữ cảm giác thật rất thái quá vị này thần tôn từ chân thần cảnh mà bắt đầu bị khống chế phía sau vì tự cứu làm ra các loại trao tác tuy là hắn trộm đi quân sự tinh đồ nhưng sự tình ra có nguyên nhân trong lòng như trước hệ nhân tộc có thể giới thực tế hắn xác thực trộm đi quân sự tinh đồ xử lý hắn trở nên đau đầu đồng thời hắn cao nói sau cùng ngược lại làm cho chu kỳ vũ có chút xấu hổ Chu Kỳ Vũ hạ thủ lại nhanh một chút, chỉ ít cũng để cho người nói hết lời, thiếu chút nữa thì gặp phải đại phiền toái. Chúc mừng nhiệm hành kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tất nhiên có biện pháp nói cho Chu Kỳ Vũ một ít tin tức. Chu Kỳ Vũ khóe miệng giật một cái, không nói gì. Chương 1733, quân sự tinh đồ chân chính tác dụng. Chu Kỳ Vũ trầm mặc không nói. Nhận sai, nhận sai là không có khả năng nhận sai, lấy thân phận của hắn ở chu tức bên trong chiến trường nói một không hai làm sao lại có lỗi lâm mặc ngữ hợp thời lên tiếng đánh cái giảng hòa nói chung quân sự tinh đầu đã tìm trở về chuyện lúc trước liền đi qua a hắn mà nói hóa giải chu kỳ vũ xấu hổ chu kỳ vũ ho nhẹ một tiếng việc này dừng ở đây tuy là ngươi cầm rồi quân sự tinh đầu nhưng cũng là thân bất do kỳ hơn nữa ngươi đã làm ra cố gắng lớn nhất tiến hành vãn hồi việc này bổn chấn thủ làm chủ không so đó nữa nhưng ngươi cũng không có thể tiếp tục lưu lại nơi này còn như ngươi tiếp theo đi con đường nào về trước nhất hào pháo đài chờ đợi lão phu thông báo chúc mừng nhiệm đi vào chu kỳ vũ cung kính hành lễ đặt tạ chấn thủ đại nhân chu kỳ vũ nói rằng ta đã thông biết hạ hầu trưởng hắn biết dẫn ngươi đi công việc mới chiến trường lệnh bài bất quá ngươi tốt nhất cũng đổi một dung mạo nhận thức ngươi người cũng không ít chu kỳ vũ trong miệng nói hạ hầu trưởng chính là số bảy pháo đài quân đoàn trưởng loại sự tình này giao cho người khác chu kỳ vũ sẽ không yên tâm ở trong mắt rất nhiều người chúc mừng nhiệm hành đã chết không nên tái xuất hiện cái nhiệm hành gật đầu tỏ ý biết dung mạo của hắn phát sinh biến hóa đảo mắt trước biến thành khác một cái người cỗ này phân thân là luyện chế khôi lỗi nhưng chỉnh mà nói cũng không phải chân chính nhục thân hơn nữa đối với thần vương cảnh cường giả mà nói cải biến dung mạo cũng không phải việc khó chúc mừng nhiệm hành dung mạo thay đổi tu vi cũng từ thần tôn biến thành thần vương lục giai nếu như hắn không nói ra không ai sẽ biết hắn là chúc mừng nhiệm hành đổi một chiến trường lệnh bay phía sau hắn chính là một cái mới tinh thần vương lục giai cường giả hơn 10 giây sau chiến hạm đại môn tự động mở ra hà hầu trưởng đã đợi ở bên ngoài hắn đem mang theo chúc mừng nhiệm hành công việc mới chiến trường lệnh bài một lần nữa đăng ký nhân hoàng trên mạng tin tức đen hết thảy đều cải biến phía sau chúc mừng nhiệm hành biến thành khác một cái người chỉ tiếc linh hồn của hắn thiếu 2 phần ba nhĩ tu luyện nữa trở về sẽ không gì sánh được chắc trở trừ phi có thiên đại cơ duyên nhìn lấy chúc mừng nhiệm hành rời đi bối cảnh hơi có vẻ cô đơn lâm mặc ngữ cũng không khỏi thở dài một cái đường đường thần tôn kết quả lại là cái này dạng kết thúc công việc lâm mặc ngữ tự đáy lòng cảm thán đại thế giới hung hiểm một bước bước giáo bước dai. Chu Kỳ Vũ nhìn Lâm Mặc Ngữ liếc mắt, đối với lời của hắn cực không ủng hộ, than thở gì a? À. Đối với hắn như vậy mà nói đã rất khá. Hơn nữa ngươi lời nói có chuyện, cũng không phải đại thế giới như vậy, phải nói vạn sự vạn vật đều là như vậy, mặc kệ ngươi có hay không bước trên con đường tu luyện, cũng đều giống nhau, những thứ kia không có tu luyện, thậm chí còn không có tiến nhập đại thế giới nhân, bởi vì một ít nguyên nhân, thiên tai nhân họa, vô thanh vô tức chết đi. Chẳng phải là thảm hại hơn? Lâm Mặc Ngữ hỏi lai thật định đem hắn đuổi về nhân tộc tinh vực trao chúc mừng nhiệm hành chính mình theo như lời hắn xác thực đã tận lực giảm bớt tổn thất hơn nữa một lần này kết quả nhân tộc tổn thất xác thực cũng không lớn nhưng đây đều là hắn một mặt chi tử cũng không có thể tin hoàn toàn chỉ ít lấy lâm mặc ngữ đối với nhân tộc cao tầng hiểu rõ không có khả năng hoàn toàn tin tưởng chúc mừng nhiệm hành không sợ nhất vạn chỉ sợ một phần vạn từ chủng tộc góc độ xuất phát muốn đem một phần vạn triệt để bóp dứt từ trong trứng nước bằng không tạo thành hậu quả có thể là khó có thể tưởng tượng Chu Kỳ Vũ cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ một chút, trước đối với hắn tiến hành toàn diện kiểm tra, bảo đảm hắn thực sự thoát khỏi đầu độc chi ma khống chế, ta tin tưởng nhân tộc khẳng định có biện pháp kiểm tra đi ra, đây chỉ là bước đầu tiên, đầu độc chi ma khống chế đôi khi sẽ ảnh hưởng tâm tính, như vậy thì không thích hợp nữa vào quân đội nhậm chức, hơn nữa cũng không thích hợp ở lại Chu Tức tinh vực, tận lực an bài đi xa điểm địa phương, làm cho hắn tại nơi này sinh hoạt ở nhân tộc tinh vực bên trong có thể cho nhân hoàng internet theo dõi hắn dưới tình huống bình thường ra không được cái gì đại sự chu kỳ vũ trong mắt thỏa mãn màu sắc càng ngày càng đồng động không chút nào keo kiệt khen ngợi không sai suy nghĩ của ngươi rất tốt chúng ta xác thực phải làm như vậy ngươi thật thích hợp quân đội có hứng thú hay không chính thức gia nhập vào quân đội lâm mặc ngữ lắc đầu nguyễn ta càng ưa thích cuộc sống tự do hơn nữa ta hiện tại cũng là vinh quang quân nhân coi như là quân đội người ngược lại ta tại chiến trường bên trong thời điểm ngài có việc cũng là theo gọi theo đến ha ha chu kỳ in vũ cười cười cũng không có miễn cưỡng tùy ngươi vậy ngược lại đến cuối cùng đều là giống nhau chu kỳ vũ trong lời nói hình như có thâm ý lâm mặc ngữ âm trầm di xuống chu kỳ vũ ánh mắt một lần nữa trở lại toàn bộ tin tức tinh đồ bên trên tốt lắm phía dưới cho ngươi chính thức biểu diễn một lượt quân sự tinh đồ chân chính công dụng lâm mặc ngữ chính thức lên tinh thần có thể để cho ác ma đại quân dốc toàn bộ lực lượng càng khiến người ta tộc không tiếc hủy diệt toàn bộ khu vực lẫn nhau liều mạng tranh đoạt quân sự tinh đồ trong đó đến cùng ẩn chứa dạng bí mật gì treo chu kỳ vũ đem tinh đồ không ngừng kích hoạt tinh đồ như họa quyền triển khai đầu bắn ra hình ảnh càng phát ra rõ ràng hoàn chỉnh toàn bộ tin tức tinh đồ triệt để triển khai bao phủ toàn bộ không gian lâm mặc ngữ phảng phất đưa thân vào trong đó tập từng cục khu vực bị buộc vòng quanh tới đó là từng mảnh một chiến khu mỗi mảnh nhỏ chiến khu lại bị phân chia thành từng cái khu vực mỗi cái khu vực đều có cùng với chính mình hình dạng có hình cầu có tứ phương thậm chí có bình hình chữ nhật, càng nhiều hơn chính là bất quy tắc hình dạng. So với ở nhất hào trong pháo đài thấy tinh đồ, trước mắt tinh đồ muốn cận kẽ nhiều lắm, trừ bỏ bị phân ra tới khu vực, càng nhiều hơn vị trí là vô danh hư không. Cả bức trụ tức chiến trường tinh đồ bên trong, vô danh hư không chiếm cứ trong đó 8 phần 10 trở lên khu vực. Sau đó từng viên một như hàng tinh một dạng quang điểm sáng lên, chọn người viên quang điểm, đại biểu 1 đến 10 hào tinh không pháo đài. Trong đó vừa tới số 6 pháo đài, nằm ở chiến trường phía ngoài nhất, vườn quanh chiến trường làm thành một vòng tròn bảy đến số 9 pháo đài như tam giác nằm ở chiến trường trung bộ khu vực mà ở chiến trường ở giữa nhất tinh một viên sáng người nhất điểm sáng dạng người rực rỡ đó là số người pháo đài cũng là sở hữu tinh không trong pháo đài tối cường đại một tòa chu kỳ vũ chính là quanh năm tọa trấn nơi này tinh không pháo đài không chỉ có bản thân có cường đại chiến lực hơn nữa còn là căn cứ quân sự mỗi tọa trong pháo đài chú quân đều cao tới nhìn vạn chu kỳ vũ giải thích tinh không pháo đài cùng chiến thân pháo đài bất đồng trên thần pháo đài là có thể di động căn cứ quân sự bản thân chiến lược thì không bằng tinh không pháo đài tinh không pháo đài cũng có thể di chuyển chỉ là nó quá lớn tốc độ rất trọng nhưng thắng ở chiến lược cường đại lâm mặc ngữ khẽ gật đầu hắn hiểu được trong đó phân biệt nếu như đài chiến lược đến phân tinh không pháo đài hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thứ nhi chính là chiến thần pháo đài di động như vậy hình pháo đài sau đó chính là chiến hạng thần tôn cấp chiến hạng thần vương cấp chiến hạng những thứ này đều là nhân tộc chiến tranh binh khí thập phần cường đại còn như chu kỳ vũ trước kia chiến hạng, đó là đặc thù sản vật cùng lượng sản hình chiến tranh binh khí bất đồng không thể xếp ở trong đó ở người tòa tinh không pháo đài xuất hiện sau đó toàn bộ tin tức tinh đồ chung bắt đầu xáo chống canh một nhiều quang điểm những điểm sáng này nhỏ đi rất nhiều đại biểu cho từng tòa đội quân tiền tiêu căn cứ mỗi tọa tiền trạm canh gác căn cứ đối ứng một khối khu vực chọn 931 cái quang điểm đại biểu 931 tọa tiền trạm canh gác căn cứ tiến hành được nơi đây coi như bình thường đây cũng là chu kỳ vũ lúc mới đầu cho mình nói tinh đồ có thể biểu thị ra đội quân tiền tiêu căn cứ vị trí cũng chính bởi vì vậy ác ma cùng nhân tộc đều muốn đạt được tinh đồ nhưng lâm mặc ngữ cảm thấy tinh đồ tác dụng không chỉ như vậy chu kỳ vũ nhìn lâm mặc ngữ liếc mắt mò tay ở tinh đồ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái tinh đồ chợt toát ra hào quang óng ánh nhi chương 1734. loại sự tình này một lần cũng không nên phát sinh quang mang chiếu sáng cũng không gian không lớn toàn bộ tin tức tinh đầu bên trên xuất hiện một cái lại một điểm sáng những điểm sáng này so với tinh không pháo đài đội quân tiền tiêu căn cứ quang điểm nhỏ hơn rất nhiều giống như là sáng lên mũi ở trong tinh không chớp động quang điểm rậm rạp càng ngày càng nhiều hầu như mỗi một khu vực bên trong đều có quang điểm tồn tại vô danh trong hư không quang điểm tương đối hơi ít nhưng là không phải hoàn toàn không có một số ít quang điểm bất động bất động đại đa số quang điểm đang di động bên trong toàn bộ tin tức tinh đồ phải không biết rút nhỏ gấp bao nhiêu lần những điểm sáng này nhìn như tốc độ di động rất chậm nếu như đặt ở bình thường thế giới bên trong tốc độ kỳ thực hết sức kinh người lâm mặc ngữ trong lúc nhất thời không biết những điểm sáng này đại biểu hàm nghĩa nhưng chỉ đếm rõ số lượng dây hắn bỗng nhiên đã biết quan điểm đại biểu cái gì mỗi cái quang điểm đều đại biểu một nhân tộc tu luyện giả tinh đồ vô cùng rõ ràng đánh dấu ra khỏi mỗi cá nhân tộc người tu luyện vị trí hơn nữa loại này đánh dấu vẫn là thời gian thực tuyệt đại đa số trong khu vực nhân tộc tu luyện giả vị trí đều vô cùng rõ ràng chỉ có một số ít đặc thù khu vực mới không có đánh dấu có thể là bởi vì này chút khu vực có đặc thù quy tắc tỷ như đã từng đi qua thước kim khu vực nơi đó là thuộc về một cái thế giới đóng kín tinh đồ cũng không biện pháp đánh dấu ra trong khu vực tình huống cùng loại như vậy khu vực cũng không thiếu nhưng tổng cộng 931 cái khu vực có ít nhất 800 cái khu vực nhưng tộc tu luyện giả ở bên trong hướng đi nhất thanh nhị sở chu kỳ vũ mặt mang tiêu ý bây giờ biết vì sao coi trọng như vậy quân sự tinh đồ đi lâm mặc ngữ lại không phải người ngu dĩ nhiên muốn phải hiểu đội quân tiền tiêu căn cứ bại lộ đã là đại sự nếu như ngay cả nhân tộc người tu luyện hành tung đều bị bạo lộ ra ác ma hoàn toàn có thể tiến hành nhằm vào trước hủy diệt đội quân tiền tiêu căn cứ sau đó sẽ tìm được tại chiến trường người bên trong tộc tu luyện giả từng cái kích sát như vậy nhân tộc tổn thất sẽ có bao thê thảm nặng không cần nói cũng biết thậm chí càng không cẩn thận nhân tộc sẽ bị hoàn toàn rõ ràng rời khỏi chu tức chiến trường vô số năm nỗ lực hủy hoại chỉ trong chốc lát chu tức chiến trường bên trong sản xuất lấy các loại các dạng tài liệu những tài liệu này đối với bất luận cái gì một chủng tộc đều rất trọng yếu tích lũy tháng ngày dưới có thể tăng lên trên diện rộng chủng tộc sức chiến đấu đại thế giới tàn khốc hữu mục cộng đồng, mỗi một điểm nho nhỏ lạc hậu cũng có thể bị vô hạn phóng đại các tộc phì sinh tồn ở đại thế giới bên trong cũng không dám xen thường cần từng bước tranh tiên lâm mặc ngữ nhị không được hỏi vật trọng yếu như vậy lý nên nghiêm ngặt trông coi chu kỳ vũ thu hồi quân sự tinh đồ đây là lần ngoài ý muốn cũng là có chút điểm khinh thường dù sao ở quân sự tinh đồ luyện chế sau vạn năm qua đều không có đi ra quá bất cứ vấn đề gì về sau biết tăng mạnh phòng vệ loại sự tình này chỉ biết phát sinh một lần không có lần thứ hai lâm mặc ngữ cũng không nói gì thêm đại ý nghĩ của hắn loại sự tình này liền một lần cũng không nên phát sinh quân sự tinh đồ là chui kiếm hai lưỡi nếu như ở trên tay mình có thể rõ ràng định vị người của mình vị trí một phần vạn có nguy hiểm gì cứu viện các loại đều rất thuận tiện nếu như rơi vào dưới tay địch nhân chính là nhất kiện đối người mình đại sát khí, giống như vậy tinh đồ, tổng cộng có thập phần, mỗi tạ trong pháo đài đều có một phần bảo tồn, chuyện lần này qua đi, đối với quân sự tinh đồ chăm sóc, nhất định sẽ đại đại tăng cường, vô cùng có khả năng, biết từ quân đoàn trưởng tự mình trông coi, tựa như Chu Kỳ Vũ nói như vậy, loại sự tình này tối đa chỉ có thể phát sinh một lần, nhất hào trong pháo đài truyền tống trận lóe ra hào quang sáng tỏ, Lâm Mặc Ngữ từ trong truyền tống trận đi ra, Chu Kỳ Vũ còn có việc phải xử lý, làm cho hắn đi đầu trở về còn như hai cái nhiệm vụ nhân hoàng internet biết tiến hành kết toán hắn chỉ cần ở nhất hào trong pháo đài lẳng lặng chờ đợi liên có thể chu kỳ vũ còn đặc biệt dặn dò một câu ở thu được nhiệm vụ kết toán tin tức trước tạm thời không nên rời khỏi nhất hào pháo đài nhiều vào lần này nhiệm vụ có chút đặc thù tùy thuộc nhân viên rất nhiều sở dĩ kết toán cũng cần một quãng thời gian vừa lúc lâm mặc ngữ ở nhất hào trong pháo đài cũng có sự tình muốn làm hắn muốn tới trung tâm giao dịch trên người tài liệu các loại muốn đi bán ra phía trước cùng ngọc trúc nói xong làm cho Ngọc Trúc chờ các loại cùng với chính mình. Kết quả giữa đường bị Chu Kỳ Vũ họ đi cũng không kịp đi qua. Tiến nhập trung tâm giao dịch, Lâm Mặc Ngữ trực tiếp đi trước trung ương quầy hàng. Trao quầy vẫn là cái kia vị gọi Ngọc Thanh nữ tử. Một vị khác lầu họ thần vương cũng không ở nơi này. Trung tâm giao dịch dường như cùng Ngọc gia có quan hệ rất sâu. Ngọc gia phải là một đại gia tộc. Ngọc Thanh cùng Ngọc Trúc đều là Ngọc gia thành viên. Còn hai người quan hệ Lâm Mặc Ngữ cũng không rõ ràng. Mà cái kia vị lầu thần vương lâm mặc ngữ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tin tức của mình bị tiết lộ ra ngoài chính là cái kia vị lầu thần vương làm chuyện này làm được tuyệt không cao minh thế nhưng chu kỳ vũ nói qua cũng sẽ không đi xử lý lầu họ thần vương loại này gần như ngốc tử tự như ra hỏa giữ lại có thể dùng lâm mặc ngữ đi tới trước quầy ngọc thanh nhãn tình sáng lên lâm tiên sinh ngài đã tới giao dịch thất đã vì ngài chuẩn bị tốt chúc tiểu thư đang đợi ngài lâm mặc ngữ gật đầu mang ta đi ngọc thanh lập tức gọi tới nhân viên công tác vì lâm mặc ngữ dẫn đường, lâm mặc ngữ từ ngọc thanh trong lời nói chiếm được một ít tin tức, nàng hỏi mình lâm tiên sinh, hơn nữa làm cho hiện rất tự nhiên. nàng nhận biết mình không giả, nhưng sẽ không hỏi mình lâm tiên sinh. tiên sinh là một loại tôn xương, chỉ có đối với thân phận tôn quý người mới sẽ dùng, không quan hệ tu vi cảnh giới. cái này đủ để chứng minh chính mình ở trong mắt ngọc thanh thân phận là tôn quý, lại tăng thêm trong miệng nàng trúc tiểu thư. lâm mặc ngữ rất bình thường liền đen sự tình xuyên đến cùng một chỗ. ngọc trúc là tiểu thư ở Ngọc gia trung địa vị cũng không thấp, mà Ngọc Thanh cũng là Ngọc gia thành viên, rõ ràng vị không bằng Ngọc Trúc, Ngoại mình là Lâm tiên sinh. Chắc cũng là Ngọc Trúc bày mưu đặt kế, lần nữa đi tới chim hót hoa nở, tràn ngập ý cảnh hậu viện, tương tòa cổ kính, rất có ý nhị đặc sắc tròi nhì mát, trang trí có hứng thú rơi vào trong hậu viện. Đại bộ phận tròi nhì mát đều có trận pháp bao phủ, đang tiến hành giao dịch. Lâm Mặc Ngữ đi tới một gian tròi nhì mát trước, cho nhì mát trận pháp không có mở ra, Ngọc Trúc yêu nhã ngồi ở trong lưng đỉnh, ngâm trà thơm, ngôi cha chậm rãi bay ra trà lạnh từng bước tán đi chỉ là nghe thấy một ngụ lâm mặc ngữ cũng biết là đến từ băng tộc trà đá loại trà này chỉ cần uống qua một lần liền sẽ không quên nhìn thấy lâm mặc ngữ ngọc trúc nhãn tình sáng lên hiện lên vẻ vui mừng chờ nói đội trưởng lai thất ước ngọc trúc trên người tản ra hơi lộ ra thành thục ý vị lần đầu tiên thấy thời điểm, con cảm thấy ngọc trúc khí chất không sai thành thục chung lại lộ ra ba phần xinh đẹp nhưng thấy quá thu di mới biết được ngọc trúc kỳ thực chính là ở thôi diễn nàng thu di lâm mặc ngữ tiến nhập lạnh năm bảy đình trận pháp mở ra trong lương đình bộ phận thành độc lập tiểu thế giới lâm mặc ngữ ngồi xuống tọa hạ ngao trúc rất chính xác vì lâm mặc ngữ rót nước trà lạnh va mát lạnh nước trà cửa vào khang ở ít hầu chỗ nổ tung một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được mát lạnh cảm giác tịch quyền toàn thân lâm mặc ngữ đặt chén trà xuống mỉm cười nói ngươi kỳ thực không cần thôi diễn thu di mỗi cá nhân đều có khí chất của mình bắt chước hơn nhiều ngược lại không giống mình mọc trúc cười xuyên nói vậy ngươi cảm thấy ta loại nào khí chất tương đối khá a à. lúc này thành thục khí tức thoáng thối lui ba phần xinh đẹp biến thành sáu phần lâm mặc ngữ thuận miệng nói cũng không tệ làm chính mình là tốt rồi thấy lâm mặc ngữ bộ dáng nghiêm túc ngọc trúc thu nụ cười lại đội trưởng thật không có hài hước cảm giác lâm mặc ngữ hỏi hai ngày này ngươi một mực chờ đấy cũng không phải sao ai bảo đội trưởng không giữ lời hứa nhưng ra như là rất thủ cam kết ngọc trúc yêu kiều nói lấy sóng mắt lưu truyền gian như có như không lộ ra một tiêu oán trách chương 1735, bản cô nương nơi đây cái gì cũng có. Ngọc Trúc rất đẹp, đôi mắt đẹp như tinh thần vậy lộng lẫy, lúc này ít một chút thành thục khí chất, thêm mấy phần xinh đẹp, lại có vài phần yêu nhiên, rất khó tưởng tượng, một cái người làm sao có thể đồng thời biểu hiện ra nhiều loại khí chất, như không thể không nói, lúc này Ngọc Trúc rất mê người. lông Mặc ngữ thần tình không thay đổi, bỏ quên Ngọc Trúc mỹ lệ, ngữ khí bình tĩnh không lay động, đột nhiên có chút gấp sự tình, đi xử lý một cái, chúng ta tiến hành giao dịch a. Lần giao dịch này số lượng rất lớn, Ngọc Trúc thấy thế, có chút thất vọng. Cũng từng bước thu nụ cười lại, được rồi, ta đây kia nữa mấy người tìm muội qua đây. Lâm Mặc Ngữ nói bên lượng giao dịch đại, tuyệt đối không phải là nói một chút mà thôi. Mà là thực sự lượng giao dịch đại, không giống có vài người. Nói muốn một nhóm lớn đồ đạc muốn bán, kết quả lấy ra cứ như vậy rời rạc một đống. Rất nhanh, bốn vị nữ tính giao dịch thất lần lượt vào tròi nghỉ mát, đều là người quen cũ. Chính là lần trước cùng nhau định giá bốn vị, bốn người sau khi đi vào, An Tĩnh ngồi xuống tọa hạ, không nói được một lời, bất quá từ trong mắt của các nàng có thể nhìn ra được, bốn người địa vị cũng không bằng Ngọc Trúc, bốn người lấy Ngọc Trúc dẫn đầu. Ngọc Trúc nhẹ giọng nói rằng, "Đội trưởng đại nhân, có thể bắt đầu." Lâm Mặc Ngữ gật đầu, đem lần nhất lấy được chiến lợi phẩm lấy ra ngoài, từng món một chữ vật loại pháp bảo, rực rỡ muôn màu đại lượng tài liệu, trong đó đại bộ phận đều đến từ Thức Kim khu vực. Tại cái kia lần cứu người trong hành động, Lâm 18 Mặc Ngữ thu được đại lượng Thức Kim cùng chữ vật khí cụ số lượng nhiều đến lâm mặc ngữ mình cũng số lượng không phải thanh nguyên bản lần này trong nhiệm vụ có thể thu được tài liệu biết càng nhiều lâm mặc ngữ không có thời gian sở dĩ không có tỉ mỉ quét tức chiến trường cuối cùng lại xuất hiện lỗ đen xà tổ đem tất cả mọi thứ nuốt liên nhất mau đều không lưu lại đưa tới lâm mặc ngữ tiền lời giảm mạnh dù vậy lâm mặc ngữ thu hoạch cũng đầy đủ kinh người mọc trúc chờ các loại năm vị giao diệt sư triệt để vội vàng mở toàn lực ứng phó tiến hành định giá lâm mặc ngữ cho mình rót trà thủy tự cấp tự túc lặng lặng chờ đợi chờ các loại một nhóm hàng hóa kiểm kê hoàn tất lâm mặc ngữ liền lại xuất ra một nhóm thời gian từng giờ trôi qua một giờ hai giờ kiểm kê còn xa không có kết thúc mọc trúc bơi mắt đẹp thỉnh thoảng trường bên trên lâm mặc ngữ lướt mắt nàng kiểm kê đến độ nhanh mệt chết đi được lâm mặc ngữ như ở nơi đó thư thư phục phục uống trà ở trọn 10 giờ đồng hồ phía sau cuối cùng đem tất cả vật phẩm cũng biết điểm hoàn tất bốn vị giao dịch sư lần lượt rút đi các nàng từ tiến đến đến rời đi đều là không nói được một lời Ngọc Trúc trong tay đã được đến lần này hàng hóa cuối cùng chữ số, cuối cùng cũng tốt lắm. Ngọc Trúc trưởng thở dài, lại trừng Lâm Mặc Ngữ liếc mắt, trong ánh mắt mang theo oán trách. Lâm Mặc Ngữ mỉm cười, trong Ngọc Trúc rót trà, không nóng này, còn có mấy món đồ. Ngọc Trúc uống Lâm Mặc Ngữ tự tay pha trà, thuận miệng hỏi, còn có, vừa rồi tại sao không nói? Lâm Mặc Ngữ cười cười, đồ đạc không nhiều lắm, chỉ có một loại, cái gì đồ vật, tắc ma chiến thuyền, phốc. Ngọc Trúc kén chút đen trong miệng thủy phun ra ngoài, khôn mặt nhỏ nhắn mang theo kinh ngạc, ác ma chiến thuyền. Lâm Mặc Ngữ gật đầu, đúng vậy, ác ma chiến thuyền, ác ma chiến thuyền cùng nhân tộc chiến hạng giống nhau, luyện chế hết sức phiền toái, hơn nữa dùng tài liệu cũng cực kỳ chân quý, thần vương cấp ác ma chiến thuyền, dùng cũng đều là thần vương cấp tài liệu, số lượng cự đại, tuy là nhân tộc không cách nào sử dụng ác ma chiến thuyền, nhưng có thể phân giải ác ma chiến thuyền, nấu lại trùng tạo, thu đường đại lượng tài liệu chân quý, sở dĩ ác ma chiến thuyền rất đáng giá tiền. Ngọc Trúc ngược lại đối với Lâm Mặc Ngữ đã không nói. Có thể tịch thu được ác ma chiến thuyền rất ít, bình thường chỉ có đại chiến túc mới phải xuất hiện một điểm. Nếu như là không có gì tổn hao nhiều đả thư thần vương cấp ác ma chiến thuyền, mỗi chiến thuyền giá trị ở một nghìn vạn tích phân, thấp như vậy, cái giá tiền này cùng Lâm Mặc Ngữ dự tính có chút sai lệch. Hắn dự tính lấy một con thuyền ác ma chiến thuyền, chỉ ít giá trị ba nghìn vạn tích phân. Ngọc Trúc giải thích, chúng ta bắt được ác ma chiến thuyền cần phân giải, nấu lại trùng tạo, trong toàn bộ quá trình sẽ phát sinh tổn hao, hơn nữa tốn thời gian cố sức. Các ma chiến thiền phẩm chất không bằng cùng cấp bậc nhân tộc chiến hạng, giá cả cũng không có thể cùng nhân tộc chiến hạng đánh đồng, sở dĩ tổng hợp tính được. Một nghìn vạn tích phân là một công đạo giá cả, lâm mặc ngữ cũng không có quá nhiều cuốn quýt. Được rồi, vậy lấy một nghìn vạn tích phân mà tính, ta chỗ này có bốn chiếc, mọc trúc không còn gì để nói. Bản năng nói ra, ngươi làm sao làm tới nhiều như vậy, ở thước kim khu vực lâm mặc ngữ thu được ba chiếc, lần này nhiệm vụ, lại đạt được một con truyền, nếu như không phải là vì không có thời gian lâm mặc ngữ có lẽ có thể làm ra trên trăm chiến thuyền đáng tiếc đều vào lỗ đen xà tổ cái bụng gì cũng bị mất bốn chiếc ác ma chiến thuyền đổi thành bốn nghìn vạn tích phân phía trước tất cả tài liệu tính cùng một chỗ giá trị chín nghìn vạn tích phân lâm mặc ngữ đơn khoản giao dịch trực tiếp phá ức đạt được một ước ba nghìn vạn tích phân ngọc trúc mắt sáng lên giống như là sen thổ hào giống nhau nhìn lấy lâm mặc ngữ thật nhiều tích phân a à. những thứ kia tại chiến trường trà trộn mấy trăm năm thâm niên thần vương tích phân đều không có người nhiều a à. không phải coi như thần tôn cảnh cũng không nhất định có nhiều như vậy tích phân mỗi ước ba nghìn vạn tích phân có thể thu được 13 ba nghìn điểm quân công tính lên phía trước tích phân quân công lâm mặc ngữ tích phân đã đạt được hai ước quân công vượt lên trước 30.000. bất quá lấy được 13 ba nghìn quân công hắn còn cần đi quân công chỗ công việc thủ tục phía sau mới có thể thu được lấy lâm mặc ngữ vinh quang thân phận quân nhân không có bất cứ phiền phức gì hiện tại hắn là đại gia nhân vô luận là nhất hào trong pháo đài quân đoàn trưởng vẫn là trưởng lão cũng sẽ không tìm hắn để gây sự phụ trách quân công chỗ mạnh cương càng đã từng là thủ hạ của hắn càng thêm sẽ không làm khó lâm mặc ngữ ngọc trúc trong mắt quang càng ngày càng sáng chân thần cảnh có thể đạt được sĩ quan đã là phượng mau lân giác đội trưởng ngài thực sự là quá ngưu nàng không biết lâm mặc ngữ có thể có bao nhiêu quân công nhưng khẳng định đã không chỉ một giai sĩ quan đơn giản như vậy chỉ ít cũng là nhị giai sĩ quan lâm mặc ngữ mỉm cười đối với lần này cũng không thèm để ý quân công cho hắn ta nhiều hơn chỉ là tượng trưng hắn xen trọng vẫn là thực lực bản thân tăng lên còn có liên hoàn nhiệm vụ đánh giá tích phân cũng giống như thế hiện tại tích phân vượt lên trước hai ước có thể mua sắm khâu ít thứ bất quá trung tâm giao dịch bên trong những thứ kia thường quy vật phẩm 545 mạc lâm mặc ngữ trướng mắt lâm mặc ngữ nhấp một ngụm trà mở miệng nói ta muốn nâng ngươi mua sắm ít đồ ngọc trúc vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo thân là giao dịch sư thích làm nhất chính là giao dịch vô luận mua vẫn là bán đều là giao dịch mọc trúc ánh mắt phát ra ánh sáng cắn đôi môi nàng biết lâm mặc ngữ muốn mua đồ đạc chắc chắn sẽ không là vật phẩm bình thường muốn mua cái gì bản cô nương nơi đây cái gì cũng có lâm mặc ngữ nói rằng đẳng cấp cao nguyên tố tài liệu yêu cầu đơn nhất nguyên tố tần chứa pháp tắc tài liệu các loại cấp càng cao càng tốt mọc trúc hỏi số lượng đâu mỗi loại tài liệu một phần có thể đối với nguyên tố chủng loại có cụ thể yêu cầu sao lâm mặc ngữ suy nghĩ một chút không có yêu cầu cụ thể nhưng tốt nhất ẩn chứa cường đại pháp tắc đơn nhất nguyên tố tài liệu Nguyên tố đơn nhất, tần chứa pháp tắc, phẩm cấp càng cao càng tốt, pháp tắc càng mạnh càng tốt, Ngọc Trúc lặp lại một lần, nếu khi Lâm mặc ngữ yêu cầu. Lúc này Lâm Mặc Ngữ lại lấy ra một đống lớn hắc thạch, là lần này hắn ở trong nhiệm vụ lấy được sở hữu hắc thạch. Những thứ này trong hắc động ẩn chứa lỗ đen pháp tắc, coi như là một loại đứng đầu tài liệu, chỉ bất quá độ tinh khiết không đủ, đẳng cấp cũng chỉ có thần vương cấp, không phù hợp Lâm Mặc Ngữ yêu cầu. Lâm Mặc Ngữ nói rằng, làm phiền ngươi sẽ tìm người, giúp ta đem những này hắc thạch chiết xuất độ tinh khiết càng cao càng tốt nói lâm mặc ngữ đem hắc thạch bỏ vào một cái trống không trong chữ vật giới chỉ giao cho ngọc trúc ngọc trúc tiếp nhận chữ vật giới chỉ đáp ứng một tiếng không thành vấn đề giao cho ta là được chương 1736, hắn là quân đoàn trưởng con tư sinh a lâm mặc ngữ trả một ước tích phân cho ngọc trúc xem như là tiền đặt cọc nếu như không đủ hỏi lại hắn muốn chỉ cần tổng hạn ngạch ở hai ước trong vòng liền được ngọc trúc không nghĩ tới lâm mặc ngữ như thế tín nhiệm chính mình một ước tích phân nói cho thì cho. Liền cái gì bằng chứng đều không muốn, Ngọc Trúc phách cùng với chính mình bộ ngực, lớn tiếng cam đoan, nhất định sẽ bằng Lâm Mặc Ngữ tìm được thích hợp tài liệu. Toàn bộ quá trình khả năng cần một chút thời gian, đợi tìm được liền liên hệ Lâm Mặc Ngữ. Lâm Mặc Ngữ biết, chính mình yêu cầu tài liệu khó tìm, 89 phần 10 muốn tòng quân đội phương diện vào tay, kỳ thực chính hắn cũng có thể dùng quân công đi trao đổi, nhưng hắn không muốn động dùng quân công. Quân công không giống tích phân dĩ kiếm như vậy hơn nữa dùng biết giảm bớt quân hàm tích phân dùng cũng không ảnh hưởng quyền hạn đề thăng cho nên có thể dùng tích phân tận lực dùng tích phân hắn tích phân tới quá mức dễ dàng dùng chút nào không có cảm giác đau lòng ly khai trung tâm giao dịch phía sau lâm mặc ngữ trực tiếp đi trước quân công chỗ trong lòng suy tư về lần này nâng ngọc trúc làng sự tình cũng không biết ngọc trúc có thể vì chính mình tìm đến dạng gì tài liệu hy vọng có thể có thần tôn cấp tài liệu a lần này tìm tài liệu lâm mặc ngữ muốn tăng cường liên lạc của mình nguyên tố vũ yêu nguyên tố vu yêu thuật này pháp hiện tại đã thành hắn sở hữu thuật pháp chung yếu nhất một vòng cảnh giới đề thăng đối với tăng cường nguyên tố vu yêu thuật pháp hiệu quả vi hồ kỳ hồ muốn thu được cường đại nguyên tố vu yêu chỉ có thể sử dụng đẳng cấp cao tài liệu mới được từng tại giác tỉnh thuật pháp thời điểm nhìn thấy qua thuật pháp biểu thị nguyên tố vu yêu là rất cường đại chỉ là hiện tại chính mình còn không có có thể phát huy ra sự cường đại của nó chỗ liên phụ trợ công năng đều càng phát gân và. lần này hắc thạch cũng là tài liệu không tệ cần chứa lỗ đen pháp tắc chỉ bất quá đơn khối hắc thạch lỗ đen pháp tắc số lượng quá ít cần chiết xuất tinh luyện hắn đem lần này lấy được ước mạc thiên thừa khối hắc thạch toàn bộ giao cho ngọc trúc để cho nàng tìm người đem hắc thạch chiết xuất tinh luyện dung hợp thành một khối nên có thể thu được một khối phẩm chất tài liệu không tệ dùng để triệu hoán nguyên tố vũ yêu quả thật lâm mặc ngữ cũng biết mình rất mạnh tiễn siêu cái gọi là thiên tài thế nhưng ai không hy vọng chính mình biến đến càng mạnh nhất là lần này thấy được lỗ đen trong hố lớn cái vị kia tồn tại lâm mặc ngữ mới ý thức tới chính mình thực sự phi thường nhỏ yếu một phần vạn chính mình chết rồi mù xe hòng quan tài bên trong bốn vị kiều thê lại nên đi nơi nào khả năng đời này kiếp này đều không có cơ hội tỉnh lại vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào mình cũng phải không ngừng mạnh mẽ cường đại đến không người nào có thể giết chết chính mình cường đại đến đã đủ mịch thiên cải mệnh tình trạng tâm tư bay tán loạn chung lâm mặc ngữ đi tới quân công chỗ lần này đang xử lý tích phân trao đổi quân công sự vụ trước quầy cũng không thấy mạnh cương mạnh cương thành tựu quân gia công chỗ người phụ trách lần trước cũng là bởi vì phạm sai lầm mới có thể phạt đi xử lý cụ thể sự vụ sau lại hoàn thành nhiệm vụ đen công chồng quá cũng liền quan phục nguyên chức một lần nữa quản lý quân công chỗ trước quầy là người quen cũ vinh kiệt đang ngồi ở chỗ kia vì người khác xử lý tích phân quân công trao đổi hạng mục công việc lâm mặc ngữ đợi một hồi đến phiên mình mới chỉ có cất bước đi qua nhìn thấy lâm mặc ngữ vinh kiệt lúc này từ chỗ ngồi nhảy dựng lên đứng nghiêm hướng lâm mặc ngữ cúi chào lớn tiếng kêu lên đội trưởng tốt một lần nhiệm vụ Vinh Kiệt đã đối với Lâm Mặc Ngữ tâm phục khẩu phục, Lâm Mặc Ngữ mỉm cười, đừng kích động như vậy. Ta bán ít đầu, trao đổi dưới tích phân, nói đen chiến trường lệnh bài đưa tới. Quang Vinh Nghiệp dùng hai tay cung kính tiếp nhận, đang cầm Lâm Mặc Ngữ chiến trường lệnh bài, dường như đang cầm một cái bảo vật. Đội trưởng ngài chờ, cái này liền vì ngài công việc, Lâm Mặc Ngữ mỉm cười, không nóng này, từ từ sẽ đến, Vinh Kiệt dị thường phản ứng, cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Quân nhân nha. Mặc dù không còn như coi thường thông thường tu luyện giả, như là cũng không sẽ đối với người tu luyện bình thường khách khí như vậy. Bình thường quân nhân đều là thần tình nghiêm túc, theo lẽ công bằng làm việc, rất ít có thể nhìn thấy bọn họ có nụ cười. Thần lớn người đều cho rằng, quân nhân nên như vậy. Nhưng bây giờ thấy Vinh Kiệt, lại phát hiện căn bản không phải cái này dạ. Chỉ cần không phải ngốc tử liền có thể biết, đây cũng là bởi vì trước mắt vị trẻ tuổi này thân phận bất đồng. Nhất hào pháo đài người đến người đi, lâm mặc ngữ tuy là danh khí không nhỏ, cũng không phải mọi người đều có thể biết hắn rất nhiều người đều đang suy đoán thân phận của Lâm Mặc Ngữ. Đây rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ là một vị đại lão đời sau tự, không sẽ là một vị trưởng lão con tư sinh nga? Cũng khó nói là quân đoàn trưởng hậu bối, đại gia phát huy sức tưởng tượng, càng nghĩ càng mờ. Lâm Mặc Ngữ nghe vào trong tai cảm giác có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, bị người chú ý đã bị người chú ý, cái này không có gì. Giống như là trong tinh không sáng người nhất hàng tinh, khi mọi người nhìn lên tinh không thời địa, đầu tiên nhìn thấy, luôn là sáng nhất viên kia, Vinh Kiệt động tác cực nhanh, vì Lâm Mặc Ngữ tiến hành nghiệm chứng. Lâm Mặc Ngữ tích lên lai lịch thập phần rõ ràng sáng tỏ, không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh quân công liền tích lũy lên. Vinh Kiệt đen chiến trường lệnh bài đưa trả lại cho Lâm Mặc Ngữ, hơi lộ ra xấu hổ, "Đội trưởng, không có ý tứ." Lâm Mặc Ngữ biết hắn là có ý gì, nếu như không phải của hắn khác thường, chính mình không đến mức như vậy làm người khác chú ý. Vỗ vỗ Vinh Kiệt bảo vai, "Không có việc gì, hảo hảo tu luyện, về sau có cơ hội cùng nhau nữa làm nhiệm vụ." vinh kiệt dùng sức chút đầu triển lộ ra nụ cười được rồi đội trưởng lâm mặc ngữ kiểm tra một hồi công trận của mình quân công đã đạt đến ba trăm hắn đã là tam giai sĩ quan lúc này hai lần nhiệm vụ thưởng cho còn không có xuống tới trong đó đặc thù nhiệm vụ sẽ thưởng cho một vạn quân công một điểm điểm cống hiến một điểm quân nhu địa đợi đến tử thưởng đặc biệt xuống tới chính mình là có thể biến thành tứ giai sĩ quan loại này thăng cấp tốc độ sợ là còn lại quân nhân cũng không dám nghĩ nhưng cái này còn không là chủ yếu nhất thường cho chủ yếu nhất thường cho là điểm cống hiến cùng quân như địa. điểm điểm cống hiến tác dụng còn không có hoàn toàn thể hiện ra phòng trường tạm thời cũng nhìn không ra có cái gì dùng nhưng quân như điểm công năng lâm mặc ngữ đã rõ ràng có thể mở ra quân như thương khố chọn nhất kiện cùng chính mình đồng cảnh giới vật phẩm tuy thế cũng không có thể hiện tại hay dùng hiện tại chính mình cảnh giới đẳng cấp quá thấp mới chỉ có chân thần cảnh đổi không đến thứ tốt lâm mặc ngữ cảm thấy phải đợi mình tới đạt đến thần tôn sau đó mới đi chọn đổi lấy thần tôn cảnh bảo vật quân như điểm quá khó khăn buôn bán lời về sau cũng không biết còn có thể hay không thể kiếm được sở dĩ cơ hội như thế không thể lãng phí tờ lâm mặc ngữ ly khai quân công chỗ thời điểm liên hoan tới hắn nghị luận còn không có đình trì lúc này có mấy người vào quân công chỗ vừa lúc cùng lâm mặc ngữ lao tiếng mà qua một người trong đó nhìn lấy lâm mặc ngữ đi xa bối cảnh hơi lộ ra kinh ngạc nói ra gì là hắn ở bên cạnh hắn lập tức có người hỏi ngươi biết hắn lâm mặc ngữ a tiềm lực bảng đệ nhất trăm năm qua duy nhất một cái thu được quân đội vinh dự danh hiệu người, làm sao sẽ không nhận biết. Người nọ hơi lộ ra kiêu ngạo, phảng phất nói là chính bản thân hắn giống nhau, hắn mà nói lúc này gây nên một mảnh xôn xao. Hắn chính là Lâm Mặc Ngữ a, tiềm lực bảng đệ nhất, bảng cống hiến đệ nhị, chiến lực bảng đệ thập, trăm năm qua duy nhất một cái vinh quang danh xưng người đoạt giải mà. Ngoan ngoãn. Dĩ nhiên là ngư bức như vậy ra hỏa, cái này so với cái gì đại lão hậu bối muốn ngư bức nhiều, thảo nào vừa rồi ta cảm thấy hắn khí chất bất phàm, dĩ nhiên là hắn lâm mặc ngữ danh khí xác thực rất lớn ở đây rất nhiều người đều nghe qua lâm mặc ngữ ở nhất hào pháo đài xuất hiện tin tức lập tức bị người truyền ra ngoài nhất hào pháo đài hư nhàn khu trong tử điếm chư tử dực đang hưởng thụ chiến trừ độc hữu mỹ thực hắn bỗng nhiên thu đến bạn thân người tới tin tức khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lâm mặc ngữ rốt cuộc xuất hiện a à. Trước chương một nghìn ngươi chính là lâm mặc ngữ lâm mặc ngữ ở nhất hào trong pháo đài xuất hiện tin tức lan truyền nhanh chóng giống như trận hàng tinh gió trong nháy mắt liền thổi qua cả tòa pháo đài rất nhiều người văn phong mà đi nhi đến nhìn vị này mới ló đầu ra thiên tài đứng đầu Tờ trương tử rực dùng cơm trong tử lâu có mấy người chậm rãi đứng dậy trên người bộc phát ra cường liệt chiến ý thần vương cảnh khí tức ở tử lâu trung tràn ngập đưa tới rất nhiều người chú ý đã xảy ra chuyện gì những người này muốn làm cái gì chẳng lẽ bọn họ nghĩ tại trong tử lâu động thủ mấy vị chân thần cảnh tu luyện giả bị thần vương cảnh khí tức trùng kích biến đến mặt không có chút máu trương tử dược hướng phía mấy cái nhìn lại mấy người này hắn đều nhận thức đều là chiến lược bảng xếp hạng trước 30 cường nhân trương tử dược tự cao tự đại thậm chí có chút tự cho mình siêu phàm hắn tin tưởng chính mình có thể trở thành là thần tôn thậm chí siêu việt thần tôn hắn xuất từ đại gia tộc biết rất nhiều ngoại nhân không biết tin tức biết thần tôn cũng không phải điểm kết thúc đồng thời hắn cũng tin tưởng chính mình sớm muộn cũng có một ngày có thể trở thành ba bảng địa nhất sở dĩ hắn cũng không có gấp đi nhiệm vụ để thăng quyền hạn với hắn mà nói trước tiên muốn tăng lên chính là cảnh giới là chiến lực chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể trở thành ba bảng đệ nhất. Trong mắt người ngoài, Trương Tử Dực rất tự phụ, rất kiêu ngạo, nhưng là đầu của hắn kỳ thực rất thanh tỉnh, hắn biết mình thiên tài đi nữa. So với chiến lực trên bảng cái này tiền bối vẫn là kém nhiều, hắn mới chỉ có chân thần cửu giai, tối đa có thể cùng thần vương nhất giai đối chiến, như là chiến lực trên bảng những người đó, ít nhất đều là thần vương tam giai thực lực, xếp hạng trước 3697, chí ít cũng là thần vương tứ giai ngũ giai thực lực, còn như trước 10, mỗi một cái đều có thể vượt cấp mà chiến, mỗi một cái đều là thiên tài. Bọn họ có lẽ bản thân cảnh giới là thần vương tứ giai hoặc ngũ giai, chiến lược khả năng đạt tới thần vương lục giai thất giai. Ngươi như thế tạm thời còn không phải là hắn có thể chưa chọc. Trương Tử Dực rất thanh tỉnh, đối với mình đi tới con đường có rõ ràng quy hoạch. Hắn chờ đợi những người này thăng cấp năm cấp quyền hạn, ly khai chu tức tinh vực chiến lược bảng, chờ các loại cùng với chính mình cảnh giới tăng lên, lại đi làm chút nhiệm vụ để thăng cống hiến. Đến lúc đó, cho dù không thể trở thành ba bảng đệ nhất, chí ít cũng là hai bảng đệ nhất cho đến lâm mặc ngữ xuất hiện triệt để làm dối loạn hắn kế hoạch cho nên lúc đó hắn mới có thể tức giận như vậy cẫn nộ mất lý trí trực tiếp đi chiêu chiến lâm mặc ngữ sau lại hắn từng bước tỉnh táo lại mới chỉ có ý thức biết chính mình không nên khởi xướng khiêu chiến đối với lâm mặc ngữ cái này nhân loại hắn hoàn toàn không biết gì cả làm sao có thể tùy tiện khởi xướng khiêu chiến may mắn lâm mặc ngữ không có tiếc bằng không lấy lâm mặc ngữ thực lực hắn phòng chừng muốn tự trúc nhục nhã. sau lại lâm mặc ngữ vọt vào chiến lực bảng trước người bằng công hiến đệ nhị càng làm cho hắn ý thức đến khiêu chiến lâm mặc ngữ là không có khả năng hơn nữa lâm mặc ngữ trên người tràn đầy khí tức thần bí hắn thậm chí ngay cả lâm mặc ngữ cụ thể tu vi cảnh giới đều không biết nhưng hắn suy đoán lâm mặc ngữ hẳn là ở thần vương tam giai tả hữu sau đó sở hữu vượt cấp mà chiến năng lực thực tế chiến lực ở thần vương ngũ giai dáng vẻ lần này tới nhất hào pháo đài hắn chính là muốn tận mắt trông thấy lâm mặc ngữ xem hắn là thần thánh phương nào trong lòng thật có cái tận đáy đồng thời hắn cũng nhận được tin tức rất nhiều chiến lực bảng trước 30 nhân cũng không phục lâm mặc ngữ cái này hàng không giả muốn khiêu chiến lâm mặc ngữ nhân hoàng internet đôi khi cũng không phải hoàn toàn chính xác thân là thiên tài tự nhiên đều có thiên tài ngạo khí lâm mặc ngữ xuất hiện có người lập tức ly khai từ lâu đi tìm lâm mặc ngữ trương tử dược không chút hoang mang đi theo đám bọn hắn rời đi lâm mặc ngữ theo dọc đường đụng phải không ít nhận biết mình nhân lại là tránh không được một thận nhị luận lâm mặc ngữ đối với lần này cũng không thèm để ý hắn có thể cảm nhận được có ti ti lũ lũ tín nhiệm chi lực đang ở tụ đến hắn danh khí càng lớn lấy được tín nhiệm chi lực cũng càng nhiều tín nhiệm chi lực có thể dùng hiện tại biết đầy đủ tín nhiệm chi lực có thể nhanh hơn pháp tác lĩnh ngộ chỉ là điểm này liền đầy đủ khiến người ta chạy theo như vịt đi vào trong nhiệm vụ long mặc ngữ tra xét nhiệm vụ nhìn chính mình kế tiếp làm cái nào nhiệm vụ tương đối thích hợp hắn hiện tại chính thức chiến trường nhiệm vụ kỳ thực chỉ hoàn thành ba cái để một cái thu thập hàng tinh tinh hỏa thứ hai là thu thập thước kim cái thứ ba là vừa hoàn thành ngăn chặn ác ma đại quân bất quá cái thứ ba thường còn không có hạ đạt không tính là chính thức hoàn thành quân hàm thăng cấp nhiệm vụ cùng đặc thù nhiệm vụ cũng không thuộc về chiến trường nhiệm vụ nhân hoàng internet sẽ không chơi văn tự trò chơi có phải hay không không phải thì không phải ở thưởng hạ đạt trước hắn không thể nhận mới chiến trường nhiệm vụ sở dĩ hắn hiện tại chỉ là nhìn tìm được trước thích hợp nhiệm vụ chờ các loại thưởng cho hạ đạt sau đó mới hành nhận năm cái chiến trường nhiệm vụ đã hoàn thành ba cái hơn nữa cho điểm cũng đều là hoàn mỹ kế tiếp hai cái nhiệm vụ khẳng định cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành lâm mặc ngữ đối với lần này có lòng tin tích lũy quân công không thành vấn đề công trận của hắn đã vượt qua rất nhiều thần vương ngũ giai lục giai quân nhân để cho lâm mặc ngữ nhức đầu vẫn là một cái khác nhiệm vụ giết chết cho thường bảng trước người nhân không phải giết không chết mà là tìm không được những người này xuất quỷ nhập thần rất khó tìm lâm mặc ngữ vừa suy nghĩ vừa lật nhìn lấy nhiệm vụ rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhiệm vụ hiện tại chỉ chờ trước một cái chiến trường nhiệm vụ kết thúc có thể nhận mới nhiệm vụ lâm mặc ngữ nhường ra nhiệm vụ đài giao cho người khác sử dụng trong nhiệm vụ rất nhiều người mọi người đều là đứng xếp hàng sử dụng nhiệm vụ đài đột nhiên trong nhiệm vụ tràn vào một lớp người đi phía trước nhất mấy người tàn ra nồng đậm thần vương cảnh khí tức bọn họ vừa tiến đến ánh mắt liền tại trong nhiệm vụ bên trong thăm dò tựa hồ đang tìm người thần vương ánh mắt thập phần sắc bén trong nháy mắt đã đảo qua toàn bộ trong nhiệm vụ cuối cùng ở lâm mặc ngữ trên người dừng hình ảnh tới tình ta lâm mặc ngữ cũng đồng thời hiện nhìn về phía bọn họ từ trên người của bọn họ lâm mặc ngữ cảm nhận được đến từ nhân tộc tinh vực khí tức chiến trường khí tức cùng phổ thông tinh vực khí tức phải không cùng phổ thông tinh vực khí tức bình thản ổn định chiến trường khí tức đối lập nhau hỗn tạp mọi người từ phổ thông tinh vực tiến nhập chiến trường phía sau ở thời gian nhất định bên trong như trước biết lưu lại phổ thông tinh vực bình thản ổn định khí tức loại khí tức này biết từng bước bị chiến trường khí tức bao trùm cuối cùng tiêu thất Thời gian này ước chừng là chừng 10 ngày, nói cách khác. Những người này là ở trong vòng 10 ngày mới đi tới chiến trường. Như vậy xem ra, chính là cố ý tìm đến mình. Lâm Mặc Ngữ cấp tốc làm ra phân tích phán đoán, còn như tìm đến mình làm cái gì, Lâm Mặc Ngữ đại khái cũng có thể đoán ra cái 1 2 3, không phải là không phục khí thứ hạng của mình, qua đây khiêu chiến, vô luận là tiềm lực bảng vẫn là chiến lực bảng, đều có tương tự quy tắc, tiềm lực bảng có thể tiến hành đồng cảnh giới khiêu chiến, ở nhân hoàng internet nhân trường dưới, đồng cảnh giới giả ai chiến lực mạnh mẽ của người nào tiềm lực dĩ nhiên là mạnh mẽ chiến lực bảng lại là hoàn toàn buông ra tiến hành đại chiến không làm nhiều lắm hạn chế chỉ bất quá vô luận loại nào khiêu chiến đều không thể sử dụng pháp bảo các loại đạo cụ bằng vào chỉ là bản thân chiến lực lưỡng trùng khiêu chiến đều là ở nhân hoàng trên mạo tiến hành không có nguy hiểm tánh mạng lâm mặc ngữ tự nhiên biết nhân hoàng internet như vậy quy định dụng ý tiềm lực bảng không cần phải nói đồng cảnh giới giới ai có thể lực cử ai tiền lực liền đại chiến lực bảng giống như vậy nhân hoàng Internet cũng từ không có nói qua chính mình sẽ không ra sai. Cho nên mới có khiêu chiến cơ chế. Ngươi đối với bảng danh sách không phục, vậy ngươi có thể đi khiêu chiến, chỉ cần ngươi có thể trả giá thật lớn liền được. Ngươi dính là lâm mặc ngữ, một cái hình thể khôn ngô, thân cao vượt lên trước hai thước đại hán chiều lấy lâm mặc ngữ trường tới, ánh mắt nhìn lại tựa như hung ác độc địa, kỳ thực cũng không sát ý. Bọn họ chỉ là tới khiêu chiến, không phải đà đà sát sát. Lâm mặc ngữ từ trong ánh mắt của hắn làm ra tiến thêm một bước phân tích, tính khí này có điểm táo bạo, tính cách dễ nộ, hơn nữa thiếu kiên nhẫn. Cùng nhau tiến vào có bảy tám người, người khác đều không nói. Là hắn nói chuyện, Lâm Mặc Ngữ nhìn hắn một cái, chúng ta đi ra ngoài nói. Nói Lâm Mặc Ngữ mấy bước vòng qua hắn, tấp tốc ghi khai trong nhiệm vụ, chương 1738, làm người khác chú ý khiêu chiến, trong nhiệm vụ người lắm mắt nhiều. Hơn nữa Lâm Mặc Ngữ cũng không muốn ảnh hưởng người khác, ly khai trong nhiệm vụ, bốn phía nhất thời biến đến an tĩnh lại, tuy là người vẫn như cũ không ít, nhưng do với vừa rồi đã khá nhiều bảy tám người cũng theo lâm mặc ngữ ly khai vẫn là đại hán kia quát hỏi ngươi chính là lâm mặc ngữ cái này không chỉ tính cách táo bạo thiếu kiên nhẫn nhưng lại không có đầu óc lâm mặc ngữ cũng không biết loại ngữ người này tu luyện thế nào đến thần vương cảnh lên bộ dạng như vậy làm sao cảm mộ pháp tắc a lâm mặc ngữ thấp giọng nói thanh âm điểm nhẹ đừng ảnh hưởng người khác ngươi đại hán sắc mặt chợt biến đổi trong mắt toát ra hồng qua dường như lập tức muốn phát tác lúc này một bàn tay đặt tại đại hán trên vai một cái so với đại hắn hơi chút lùn một chút nam tử nói rằng hỏa đức ngươi trước lãnh tĩnh là mà nói một trận pháp thì bắt đầu khởi động lâm mặc ngữ cảm nhận được thấy lạnh cả ngươi đập vào mặt con kia vỗ vào đại hắn trên vai bàn tay toát ra một tầng hàn băng đại hắn mặt ngoài thân thể nhất thời bị hàn băng bao trùm làm cho đại hắn bình tĩnh lại thì hệ pháp tắc trưởng khống nhập phi phi thường xào rượu đã có thể để cho đại hắn tỉnh táo lại lại không đối với đại hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì nam tử cao gầy nói rằng chúng ta liền không làm tự giới thiệu mình chính ngươi nhìn một chút tin tức của chúng ta sẽ biết nói mấy người thả ra chính mình ẩn nút tin tức cho thấy tính danh cùng cảnh giới đẳng cấp tinh khi tinh cách nóng nảy đại hắn gọi hỏa đức thần vương tứ giai trưởng không thủy hệ pháp tắc nam tử cao mày gọi hàn vũ đồng dạng là thần vương tứ giai ngoài ra còn có mấy người cũng đều là thần vương tam giai đến tứ giai tả hữu lâm mặc ngư ở chiến lược trên bảng gặp qua cái này tên của mấy người cùng chính mình đoán giống nhau thực sự là tìm đến khiêu chiến của mình hàn vũ nói rằng không có ý tứ hỏa đức đã từng trong tu luyện bị hỏa diễm pháp tắc xâm nhiễm linh hồn sở hữu tính khí có chút táo bạo nhưng hắn cũng không có ác ý lâm mặc ngữ gật đầu ta biết hỏa đức tính khí không tốt thế nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không có sắc ý lâm mặc ngữ tự nhiên có thể cảm nhận được hàn vũ mỉm cười ngươi cũng đã đoán được chúng ta tại sao tới tìm ngươi la lâm mặc ngữ nhìn ra được hàn vũ người này rất tỉnh táo cũng rất thông minh cùng chính mình thuộc về cùng một loại người Hàn Vũ có thể đoán được mình đã đoán được bọn họ ý đồ đến, cái này cũng không kỳ khoái. Lâm Mặc Ngữ nói rằng không là tiền lực bảng khiêu chiến vẫn là chiến lược bảng khiêu chiến. Nói chuyện với người thông minh rất đơn giản, ngọn gàng dứt khoát tốt hơn, không cần quanh co lòng vòng. Hàn Vũ cười cười, đều được. Lâm Mặc Ngữ gật đầu, ta cũng giống vậy. Bất quá ta có điều kiện, Hàn Vũ cũng không ngoài ý. Mỉm cười, phí Dụng dễ nói, hắn chỉ cần Lâm Mặc Ngữ bằng lòng là tốt rồi, hát đều có thể thương lượng. Vậy chúng ta đi lôi đài a lâm mặc ngữ xoay người hướng phía quân đội lôi đài tràng đi tới muốn khiêu chiến chỉ có 3 loại phương thức loại thứ nhất là tiến nhập trong thực tế lôi đài tràng liên tiếp nhân hoàng internet loại thứ hai là ở nhân hoàng internet khởi xướng khiêu chiến sóc phương sau khi đồng ý nhân hoàng internet biết tiến hành tương ứng an bài loại thứ ba là dùng khiêu chiến bài cần ở nhân hoàng internet bao trùm địa phương sử dụng nhưng khiêu chiến bài cực kỳ chân quý khan hiếm một dạng không cần thiết sẽ không sử dụng loại thứ hai thường thường sẽ bị người không nhìn ngươi khiêu chiến ta ta liền muốn phản ứng ngươi nam mộng a à. loại thứ nhất là cao nhất phương thức trong hiện thực tìm được người sau đó thương lượng xong phí dụng cùng nhau ngỡ đi trước trong thực tế lôi đài tràng đi qua lôi đài tràng tiến nhập nhân hoàng internet người khiêu chiến khởi xướng khiêu chiến cần hướng bị người khiêu chiến thanh toán tương ứng phí dụng phí dụng bao nhiêu có thể từ song phương tiến hành thương nghị giống như là lấy tích phân hình thức thanh toán mấy người đối thoại cũng không có tận lực giấu giếm người lân cận đều nghe nghe thấy tin tức này hòa đức mấy người thành tựu chiến lược trên bảng lão bài cường giả bọn họ ở buông ra tin tức đồng thời đã bị người do số chỗ ngồi trong nháy mắt chiến lược bảng lão bài cường giả khiêu chiến lâm mặc ngữ tin tức lần nữa cạo lần cả tòa tinh không pháo đài đại lượng người hiểu chuyện chạy tới quân đội lôi đài trang mối quan sát cuộc khiêu chiến này lôi đài khiêu chiến là công khai chỉ cần mua sắm vé vào cửa có thể quan sát vé vào cửa giá cả thì từ nhân hoàng internet tiến hành quyết định công khai di giá không lừa giả dối trẻ nguyện ý xem thì trả tiền không muốn xem nghiền rời đi không có buộc ngươi xem chiến lược bảng cường giả khiêu chiến tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú ý trong nháy mắt người khiêu chiến thân phận cũng đã truyền ra ngoài lần này đến đây khiêu chiến lâm mặc ngữ cùng sở hữu 8 người trong đó cầm đầu là hàn vũ chiến lược bảng xếp hạng thứ 12. ở lâm mặc ngữ xuất hiện trước hắn xếp hạng thứ 11, bởi vì lâm mặc ngữ chảy xuống một gã thứ nhi chính là hỏa đức hỏa đức trước kia ở chiến lược trên bảng xếp hạng thứ 10, hiện tại bởi vì lâm mặc ngữ hàng không biến thành tên thứ 11, sở dĩ hắn đối với Lâm Mặc Ngữ tối không chịu phục, còn lại sáu người, cũng trên căn bản là chiến lược trên bảng bài danh phía trên, kém nhất một vị, chiến lược trên bảng xếp hạng thứ 215, trước kia xếp hạng 24. Những người này đều không ngoại lệ, đều là chiến lược trên bảng đợi rất nhiều năm lão bài cường giả, có dương việt bản thân cảnh giới chiến lược, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, đồng cảnh giới chung đều có thể nói vô địch, đối với hàng không mà đến Lâm Mặc Ngữ. Bọn họ đương nhiên sẽ không chịu phục, chiến đấu cũng không nhì không cảnh giới, còn phải xem kinh nghiệm. mấy cái đi tới lôi đài bên ngoài sân vây. lúc này quân đội lôi đài bên ngoài sân đã đứng đầy người. lâm mặc ngữ đoàn người đến, lúc này hấp dẫn tất cả mọi người trong mắt. lâm mặc ngữ ở lôi đài trang trước ngừng lại, tương lượng xong khiêu chiến phí vào lại, hàn vũ mỉm cười, phải, dù sao cũng là chúng ta khởi xướng khiêu chiến. khiêu chiến phí liền từ người điện đi. lâm mặc ngữ lắc đầu, các ngươi mở a, à. ta sợ ta mở quá cao, các ngươi không thể nào tiếp thu được. hàn vũ suy nghĩ một chút dù sao chúng ta đều là chiến lược người trên bảng nếu như khiêu chiến phí thấp chuyến đi cũng làm trò cười cho người khác như vậy đi chúng ta mỗi người ra 100 vạn tích phân mặc kệ thắng thua cái này tích phân đều là ngươi 100 vạn tích phân đối với tiền đại bộ phận tu luyện giả mà nói cũng không tính là thiếu cho dù là thần vương cũng đồng dạng là số tiền lớn giống như hàn vũ nói như vậy bọn họ không phải thông thường thần vương mà là chiến lược trên bảng cường giả nếu như khiêu chiến phí thấp thực sự biết thật mất mặt chỉ là bọn hắn không biết đối với lâm mặc ngữ mà nói một trăm vạn tích phân thật không coi vào đâu hắn mới trả lại cho ngọc trúc một ước tích phân làm tiền đặt cọc tám người cộng lại cũng bất quá tám triệu tích phân liên tiền đặt cọc một phần người đều không có lâm mặc ngữ khẽ nhíu mày cũng không có lập tức bằng lòng hòa đức bạo tinh khí lại sống tới trong miệng phát sinh gầm nhẹ nhưng hắn còn chưa kịp nói đã một cái tát bị hàn vũ vỗ vào trên người một tầng băng xương hiện lên Láng hượng đem hòa đức bạo tinh khí ép xuống hàn vũ hỏi Lâm huynh đệ có cái gì bất đồng ý kiến sao? Lâm mặc ngữ suy nghĩ một chút, như vậy đi, chúng ta đổi một cái quy tắc, ta không muốn khiêu chiến của các ngươi phí, chúng ta đổi đổ tích phân A. Hàn Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, dường như có điểm ngoài ý muốn, hỏi tới, là như thế nào đổ pháp? Lâm mặc ngữ nói rằng, liền theo trên người ta tích phân làm tiền đạt cuộc, nếu như ta thua, ta liền đen chính mình một nửa tích phân cho người thắng, nếu như các ngươi người nào thua, liền bồi ta tích phân. Mức là ta trên người tích phân một phần người, mấy người trong lòng cấp tốc tính toán một chút đánh cuộc này chú nhìn như có chút kỳ quái hàn vũ vừa nghe liền hiểu lâm mặc ngữ dụng ý sen va lâm huynh đệ trên người tích phân không ít a à. lâm mặc ngữ mỉm cười còn được lâu chương 1739, chuẩn bị xong tích phân thiếu nợ không dễ chịu lâm mặc ngữ tâm tư căn bản không thể vạt được hàn vũ hàn vũ vừa nghe cũng biết lâm mặc ngữ trên người tích phân chí ít vượt lên trước một nghìn vạn bởi vì chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho lâm mặc ngữ lấy được lợi ích vượt lên trước khiêu chiến phí dụng lâm mặc ngữ mỗi tháng một lần là có thể thu được trên người hắn tích phân một phần 10 tiền đặt cược nếu như lâm mặc ngữ tích phân đúng lúc là một nghìn vạn vậy hắn là có thể thu được 100 vạn tích phân như vậy thì năng hàng bọn họ khiêu chiến phí dụng nếu như lâm mặc ngữ trên người tích phân là hai nghìn vạn như vậy mỗi tháng một lần là có thể thu được 200 vạn tích phân nói cách khác chỉ cần lâm mặc ngữ trên người tích phân càng nhiều mỗi tháng một lần liền kiếm được càng nhiều Hàn Vũ suy đoán Lâm Mặc Ngữ trên người có ít nhất 2000 và tích phân, bằng không sẽ không đưa ra như thế cái yêu cầu. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chỉ có vượt lên trước nhất định phải chỗ tốt gấp đôi mới có thể tuyển trạch tiến hành đánh cuộc, bằng không lấy không tám chữ tích phân không tốt sao? Huống hồ Lâm Mặc Ngữ mỗi thua một hồi thì phải bỏ ra chính mình tích phân phân nửa, tức là một phần 2. Cứ như vậy, trả giá cùng tiền lời hoàn toàn không thành đôi so với. Ít nhất là gấp 5 lần trên lịch, tha rằng canh trường hiểm đề thăng mấy lần, cũng muốn buông tha tức đắc lợi ích được nguy hiểm cao tiền lời một là đại biểu lâm mặc ngữ có lòng tin tất thắng hai là lâm mặc ngữ bản thân liền là cái thích mạo hiểm giả. hàn vũ trong mắt lóe tinh quang từ lâm mặc ngữ trong mắt hàn thấy được mỉm cười đó là một dương mưu đem bài bày ở ngoài sáng năm bộ tiền lời liền hỏi ngươi có dám đánh cuộc hay không hàn vũ cũng không có lập tức bằng lòng chúng ta thương lượng một chút lâm mặc ngữ mỉm cười sinh cứ tự nhiên hàn vũ đám người bắt đầu thương lượng lâm mặc ngữ có lòng tin chỉ cần là người bình thường đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt nhất là những thứ này chiến lược trên bảo thiên tài từng cái đối với mình tràn ngập lòng tin nếu như không dám bằng lòng chỉ có thể chứng minh chính mình sợ bọn họ làm sao sẽ sợ hãi hơn nữa gấp năm lần tiền lời a thắng có thể được chính mình một phần hai tích phân thua chỉ cần trả giá một phần mười đây cũng là một hấp dẫn cực lớn sau một lát mấy người thương nghị có kết quả hàn vũ nói rằng chúng ta bằng lòng cùng ngươi đánh cuộc không sai vậy chúng ta đi lôi đài trong tràng thành lập khí ức a lâm mặc ngữ dẫn đầu đi vào lôi đài tràng Hàn Vũ trong mắt lóe tinh quang, thấp giọng nói: "Chúng ta đi vào." Nhìn thấy Lâm Mặc Ngữ đám người tiến nhập lôi đài tràng, bên ngoài sân mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, đợi lát nữa một hồi, đợi đến lôi đài tràng định xong giá vé, bọn họ có thể mua phiếu nhập tràng, chỉ bất quá không biết cuộc khiêu chiến này giá vé sẽ là bao nhiêu, phòng trường sẽ không quá tiện nghi. Lôi đài bên trong sân, một tòa tỷ đấu lôi đài tràng phơi bày ở trước mắt mọi người, chờ một lát, bọn họ tỷ đấu, nhân hoàng internet biết lấy hình chiếu phương thức, ở cái sân này bên trên hiện ra, thế nhưng bọn họ chân chính địa phương chiến đấu, là ở nhân hoàng trên mạng. Nơi này hình chiếu là cho khán giả nhìn. Ở lôi đài bên ngoài sân, một loạt làm bằng đá phòng nhỏ song song mà đứng. Phòng nhỏ thật chỉnh tề, từ từ phương phương, không có bất kỳ cho sức, mặt trên chỉ có mấy cái đánh số. Từ số 1 đến 100 hào, chọn 100 gian phòng nhỏ. Bọn họ chờ một lát liền muốn tiến nhập phòng trong, sau đó tiến vào nhân hoàng Internet. Cái này dạng có thể bảo đảm song phương sẽ không nhận quấy rối mấy người liên tiếp nhân hoàng internet định xong khế ước làm nhân hoàng internet truyền đến khế ước thành lập tin tức phía sau lâm mặc ngữ khóe mắt tiêu ý càng thêm nồng nặc thấy như vậy một màn hàn vũ trong lòng không khỏi lột bột một cái hắn có loại mắc lửa cảm giác hắn bỗng nhiên ý thức được lâm mặc ngữ trên người tích phân khả năng rất nhiều khả năng có năm nghìn vạn nếu quả thật có năm nghìn vạn nhiều như vậy bọn họ thua một hồi thì phải bỏ ra năm trăm vạn tích phân năm trăm vạn tích phân đối với bọn họ mà nói cũng không phải số lượng nhỏ đây đều là hơn trăm năm tích lũy thành quả. nếu như thua sẽ rất đau lòng. nhưng lại nghĩ lại nếu như thắng đâu, lâm mặc ngữ trên người tích phân càng nhiều, bọn họ kiếm được cũng càng nhiều a. cho nên nói đây là dương mưu, là lợi đích to lớn điều khiển dưới dương mưu. lâm mặc ngữ đã sớm dự liệu được là kết quả này lớn như vậy lợi ích, người bình thường đều sẽ không cự tuyệt. nhất là giống như hàn vũ như vậy người thông minh. lâm mặc ngữ cười nói, chuẩn bị xong tích phân a, đừng đến lúc đó tích phân không đủ nợ tiền cảm giác không dễ chịu. Nếu như tích phân không đủ, nhân hoàng internet sẽ phán định thiếu trước lâm mặc ngữ. Đến lúc đó bọn họ mỗi một cái nhiệm vụ, mỗi một cái tiền lời đều sẽ tự động chuyển rời đến lâm mặc ngữ trên người. ở trả hết nợ thiếu nợ trước, bọn họ không có bất luận cái gì tiền lời, liên quyền hạn đều không thể đề thang. Hơn nữa thiếu tích phân là có lợi tức, hàng năm một phần mười lợi tức, không tiện nghi. sở dĩ không tồn tại nợ tiền là đại gia sự tình, nhân hoàng internet sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh hỏa đức gầm lên một tiếng cụt thua chỉ có thể là ngươi lâm mặc ngữ cười cười cũng không trả lời hắn các ngươi ai tới trước khiêu chiến nên tiền lực bảng vẫn là chiến lực bảng hiển nhiên tám người đã kinh thương số lượng tốt lắm một người trong đó nói rằng ta tới trước người này tên gọi là bạch thiên túng thần vương Tăng giai ở chiến lược trên bảng xếp hạng 25. lâm mặc ngữ hàng không trước hắn xếp hạng 24. lâm mặc ngữ mỉm cười một tiếng hành vậy ngươi khiêu chiến cái gì bạch thiên túng nhìn hàn vũ nước mắt ngươi đã là tiềm lực bảng đệ nhất ta đây liền cùng ngươi khiêu chiến chiến lược bảng lâm mặc ngữ có thể đạt được tiềm lực bảng đệ nhất nói rõ tiềm lực khẳng định rất mạnh đồng cảnh giới giới đối chiến hắn không có nắm chắc trợ lọc tự nhiên chiến lược bảng lâm mặc ngữ gật đầu như ngươi mong muốn bài thiên túng tiếp tục nói ta nhớ được ngươi là từ chiến lược bảng thứ 35 danh trực tiếp nhảy đến chiến lược bảng đệ thập ta đoán ngươi nhất định là chiếm được cái gì lợi hại pháp bảo nhưng tiếc là ở nhân hoàng trên mạng ngươi sở hữu pháp bảo đều không thể sử dụng lâm mặc ngữ cũng không trả lời xoay người hướng phía một gian phòng nhỏ đi tới lúc này có hai gian phòng nhỏ ở trên bảng số sáng lên treo thứ tự là số một cùng số hai lâm mặc ngữ vào số một phòng nhỏ phòng nhỏ đại môn phanh đóng cửa phòng trong trận pháp sáng lên lâm mặc ngữ ý thức tự động tiến nhập nhân hoàng internet xuất hiện ở nhân hoàng lôi đài giữa sân đối với nhân hoàng lôi đài chàng lâm mặc ngữ rất là quen thuộc hiện tại lôi đài chàng còn không có chính thức mở ra hắn chỉ có thể đứng ở sát biên giới không cách nào đi vào bạch thiên túng rất nhanh cũng xuất hiện ở lôi đài một chỗ khác ngăn cách lấy lôi đài cùng lâm mặc ngữ xa xa nhìn nhau nhân hoàng trên mạng truyền đến thanh âm giống như máy móc khiêu chiến vào khoảng sau 3 phút mở ra chiêu chiến không giới hạn thời gian khiêu chiến một ngày bắt đầu đen lấy một phương chịu thua chết trận hoặc song phương cộng đồng quyết định kết thúc mới vừa rồi ngưng hẳn nhân hoàng trên mạng tỷ đấu cực kỳ đơn giản bởi vì pháp bảo không mang vào tới sở dĩ bằng vào chỉ có thể là cá nhân chân thực chiến lực cá nhân chân thực chiến lực không ngoài chính là cảnh giới cùng thuật pháp cảnh giới đại biểu đối pháp thì lý giải trình độ nhưng mỗi cá nhân đối pháp thì thao túng năng lực một nam bất đồng đồng cảnh giới cũng có mạnh yếu chi phân thuật pháp giống như vậy đối với thuật pháp lực khống chế pháp tác chịu tài lực có hay không nhiều sao thuật pháp chờ các loại nhân tố hợp thành tiến nhập nhân hoàng internet khiêu chiến song phương có thể lẫn nhau trai nhìn đối phương đẳng cấp không cách nào tiếp tục ẩn giấu tin tức bạch thiên túng là thần vương tam giai không có bất cứ vấn đề gì làng bạch thiên túng tò mò kiểm tra lâm mọc ngữ tin tức lúc tại chỗ sừng sốt ánh mắt trường so với hàng tinh còn tròn tinh lạc nhìn nói không ra lời nhất hào pháo đài lôi đài bên ngoài sân vỉnh chân đợi mọi người rốt cuộc thấy được giá vé không tích phân một tấm không tiện nghi thế nhưng nói đắt cũng chưa nói tới tại chiến trường bên trong lẫn vào người như thế điểm tích phân vẫn là cầm ra được lúc này mọi người đều xuất ra tích phân mua sắm vé vào cửa một giây kế tiếp bọn họ bị truyền tống vào lôi đài tràng xuất hiện ở trên khán đài lôi đài bên ngoài sân trong chớp mắt không có một bóng người Tinh phòng lại là kín người hết chỗ Chương 1740, hắn vì sao giật mình? Tại chiến trường bên trong lẫn vào nhân tộc tu luyện giả có bao nhiêu, ngoại trừ nhân hoàng internet, ai cũng không rõ ràng. Nhưng mấy cái chữ này không phải ít, nhì không xem mỗi ngày người ra ra vào vào cũng biết, cấp cho chiến trường lệnh bài, kết toán công trận địa phương, ngày nào đó không phải xếp hàng hàng dài, một tòa duy nhất lôi đài tràng. Kinh phòng người vạn chỗ ngồi, lúc này đã toàn bộ chật ních, chống không hư tịch. Nếu như đặt ở nhân tộc trong tinh vực, đại gia có thể tiến nhập nhân hoàng internet, tờ trong thế giới giả lập quan sát cuộc tranh tài này bao nhiêu người đều chứa được nhưng lúc này là ở chiến trường cùng nhân tộc tinh vực là cắt ra không chỉ là địa lý vị trí ngăn ra liền nhân hoàng internet đều có chỗ bất đồng nhân hoàng internet bao trùm ở chỗ này bên ngoài lực lượng không bằng nhân tộc tinh vực trong kia sau dồi rào không cách nào dung nạp như vậy ta từ ti thì tiến nhập nhân hoàng internet sở dĩ nhân hoàng internet sẽ đem người khiêu chiến song phương hình ảnh chiếu hình ra để cho mọi người ở trong hiện thực tiến hành quan sát cái này dạ đối với nhân hoàng internet mà nói áp lực nhỏ hơn một điểm lôi đài bên ngoài sân có người san săn tới trọng không có chỗ ngồi thế nhưng không quan hệ không có chỗ ngồi vậy đứng xem tất cả mọi người có thể bay đứng ở giữa không trung cũng không thành vấn đề lôi đài chàng răng lên trận pháp thật to chỉ cần mua phiếu có thể đi vào cái này dạ trên khán đài tọa đầy người thiên thượng đồng thời 18 lại đứng đầy người có ít nhất 150.000 người quan sát lần này khiêu chiến chiến lược trên bảng cường giả quyết đấu không gì sánh được hấp dẫn người cự đại lôi đài bên trên hình chiếu phát triển chiến giả song phương tình huống sóc phương người khiêu chiến đang đứng ở lôi đài lưỡng đoan chờ đấy khiêu chiến bắt đầu hai người trên đầu đỉnh lấy riêng mình tên cùng với riêng mình chiến lược bảng xếp hạng người khiêu chiến bạch thiên túng chiến lược bảng xếp hạng 25. ứng ừ chiến giả lâm mặc ngữ chiến lược bảng xếp hạng 10. ở giữa lôi đài là cự đại đếm ngược thời gian khoảng cách khiêu chiến bắt đầu còn có 2 phút lôi đài trong tràng vô cùng náo nhiệt đại gia dồn dập nghị luận đối với lâm mặc ngữ vị này hàng không giả từ đại bộ phận người đều rất xa lạ cũng không biết hắn tình huống thật thậm chí ngay cả pháp tác của hắn tờ pháp đều là hoàn toàn không biết gì cả thế nhưng đối với chiến lược bảng xếp hạng 25 bạch thiên túng có không ít người biết hắn hắn là lão bài thần vương cảnh cường già ở chiến lược trên bảng đã đợi trên trăm năm danh khí không nhỏ bạch thiên túng am hiểu là tinh quang pháp tắc tuy là tinh quang pháp tắc rất phổ biến nhưng có thể đem nó dùng tốt cũng không có nhiều người. Tinh quang pháp tắc có thể mượn bên trong đại thế giới, ánh sao lực lượng, khuyết điểm là công kích phòng ngự đều rất bình thường, tiêu điểm tiêu hao cực tiểu, thích hợp thời gian dài chiến đấu. Ta đã từng thấy qua Bạch Thiên Túng chiến đấu, hắn đối với tinh quang pháp tắc thao túng đã đạt đến nhầm phi tầng thứ. Vậy hay là ở 50 năm trước, phòng trường hiện tại hắn mạnh hơn, trận chiến này kéo thời gian càng lâu, đối Bạch Thiên Túng lại càng có lợi, cũng không biết Lâm Mặc Ngữ nên xử lý như thế nào, như thế nào đánh nhanh thắng nhanh, lúc này rất nhiều người đều thành phân tích ra tiên tri suy đoán phân tích song phương xét lực tác chiến chỉ tiếp bọn họ đối với lâm mặc ngữ biết quá ít cái gọi là phán đoán đại bộ phận đến từ chính suy đoán lúc này có người kỳ quái nói ra bạch thiên túng biểu tình dường như có điểm lạ a à, nhân hoàng internet sẽ đem nhân hoàng lôi đài trong tràng sở hữu hình ảnh tuần tự không gì sánh được cận kẽ chiếu hình ra trong đó bao quát người bên trong vật sở hữu biểu tình tất cả mọi người tại chỗ đều có thể nghe được chỉ bất quá hình chiếu chỉ có hình ảnh cũng không âm thanh. Lúc này Bạch Thiên Túng ánh mắt đã trừng tròn xe, trong mắt đều muốn rơi ra tới. Miệng há hốc, dường như muốn nói gì, nhưng lại cái gì đều không thể nói ra tới. Hàn Vũ đám người đứng ở dưới đài, cũng chú ý tới Bạch Thiên Túng thời khắc này biểu tình. Cái gia hỏa này đến cùng nhìn thấy gì, chắc là thấy được bất khả tư nghị đồ đặc, chờ một lát kết thúc chiến đấu, xuống tới hòn một chút sẽ biết. Hàn Vũ lão đại, ngươi nói chàng tỷ đấu này, Thiên Túng có thể thắng sao? Hàn Vũ trầm ngâm mấy giây, coi như không thể thắng, lấy thiên túng năng lực chỉ ít có thể lấy để cho chúng ta thấy rõ lâm mặc ngữ thực lực chân chính chợt hắn lại bổ sung chỉ ít đại bộ phận thực lực bởi vì bạch thiên túng biểu tình lúc này hắn đối với cuộc khiêu chiến này cũng mất đi sở hữu lòng tin không phải là không tín nhiệm bạch thiên túng chỉ là bởi vì bạch thiên túng biểu tình quá mức khoa trương khoa trương đến liền hắn đều không cách nào làm ra phán đoán chính xác hắn biết bạch thiên túng khẳng định thấy được địa phương gì đặc biệt mới khiến hắn lộ ra như vậy biểu tình hắn vũ rơi vào trầm tư hắn giống như lâm mặc ngữ là một giỏi về suy tính người hiện tại khiêu chiến còn không có chính thức bắt đầu có thể thấy tin tức rất ít thiên túng chắc là thấy được lâm mặc ngữ tu vi cảnh giới là lâm mặc ngữ cảnh giới quá cao không đúng nếu như chỉ là cảnh giới cao không đến mức làm cho thiên túng biểu hiện như thế hơn nữa cảnh giới lại cao có thể cao đi nơi nào căng hết cỡ cũng bất quá là thần vương lục giai nói như vậy là bởi vì lâm mặc ngữ cảnh giới quá thấp càng thấp cảnh giới lại có siêu cường chiến lực nói rõ lâm mặc ngữ có vượt cấp mà chiến năng lực càng còn không ngừng là cấp một hai có thể là ba bốn giai lâm mặc ngữ chân thực cảnh giới chắc là ở thần vương nhất giai tả hữu chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho thiên tùng thất thố không sai nhất định là như vậy hàn vũ cấp tốc bắt được mấu chốt của vấn đề vấn đề không phải lâm mặc ngữ cảnh giới quá cao mà là quá thấp lâm mặc ngữ là một cái thiên tài siêu cấp có kinh người chiến lực nhân hoàng lôi đài trong tràng bài thiên túng biểu tình thật lâu khó khôi phục hắn thấy được lâm mọc ngữ chân thật cảnh giới chân thần thất giai chân thần thất giai cái gia hỏa này mới chỉ có chân thần thất giai điều này sao có thể điều đó không có khả năng chân thần thất giai tiến nhập chiến lực bảng trước 10, có chí ít thần vương ngũ giai chiến lực không chỉ là vượt cấp mà chiến mà là nhảy qua biên giới mà chiến như vậy cũng tốt so với người khác chạy lấy đạp phía sau ba cấp nhảy có thể nhảy 20 mươi mét ngươi một cái đứng nghiêm nhảy xa nhảy 30 mươi mét giống nhau căn bản không khả năng khiến người ta tin tưởng đây là thật nhất định chính là kỳ tích. Bạch Thiên Túng chính là thấy được kỳ tích như thế này, nhân hoàng internet sẽ không gạt người. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ giấu giếm cảnh giới của mình. Lâm Mặc Ngữ thật là chân thần thất giai, mà 423 lại hắn thực sự sở hữu mạnh như vậy chiến lực. Bạch Thiên Túng trong lòng sinh ra không phải chân thực cảm giác, hắn cảm giác mình đang nằm mơ, mãi cho đến chiến đấu bắt đầu trước 30 giây. Giấc mộng của hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn biết mình nên, hắn cải biến chiến thuật, hắn đã không lại hy vọng so với đánh thắng Lâm Mặc Ngữ. Hắn chỉ nghĩ bằng vào năng lực của mình tận khả năng bước ra lâm mặc ngữ chân thực chiến lực. Đồng thời trong lòng hắn còn có như vậy từng tia không phục, đông dạng đều là thiên tài. Dựa vào cái gì trinh lịch có thể lớn như vậy? Hắn suy tư về chiến thuật, lợi dụng tinh quang pháp tắc tiêu hao cực ít ưu điểm, tận lực kéo dài thời gian, lấy chính mình thần vương tam giai cảnh giới, thần vương tứ giai chiến lực, có thể kéo bao lâu tính bao lâu. Ánh mắt từng bước biến đến kiên định, trên ý sôi trào, tinh quang pháp tắc từng bước ngưng tụ, liên toàn bộ lôi đài tràng đều biến đến sáng lên lâm mặc ngữ đem ánh mắt của hắn biến hóa nhìn ở trong mắt trong lòng đại khái suy đoán được ý nghĩ của hắn đối với lần này lâm mặc ngữ không cho là đúng thở dài làm ngươi nghĩ kéo là có thể lau nhà sao có thể kéo bao lâu cái này liền muốn xem tự mình nghĩ cùng hắn chơi bao lâu bất quá lâm mặc ngữ hiện tại không muốn chơi một nghìn vạn tích phân lâm mặc ngữ trong lòng khẽ đọc một tiếng 30 giây kết thúc chiến đấu bắt đầu giữa hai người hạn chế tiêu thất bài thiên túng cũng không có trước tiên tiến lên pháp tắc lĩnh vực triển khai mạn thiên tinh quang rơi xuống ngưng tụ thành cái khiên cái khiên bao phủ bạch thiên túng đưa hắn vững vàng bảo vệ không có góc chết